chương 1882, nhanh chuyển hung ác. Oanh, phanh, hồn ám thái thượng tổ tông địa tràn đầy chấn thiên ẩm vang âm thanh. Binh đối với binh tướng đối với đem, thần chiều tới làm là khí thế ngất trời. Phóng nhãn nhìn, cái kia chính là một phiến máu tươi huyết xối thế giới, liền văng tung tóe đá vụn, thậm chí bay múa quang mang, đều nhuộm tinh hồng sắc, thành mảnh như mọc thành phiến bóng người táng trong vũng máu, tiếng kêu rên thê lương, cái này, không phải đại chiến, mà là thần chiều đơn phương tàn sát cầu viện, thái thượng thiên tôn gào thét, tựa như oanh lôi, vang vọng cửu thiên. Cần gì hắn nói, chúng thần đều tại kêu cứu, triệu hoán cái khác trí tôn. Là bọn hắn đánh giá thấp triệu bân, cũng đánh giá thấp thần triều nội tình, tuyệt đại loại người hung ác, là vừa nắm một bó to, trông coi trang bị không phải bình thường hoàn mỹ, không nói đế thần binh cùng chuẩn hoang thần binh, trong đó có không ít, vẫn mang theo cực đạo thần khí, liền như đây, còn có một tôn chuẩn hoang cấp thần khôi, cái này nhiều lắm đại hiệu triệu lực mới có thể làm được mạnh như thế hung hãn thế trận. Lúc này mới nơi nào đến đấy a? À? Còn chưa nhìn thấy Đế Tiên đâu. Nói đến Đế Tiên, toàn bộ Thái Thượng Tông chiến trường thuộc về nàng thanh nhàn nhất. Nàng không tham chiến, mà là đi ở chỗ sâu trong, oanh mở rồi một tòa địa cung. Nàng đây cũng không phải là nảy ra bảo bối, mà là cái này địa cung ở bên trong cất giấu một cái có ý tứ đồ vật. Đồ vật gì đâu? Đế thần cấp vực môn không nghe thấy sao chúng thần đều tại cầu viện đâu. Viện quân từ chỗ nào đến, tất nhiên là từ nơi này tọa vực môn. Có bằng hữu từ phương xa tới. Đế tiên giấu ở vực môn một bên, tiện tay vẫn sách ra thanh liên thần kiếm. Nàng đối với kiếm thể hà ra từng hơi, xong việc, dùng thủ lụa lau lại lau. Một hồi có người ra tới, liền dùng thanh kiếm này chào hỏi, gắng đạt tới nhất kích. Đưa cái kia về nơi chín suối. O, O, N, G. Rất nhanh, vực môn ô o -O -N, N, g run rẩy có thần quang hiện ra tùy theo liền thấy một đạo nhân ảnh tất nội bước ra áo bào màu bạc liệt liệt định nhãn nhìn qua đúng là lạc nhật cổ thần lạc nhật thần giáo một cái khác tôn thần minh hắn không phải đến du sơn ngoạn thủy đấy là nghe nói triệu hoán chạy tới cứu viện đấy như hắn loại này phía sau vẫn có rất nhiều chỉ bất quá hắn đi đứng nhất chập choạng trượt mà thôi tranh kiếm minh thanh âm nổi lên đến không hề dấu hiệu. Lạc nhật cổ thần biến sắc, liền muốn xoay người trốn vào vực môn. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm, trời nắng thần kiếm đã rơi xuống. Phốc, chuẩn hoang thần khí chính là sắc bén, như cắt dưa hấu, nhất kiếm liền sinh bổ lạc nhật cổ thần. Thần minh huyết quang, là lộng lẫy đấy, thần minh tâm cảnh, lúc này cũng là phiền muộn đấy. Như lạc nhật cổ thần, đã chúng tuyệt diệt nhất kiếm, không chỉ thần khu phá, nguyên thần cũng hủy diệt. Tới rồi, hắn cũng không nhìn thấy là ai diệt hắn. Tới rồi, hắn mới biết, cái này mẹ nó là một cái hố. Ngươi lừa bịp hàng. Cái này, là lạc nhật cổ thần di ngôn, mắng chính là lạc nhật thần quân. Cầu viện, cầu con em người viện binh nơi nào, đem lão tử kêu đến chịu chết sao. Siêu, đế tiên nhẹ phẩy ống tay áo, đem lạc nhật cổ thần bảo vật, lột rồi cái tinh quang. Ôm cây đợi thỏ sao, không có gì lè lẹt, muốn chính là một cái nhanh chuẩn hung ác cứu ta. Hư vô ở bên trong, truyền đến lạc nhật thần quân gào thét âm thanh. Hắn thần khu nổ diệt, là bị vong tình cổ thần một trưởng đánh tan đấy. Hư ảo nguyên thần, là hắn cuối cùng nội tình. Hắn gào thét, chúng thần nghe gặp cũng là không một người tới cứu. Cũng với, đều tự thân khó bảo toàn, vậy còn có dư lực giết qua tới cứu người. Diệt, vô ưu tiên tử nhất chỉ, xuyên thủng rồi lạc nhật thần quân đầu lâu, trực tiếp tuyệt sát. Đến lúc này, lạc nhật thần giáo hai cái thần, đều bị chu diệt, trên đường hoàng tuyển cũng tốt làm bầu bạn. Tha mạng, thần minh đơn giản không cầu xin, cầu xin tha thứ. Chính là gần như tử cảnh. Lạc nhật thần quân phía sau, hạc huyền cổ thần cũng táng tại hư không, là bị đế tiên cửu đại thần tướng, trực tiếp oanh diệt đấy, trước khi chết, bản mệnh khí cùng bảo vật, còn bị quét sạch không còn. Hắn cũng có làm bạn đấy, bởi vì đế tiên cái kia, lại đưa đi một vị. Chính là hắc Uyên thần quân, cũng như lạc nhật cổ thần, đi ra ngoài trong nháy mắt, liền bị miểu sát rồi. Như thế, học uyên thánh địa cũng bước lạc nhật thánh địa theo gót, hai cái thần liên tiếp lên đường. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân đứng lặng cửu thiên, lại dẫn động ước vạn lôi đình. Đây không phải thiên kiếp, rồi lại ẩn núp thiên uy, không khác biệt công phạt. Phốc, tắm rửa lôi đình, tuyệt thiên thần quân bị tháo rồi đầu lâu. Hắn ngược lại gà tặc, Nghĩ cũng không nghĩ liền nguyên thần xuất khiếu, muốn đoạt đường bỏ chạy. Có ta tại, còn có thể cho ngươi chạy thủy thần đột nhiên hiển hóa, một cái bát tô cho cái kia đập tới, vừa gặp ma vương giết tới, một đạo pháp tác xích sắt, đem tỏa tại hư vô. Một đường đi tốt, chờ đợi thì minh giết tới, chính là tuyên án tử vong đưa tang tri âm rồi. Hắn lấy luân hồi hóa kiếm, tung hoành thử tiêu, trực tiếp hủy cái kia nguyên thần. Đồng dạng thần minh huyết quang, đông phương thiên khung cũng có một đạo Kim Luân Pháp Thần cũng quỳ, bị đạo tiên cùng đạo quân đánh bể thần khu, bị thánh quân cùng phách đao, đánh nát rồi chân thân, từ khai chiến đến táng diệt, đó là một đường đèn xanh, thẳng lên hoàng tuyền. Phong, Tây Phương Thiên Vũ, Hạo Thiên cùng bất hủ thần thể một trái một phải, đều thi giam cầm. Xong, muốn bỏ chạy khô diệt thần quân, liền bị tỏa tại đó, không thể động đậy. Nợ máu, trả bằng máu, chiến thiên hành nhất kiếm quan trường hồng, kiếm uy tồi khô lạp hủ. Không không không, khô diệt thần quân kêu rên, toàn cảnh là hoảng sợ sắc. Bực này cục diện, gào thét cùng không gào thét cũng không có ý nghĩa, chiến thiên hành suốt kiếm chính là tuyệt sát. Khô diệt thần quân cũng vào quỷ môn quan, ngày xưa thần Triều Dương đông kích Tây, diệt khô diệt thánh địa, hắn là duy nhất người sống sót, tối nay một trận chiến này mới tính là chân chân chính chính bao viên. Ta không cam lòng, ta không tin, Kim Luân Pháp thần cùng bát cực thần quân không thuộc về nhất mạch, cũng là nan huynh nan đệ, khô diệt thần quân táng diệt phía sau toàn bộ chiến trường, liền thuộc về hai người bọn họ gào thét vang dội. Cũng không cái gì sâu dùng, nên ai đau, một hồi đều không thể thiếu, một cái bị thi thần bia, nghiền đã thành cho bụi, một cái tất bị thi thần, đạp đã thành thịt nát, mang theo kêu rên đi Tây Thiên. Đương, tràng diện hỗn loạn, cái gì thanh âm đều có, ví dụ như não dưa đụng bảng thép âm vang âm thanh. Chính là xích thiên cổ thần, từ khai chiến, liền đầy trời tán loạn, muốn tìm một cơ hội bỏ chạy. Nói giỡn, thần chiều như vậy nhiều nhân tài, còn có thể để cho hắn chạy, bình chứng là một đạo tiếc một đạo. Người đi được rồi. Trường sinh tiên một câu băng lãnh cô quạch, một đạo tiên quang chảm cái kia đầu lâu. Bất niệm thiên theo sau liền đến, óng ánh bàn tay như ngọc trắng hoành thiên, hủy hắn tàn khu. Bổ đao là một cái kỹ thuật sống, triệu bân làm rất chuyên nghiệp, ước vạn lôi đình hợp thành một đạo, mang theo cuốn hủy thiên diệt địa trị uy lực, trên trời thẳng tắp bổ xuống dưới, cưỡng ép bổ diệt cái kia nguyên thần, lại một tôn thần táng diệt, nhưng đại chiến còn chưa xong. Nam Bắc hai phe, vẫn có thần minh cấp đại hỗn chiến. Thái thượng thiên tôn rất kiên đính, thái thượng cổ thần càng kiên đính, gặp không may vây công, chính là đặt xuống không ngã, đặc biệt là thái thượng thiên tôn, có cường đại thủ hộ chi pháp, viên thần đánh chính là dị thường tốn sức. Chân áp, triệu bân vượt thiên mà đến, quét sạch rồi hồng mông tiên hải. Vẫn còn ở huyết chiến thái thượng cổ thần, ngay tại chỗ bị dìm ngập vẫn là cái đồ vật này dễ dùng, thần minh ở trong đó, đều đứng không vững đấy. Trái lại thần chiều cường giả, không chút nào chịu hình ảnh, sát sinh đại thuật phô thiên cái địa. ầm vang, đột nhiên một tiếng lôi minh, vang vọng minh mông thiên, sợ thế tâm linh người run lên. Triệu bân lông nghi hơi nhíu, vô thức ngửa con mắt, ôm cây đợi thỏ đế tiên, cũng tiếu lông mày hơi nhíu, cái này âm thanh lôi minh đến đột ngột, mặc dù là nàng nội tình, cũng bất giác rất cảm thấy tim đập nhanh. Thượng thương, đế tiên lẩm bẩm lời nói, chỉ nàng một người nghe thấy. Thiên đạo, tiên giới chúa tể khẽ nói, cũng là không người nghe nói. Không sai, cái kia âm thanh lôi minh xuất từ thượng thương, quấy dày tiên giới đại càn khôn. Thái thượng, chờ ép lão phu chửi mẹ, tối tăm ở bên trong, hình như có bực này hừ lạnh. Thượng thương cũng không trò chuyện, muốn tìm người mắng, hết lần này tới lần khác, thì có cái kia thì một cái không có mắt đấy, một cái không có nhìn tốt, liền muốn nhúng tay thế gian, vẫn mẹ nó quấy dày tiên giới càn khôn. chương 1883, không hiểu chuyện. Hảo sinh tim đập nhanh, vừa rồi đạo kia lôi mình ở đâu ra. Sợ không phải thế gian quá nhiều không sạch sẽ, thượng thương tức giận rồi. Sự tình không lớn, nếu muốn phạt, cũng là trước khiển trách chúa tể. Như bực này lời nói, tiên giới liên tiếp, phàm nghe nói lôi minh giả, đều bị run sợ, tiền bối đám khá tốt, thấy hơn nhiều đại tràng diệt, bọn tiểu bối sắc mặt, liền đặc biệt tái nhợt, dù sao vẫn cảm giác có họa khó hàng lâm, bởi vì cái kia ẩm vang thanh âm, mang theo hủy diệt uy áp. Đáng sợ tiếng sấm, đến nhanh đi cũng nhanh. Sau đó, chính là một vòng xuân phong, lướt nhẹ qua qua tam giới. Đó là thượng thương phúc trạch, thổi tan rồi thế nhân khói mù. Sát, chiến, lôi minh tiểu sự việc xen giữa, ép không được thái thượng tổ địa hết hò. Trên trời quan sát, cái kia chính là một phiến hỗn loạn thế giới, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vô cùng thê thảm chính là Thái Thượng Tông, như mọc thành phiến bóng người táng diệt, tổ địa. Liền là phần mộ của bọn hắn. Diệt. Triệu Bân một câu băng lãnh cô quạch, nhất mâu xuyên thủng rồi cửu thiên. Thần minh huyết quang tùy theo hiện ra, thái thượng cổ thần ngay tại chỗ táng diệt. Lại một tôn thần minh lên hoàng viền, nhưng chiến hỏa cũng không chôn vùi. Huyết sắc đại chiến, không có quần chúng, chỉ tiên giới chúa tể yên lặng chú ý. Thượng Thương bỗng nhiên tức giận, không phải là không có lý do, đều bởi vì Thái Thượng Tông truyền thừa. Tiểu nữ oa chính nhìn lên, bỗng nhiên nghe thấy thiên ngoại có đến âm. Chính là chúc không người kia, lại nghĩ tìm người nói chuyện phiếm. Lại, vì cái gì lại? Bởi vì từ lúc vô đạo thoái vị phía sau hắn sẽ không đình chỉ qua kêu gọi. Không phải là muốn tìm mới một đời tiên giới chúa tể tâm sự, tâm sự nàng cái kia không có danh tiếng gì tiểu tiên nhân, là như thế nào làm thượng tiên giới chế tài giả đấy, chẳng lẽ lại, cùng thượng thương có thân thích phải biết, từ xưa đến nay, vẫn chưa bao giờ có tiên nhân làm chủ tể tiền lệ. Chuyện gì? Có lẽ không chịu nổi người nào đó lại nhảy, tiên giới chúa tể chung là có đáp lại. Nghe thấy chi, chúc không đốn ngồi thẳng rồi, đầu tiên là vuốt vuốt chòm dâu, sau đó mới hữu mô hữu dạng đến một câu, cùng ra ra nói một chút, người cái này chúa tể, có phải hay không đi cửa sau đến đấy? Không phải. Tiên giới chúa tể nhạt nói, tâm thần rồi lại hoảng hốt không chịu nổi nàng cũng không biết, thượng thương vì cái gì lựa chọn nàng làm chế tài giả. Đêm đó, nàng làm giấc mộng, mộng thấy rồi một đạo xa xôi mà cổ xưa nữ tử. Lại tỉnh lại, liền đã càn khôn ra thân, theo càn khôn mà đến, còn có rất nhiều thần thức lạc ấn, xác định vũ trụ ảo diệu, tam giới huyền cơ. Các loại, cho nàng trình bày rồi một phen. Nàng chỉ là tiên nhân, chưa từng gặp qua bực này sự tình. Mặc dù lúc này, nàng đều cảm giác tự thân vẫn còn ở trong mộng cảnh nghĩ đến là nàng không có gánh nặng trên người, mới khiến cho nàng làm chúa tể. Nói thực ra, làm chủ tể cảm giác rất mỹ diệu. Mà cùng tươi đẹp đấy, thì là một loại cô độc. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lại ý cảnh, năm đó nàng không hiểu, bây giờ lại hiểu rồi. Nàng có thể xem tận thế gian, nhưng không được nhúng tay nhân thế, thượng thương định ra rồi thiết quy tắc, không cho phép nàng cùng bất kỳ người nào nhắc lên quan hệ. Nàng sinh động, nhưng càng giống một cái khôi lỗi, giữ nhà hộ viện cái chủng loại kia, trong sân phồn hoa, tình yêu, chiến hỏa, vinh nhục chìm nổi, ngươi lừa ta gạt. Hết thảy hết thảy đều cùng nàng cái này ngoài viện không người nào liên quan. Đây mới là lạ. Trúc không một tiếng nói thầm, theo con mắt vẫn nhìn sang hư vô. Thượng thương sợ là đầu óc căng gân, như vậy nhiều siêu quần bạt tụy thần minh, Sửng sốt cứ vậy mà làm cái tiên nhân đến, tu vi cảnh giới thấp thì thôi, vẫn mẹ nó là một cái nương môn nhi. Tất hư vô thu con mắt, hắn lại gỡ tròm dâu. Vô đạo đâu? Còn sống, Tiên giới chúa tể chậm rãi thu suy nghĩ. Có tiện hay không đem cái đồ kia ném đến, chúc không ung dung nói. Bất tiện, Tiên giới chúa tể cũng là gọn gàng mà linh hoạt, một cái từ chối. Ta đều là do quan đấy, giàn xếp giàn xếp. Chúc không nói qua, vẫn tiện tay bắn ra một luồng thần quang. Thần quang bay vào Tiên giới, treo ở rồi Tiên giới chúa tể thân trước. Đó là một phương hộp ngọc, còn có một bộ hỏa quyền tìm người làm việc nhi cũng không được đưa bỏ chỗ tốt sao. Như bực này hoạt động, hắn trước kia cùng vô đạo làm không ít. Tiên giới chúa tể trầm mặc không nói, đôi mắt đẹp nhưng có ngọn lửa nở rộ. Trong hộp ngọc là nhất hạt châu, cấp bậc độ cao, tại nàng làm chủ tể phía trước, chưa nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua, vô luận từ chỗ nào xem, đều là một tôn hàng thật giá thật thần vật. Để cho nàng nén giận đấy, là cái kia bộ Hỏa Quyền. Không cần mở ra liền biết là một bộ đồ tết nàng thế nào cũng không nghĩ ra phàm giới cái vị kia chế tài giả lại như vậy già mà không kính bọn họ đều là làm quan không giả có thể nàng tốt xấu là một cái hậu bối a à, trông coi là một cái nữ đưa cái đồ vật này đến thích hợp sao chúa tể như thế vô pháp vô thiên trơn trượt chúc không thúc giục một tiếng đã không thể chờ đợi được muốn gặp vô đạo hắn chờ một ngày đã đám rất nhiều năm như đến rồi địa bàn của hắn không phải hảo hảo chào hỏi một fan sao ví dụ như treo thủ trên ví dụ như đem cái đồ kia bảo bối lột cái tinh quang thật lâu cũng không trông thấy tiên giới chúa tể đáp lời đến mức thần châu cùng hỏa quyển nàng tất nhiên là thu tặng không đấy vì sao không muốn sau đó sẽ không sau đó rồi người tuổi trẻ bây giờ nơi nào quá không nói lễ độ chúc không một câu thâm trầm mặt mò còn có một chút đen đều nói bắt người tay ngắn ngược lại đem sự tình cho xử lý a không làm cũng được đem bảo bối trả trở về a sẽ không thu hắn bắt đầu hoài niệm cùng vô đạo vô nghĩa tuế nguyệt rồi người kia tuy nhiên không thế nào muốn mặt nhưng chỉ cần tiền cho đúng chỗ rồi chớ nói đưa một người xuống đưa một đống nàng dâu đều không nói chơi dáng vẻ này cái này không hiểu chuyện chân tàng bản nơi nào vô đạo muốn hắn cũng không có cho a à, thái thượng thiên tôn gào thét là bi thương sảng gào thét cửu tôn thần minh đã chết tám cái, chỉ còn hắn một người rồi. Song quyền khó địch tứ thủ, hắn cũng bị đánh đích chỉ còn một đạo nguyên thần. Hôm nay là một cái tử cục, hắn hiển nhiên đợi không được viện quân sát qua được. Đi ngươi! Viên thần nhất côn phách thiên tuyệt địa, đánh băng rồi thương thiên. Gào thét thái thượng thiên tôn, bị nhất bổng tạp vái chân thân. Nói đi là đi, hắn cũng đi theo chúng thần lên đường, lạc đều đi vô cùng không cam lòng, đã từng có như vậy nhiều cơ hội tốt, cũng không có làm chết triệu bân, tới rồi, đúng là như vậy tình trạng, sớm biết như thế, hắn liền ở tại thần giới an phận đợi, trở về tiên giới làm chi. Tha mạng, tha mạng a, à, thê lương tiếng kêu rên, vang đầy máu sắc thiên địa. Thần minh mặc dù táng diệt, nhưng thái thượng tông truyền thừa vẫn còn ở. Ở cùng không ở, đều không quan trọng rồi, bởi vì lật không nổi sóng lớn rồi. Thần triều đám người cường hãn không thương cảm, như gió thu cuốn hết lá vàng, là một đường hoành đẩy đấy phốc, đến người cuối cùng nổ thành huyết hoa, ầm vang âm thanh mới tiêu trừ. Thái thượng tông bị diệt, tại nơi này đêm, từ thế gian xóa tên. Quét dọn chiến trường, thủy thần tiểu vung tay lên, gào thét âm thanh trời rung đất chuyển. Không cần hắn nói, đám người cường hãn giả cũng đều tay chân chập choạng trượt. Càn quét sao, đều rất chuyên nghiệp, có thể mang đi kiếm quyết không lưu. Không hổ là thần minh truyền thừa, chính là dồi dào, bảo vật nhiều không kể xiết a à, đột nhiên hét thảm một tiếng từ ở chỗ sâu trong truyền đến chọc cho đám người cường hãn tập thể xéo con mắt lọt vào trong tầm mắt liền thấy một tôn thần rất rõ bị một đạo kiếm quang chém thành rồi hai đoạn đó là xích thiên thần quân chính là xích thiên cổ thần sư đệ là giết qua tới cứu viện binh đấy hắn là thần uy thao thiên có thể vừa rồi ra vực môn liền đã trúng đế tiên tuyệt diệt nhất kiếm còn có đám người cường hãn con ngươi sáng lên dồn dập tụ hướng về phía chỗ sâu địa cung. Khó trách đại chiến lúc không thấy đế tiên, thì ra chạy cái này ôm cây đợi thỏ. chương 1884, trận cửa. Một trận chiến này, đánh chính là thật mẹ nó xinh đẹp. Đao này không sai cùng lão phu, rất đúng hữu duyên. Cửu tôn thần khí, ân, tối nay quả thực không uổng công. Vẫn là thái thượng tổ tông địa đầy khắp núi đồi đều là bóng người, có bổn tôn cũng có phân thân, nhân viên một cái bao tải, đầy trời mà tán loạn, là quét dọn chiến trường, cũng là tại càn quét bảo vật. Nói phân hai đầu, triệu bân đám kia loại người hung ác đều đã tụ trên mặt đất cung, lúc này đang xem đế thần vực môn. Thái thượng tông nội tình thật không phải bình thường hùng hậu, lại vẫn cất giấu cái này đồ tốt. Trước kia chỉ lo đánh nhau, nghiễm nhiên không phát hiện, vẫn là tiên bình nữ quân tầm mắt cao A, chạy cái này ôm cây đợi thỏ, xem cái kia thanh liên thần kiếm trên, nhiều máu tươi lẫn lịch, trông coi các màu đều có, rất hiển nhiên bọn hắn bên ngoài đánh nhau lúc nàng đã giết không chỉ một tôn thần minh khó có thể tưởng tượng giết qua tới cứu viện binh chúng trí tôn chết nên đến cỡ nào phiền muộn sợ là trước khi chết cũng không biết táng tại trong tay ai cũng với cũng không nhìn một chút là ai tại thủ vệ đế tiên một khi ra tuyệt sát chớ nói thần minh rồi đế thần đều chưa hẳn trốn được những người khác khá tốt ngược lại vô đạo đang từ từ phủ ngơ ngẩn xem đế tiên Nguyệt thần nghịch thiên trở về, đế tiên lại cũng sát hồi rồi thế gian. Tu thời gian đại thần, hung danh không chút nào yếu cửu thế thần thoại. Xem qua đế tiên, hắn lại xem thi thần cùng thi thần bia, cái kia sách lưỡi không thôi. Thi thần sao, hắn tự gặp qua, thỏa thỏa chuyển hoang thần, đúng là đưa mạng rồi thần chiều trong tay, hơn nữa còn bị đã luyện thành thần khôi, như vậy xử ở chỗ này, giống như là một tòa tấm bia to. Trang bị hoàn hảo, cũng binh hùng tướng mạnh. Thiên ngôn vạn ngữ, vô đạo chỉ còn những lời này. Thần chiều mới khai sáng bao lâu, lại kéo ra khỏi như vậy thế trận, lập trường của hắn không có chọn sai, lưu đường lui cũng rất tốt, cho thần chiều đầy đủ thời gian, chắc chắn là nhất mạch đáng sợ truyền thừa. Ân, có thể an tâm ngủ một giấc rồi. Vô đạo cười một tiếng, vừa trầm vào tiên trì. Còn có người ra tới, để cho ta đánh, xác định nhất kích đưa đi. Đừng làm rộn, ta đánh. Cốt, ta đánh trước. Vực môn trước, bóng người ô ương một phiến rất nhiều líu ríu lời nói kêu to vang dội nhất đấy vẫn là viên thần thời khắc chuẩn bị gõ người muộn côn như hắn tại chỗ cũng đều mang theo ăn cơm ra hỏa đợi trong môn ra người một màn này xem tiền giới chúa tể thần sắc thâm trầm có nhiều người như vậy đổ ở trước cửa nàng trước thay có chút thần mặc niệm cái buồn bã như thế thế trận đi ra ngoài trong nháy mắt liền có thể lên đường lạnh quá a triệu bân một tay nhấc lấy chiến mâu một tay sờ lên cái cổ, qua lại trà sát rồi mấy cái. Không biết cái nào trong nháy mắt, phía sau lạnh lẽo đấy, dù sao vẫn cảm giác có một đôi tính mịch mà chết thì con mắt, đang ngó chừng hắn nhìn, có thể hắn một phen cảm nhận tăng thôi diễn, cũng không tìm ra mảy may manh mối. Trước kia, thế nhưng thượng thương tức giận, thủy thần nhìn nhìn đế tiên. Động hắn truyền thừa, không lên hỏa mới là lạ, đế tiên trong tay thanh liên thần kiếm, đã đổi thành rồi cái kéo, chính đặt cái kia vùi đầu cắt bỏ móng tay, đến mức ôm cây đợi thỏ bực này kỹ thuật sống, tại chỗ tùy tiện sách ra một cái, cũng có thể làm vô cùng chuyên nghiệp, một cái không được vậy liền hai cái, hai cái không được, vậy liền quần ẩu, một người một đao, chém cũng có thể chém chết thần minh. Thượng thương truyền thừa triệu công tử nghe lông mi trao lên. Thiên đạo một cái, có một cái gọi thái thượng, thủy thần nói rằng, lời này vừa nói ra, không chỉ triệu bân, toàn trường cửu thành cửu lấy người trên, đều vẻ mặt kinh dị, Thái thượng lại vẫn còn sống, lại mẹ nó vẫn là thượng thương, đây chính là kinh thế bí mật nơi nào? Khó trách lạnh lẽo đấy. Triệu Bân thì thào một câu, vẫn vô thức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phiêu Miểu Hư Vô. Như không đoán sai, là Thái thượng lại nhìn hắn, thần triều diệt Thái thượng tông, người kia có thể không tức giận. Hắn sẽ không quan báo tư thủ a, Chiến Thiên Hành cũng ở đây xem. Yên tâm, có người theo dõi hắn Đầu thủy thần đổ một ngụm rượu. Phần còn lại hắn không rõ nói tại chỗ đều là người thông minh có thể nghe ra cái kia trong lời nói ngụ ý thượng thương không chỉ một cái cũng không phải là hắn thái thượng một nhà độc đại tối tăm ở bên trong sẽ có một cái kỳ diệu cân bằng tại duy trì có người đi ra ma vương nhỏ giọng nói không cần hắn nhắc nhở đám người cường hắn cũng đều có chỗ cảm nhận o o n g cùng với vực môn một tiếng oanh động có một đạo kim quang bóng người tất nội đi ra chính là Kim Luân Thần Quân, luận bối phận, Kim Luân Pháp Thần còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Xem côn, viên thần không lời thừa, nhất bổng thẳng đến não người môn nhi đập tới. Phía sau, chính là đương một thanh âm vang lên, thế nào nghe đều là dễ nghe đấy. Muốn nói Kim Luân Thần Quân, cũng thật là kháng đánh, đã trúng viên thần nhất côn, lại vẫn ngật đứng không ngã. Chanh, ô, ô, n, g, oanh, không ngã không có chuyện, vực môn phía trước có rất nhiều người bổ đao ngắn ngủn phút chốc đủ trên trăm đạo tuyệt diệt công phạt chào hỏi tới đây phốc mộng bức kim luân thần quân cũng không biết nơi nào cùng nơi nào liền bị đánh bể thỏa thỏa tuyệt sát thần khu nổ hủy bản mệnh chân thân cũng tùy theo hủy diệt hắn phía sau còn có một cái không may thôi thần minh chính là bát cực thánh điện lão tổ tông hiệu bát cực cổ thần trước kia bị diệt bát cực thần quân là hắn tôn nhi cũng là đồ tôn của hắn hắn đi ra ngoài lúc không có gì đại động tính hắn đi ra ngoài lúc lại không một ai đánh hắn nguyên nhân chính là không ai đánh bầu không khí mới đặc biệt quỷ dị quỷ dị đến bát cực cổ thần đều choáng rồi tại không tự giác giữa vẫn nhìn chung quanh liếc mắt một cái thế nào cái này nhiều người thế nào nhìn xem đều như vậy quen mặt không tốt bát cực cổ thần tâm cảnh run lên quay đầu rút về vực môn đi đâu thì minh một tay dò nhập môn ở bên trong lại đem người dắt ra tới ăn ta một đao cực pháp đạo diệt cử thiên tiên long kiếm bát cực cổ thần một khi bị túm ra thần chiều đám người cường hãn giả liền tập thể mở lớn ánh đao kiếm quang trưởng ấn quyền ảnh đó là đủ loại bí pháp đủ loại nện lực sát thương đều tồi khô lạc hủ phốc sạc sạc bát cực cổ thần trong nháy mắt quỳ bị oanh rồi một cái nát vụn, đi rất thất vọng trước khi đi hắn vẫn đem bản thân tôn nhi mắng trăm ngàn biến người cũng hố ra đồ vật a lui. Đế tiên đã thu cái kéo, lại cầm thanh liên thần kiếm. Đám người cường hán cũng không ngốc, dồn dập lui lại mấy bước, đều hai mắt hiếp lại nhìn chầm chầm vào vực môn. Lại có trí tôn đánh tới cứu viện, lần này cái này thần bao hàm cực kỳ cường đại, hẳn không phải là thần minh, mà là một tôn thông thiên triệt địa đế thần, nếu không thì đế tiên cũng sẽ không tự mình thao đao. Đến rồi một cái kẻ thù cũ, triệu bân ánh mắt lóe sáng, tựa như đã biết là ai. Đợi ngươi đã lâu rồi, thì minh con mắt, cũng đặc biệt lộng lẫy, trông coi chiến ý dâng cao. Lão phu bóp chỉ tính toán, ám vực sát thần, thủy thần nắm bắt tròm dâu, rất giống cái thần côn. Ám vực sát thần tốt, thần chiều đám người cường hãn đều tinh thần tỉnh táo, sát ý đều đặc biệt băng lãnh. Năm đó tiền giới đại chiến, liền thuộc về người kia nhảy đáp nhất hăng hái rồi. Phong thủy luân chuyển, tối nay đến rồi, cũng đừng nghĩ lấy trở về nữa rồi. Oanh, là ám vực sát thần, không thấy một thân tiên kiến thao thiên sát khí to như vậy vực môn bởi vì hắn lay động không chịu nổi rất nhiều thần văn lưu chuyển siêu đây tuyệt đối là một nhân tài đi ra ngoài trong nháy mắt liền lăng không trốn vào rồi hư vô thậm chí là đế tiên tuyệt sát cũng không trúng mục tiêu hủy diệt kiếm quang trực tiếp đánh không thần triều đám người cường hãn xem tập thể nhíu mày thật không hổ là đế thần nơi nào đi đứng thật đúng là chập choạng trượt chương 1885, tất cả chứa động, để cho ta tới. Oanh, ám vực sát thần một bước xác định thân, trầm trọng khí lực, nhìn thương thiên rung động. Chờ đợi quan sát thiên địa, cả người hắn đều choáng rồi, cái này là thái thượng tổ tông mà. Còn chân chính để cho hắn khiếp sợ, trông coi khó có thể tin đấy, là phía dưới ô ương ương bóng người, đó là đế tiên sao sao còn sống, đó là triệu bân sao không gặp chế tài đó là thi thần sao thế nào đã thành thần khôi. Còn có nam đó bị hắn diệt thì minh, với sớm táng thân phách đao, phượng ngâm, tà quân cùng đạo tiên bọn hắn, vì cái gì đều sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Nhiều năm không thấy, người cái này đột pháp, càng là huyền ảo rồi. Đế tiên nhạt nói, giải rác một câu, tàng đầy vô tận sát cơ. Năm đó, nàng bị lữ sưởng tính toán lúc, cũng có ám vực sát thần phần. Ám vực sát thần không nói, trong mắt cũng là rất nhiều kiêng kỵ khó trách không thấy nửa cái thần minh, thì ra đế tiên chặn cửa, khó trách thái thượng tông hủy diệt, Liền như đây thế trận, chớ nói một cái thái thượng tông, dù bát đại thánh địa khép lại một khối, lại đến hơn 10 tôn thần, cũng chưa chắc chiến qua. Nơi đây, không thích hợp ở lâu, sớm đi thì tốt hơn. Ám vực sát thần nghĩ cũng không nghĩ, xoay người liền chạy. Chỉ là một cái đế tiên, liền đầy đủ hắn khó chịu rồi. Càng chớ nói, còn có một tôn chuẩn hoang cấp thần khôi, cộng thêm rất nhiều không tầm thường bán thần cấp, hai ba cái không có gì, có thể đó là một mảng lớn nơi nào xong quyền khó địch tứ thủ nên sợ lúc còn phải sợ nơi nào đi triệu bân tay cầm chiến mâu vừa xài bước vượt qua cửu thiên ngăn cản kia đi đường cốt ám vực sát thần hư lạnh một trưởng mang theo cuốn to lớn hào hùng lực cách thiên đánh tới thiếu làm ta sợ triệu bân dị thường cường thế đón đầu liền công rồi đến một quyền phách thiên tuyệt địa xong hắn liền không có a à không đúng nói cho đúng là lăng không tiêu thất rồi người đâu thủy thần không khỏi xứng sờ sắp sửa mở đại thần triều cường giả cũng tập thể nhíu mày như vậy một cái đại người sống nói không có liền không có hơn nữa còn tìm không được cái kia tung tích chớ nói bọn hắn lúc này liền ám vực sát thần đều híp lại rồi hai mắt đây là cái gì cái thao tác mộng ma đế tiên một tiếng khẽ nói cũng đi theo triệu công tử biến mất không thấy nàng xem rõ ràng triệu bân là bị đại thần thông giả kéo vào rồi mộng cảnh có thể tại nàng không coi vào đâu đem người chỉnh không thấy, sợ là chỉ có mộng ma rồi. Mộng ma, thần triều đám người cường hãn nghe thấy chi, đều lông mi hơi nhíu. Tu mộng chi đạo đại thần, cô nương kia nhi có thể không phải bình thường trí tôn. Không nói cái khác, vẻn vẹn là tùy ý kéo người vào mộng cảnh, để người rất đau đầu. Khá tốt, có đế tiên chấn chàng tử, dù trạng thái không tốt, cũng có thể chỉnh đốn mộng ma. Đến rồi còn muốn đi, viên thần cũng mặc kệ cái này cái kia, tập trung tinh thần thầm nghĩ cầm vũ khí đánh nhau. Triệu bân không còn, hắn đỉnh đi lên, một gậy bước lui rồi ám vực sát thần. Tất cả chớ động, để cho ta tới. Thì Minh vừa quát chấn tiên khung, chân đạp luân hồi hải mà đến. Thấy chi, đánh tới thần triều đám người cường hãn, đều dừng lại bước chân. Rất hiển nhiên, thì Minh muốn tìm đế thần đơn đấu, bực này sự tình, năm đó tiên giới đại chiến lúc, hắn đã khô qua một hồi, lấy bị giày vỏ chi khu mạnh chiến ám vực sát thần, trận chiến ấy kết cục sao? Trên đời đều biết, thì minh chiến lực không tốt, tán tại ám vực sát thần trong tay. Bây giờ hắn vừa trọng trở về thế gian, lại có thể nào không tìm cái chàng tử trở về a? À? Lại tới tự tìm cái chết ám vực sát thần cười lạnh, chí tôn nói thì bay múa đầy trời. Đơn đấu, thì minh không lời thừa, lấy luân hồi thành kiếm, nghênh đón thiên chém tới. Không biết lượng sức, ám vực sát thần trước mắt khinh miệt một trường đánh nát luân hồi kiếm. Đến, thì Minh không che giấu, phút chốc chiến lược toàn bộ triển khai. Khí thế của hắn thao thiên, đụng thiên vũ đều kịch liệt lay động. Lột xác thì đã có sao, ngươi, như cũng là sâu kiến. Ám vực sát thần lạnh lùng một tiếng, quỷ diệt dị tượng diễn đầy trời địa phương. Hắn là đế thần, dù gặp áp chế, cũng không phải là bán thần có thể so sánh vai đấy. Oanh, phanh. Kinh thế đại chiến, trong nháy mắt kéo ra màn che hai người một đường chiến tới rồi cửu thiên. Ngửa mặt lên trời xem, cái kia chính là một phiến sấm sét vang dội hỗn loạn chi địa, thấy không rõ hư thực, chỉ biết hai đạo mơ hồ bóng người, tựa như hai đạo ánh sáng, tung hoành trong đó, mỗi có một lần va chạm, tất có hủy diệt vầng sáng hướng ra ngoài lan tràn, nhìn không gian từng khúc sụp đổ, nhất dọa người đấy, là cái kia lang thiên rủ xuống tràn đầy sát khí, mỗi một luồng, đều giống như núi cao tráng kiện. Thì minh chiến lực, hơi kém y tư A, đáp hỏa thần minh nhíu mày, trung quy chiến chính là đế thần, không phải đùa giỡn đấy. Đại bằng ung dung nói, gấp cái gì, lúc này mới nơi nào đến đấy. Thủy thần cất tay, tiểu lưng và thắt lưng đĩnh tạc thẳng tắp, đối với mình ra tiểu sư tổ, có tuyệt đối tự tin, xác định có thể nghịch thiên đồ diệt ám vực sát thần. Người kiềm chế một chút, đại ma vương xéo con mắt, chính nhi bát kinh nhìn sang phách đao. Không chỉ hắn, khoảng cách phách đao khá gần mấy cái, đều rất cảm thấy áp lực chỉ vì phách đao sát khí quá mạnh mẽ, người chung quanh đều gặp không may ảnh hưởng đến. Phách đao không đáp nói, chỉ nhìn chằm chằm ám vực sát thần xem, ép không được sát ý. Có cừu, hắn cùng với ám vực sát thần cũng có huyết cừu. Hắn đầu nhi, chính là táng tại đó người trong tay đấy. Vốn, hắn muốn tìm cái đồ kia đơn đấu đấy, lại bị thì minh nhanh chân đến trước. Như thế, vậy cũng chỉ có thể đợi, thì minh nếu là suy tàn rồi, vậy liền đổi hắn ba năm rồi, hắn đầu nhi trước mộ bia, cần một cái đầu lâu còn tại đó. Ai? Đám người cường hãn đều thở dài, có phần biết phách đao lúc này tâm cảnh, vứt là trí thân nơi nào. Thở dài ngoài, cũng có tiếc hận, tiếc hận họ cuồng tiểu tử kia, đồng nhất bối nhân chung, sợ là ngoại trừ triệu bân, chưa có người có thể ngăn chặn hắn, như vậy một nhân tài, lại nửa đường chết non. Nguyện ngươi trên trời có linh, chiến thiên hành, hạo thiên cùng bất hủ thần thể, đều đổ một phiến rượu. Năm đó, bọn họ là kề vai chiến đấu qua đấy, từng liên thủ đổ qua thần minh. Siêu, Triệu Bân lại hiện thân, đã là một phiến tựa như ảo mộng thế giới. Có lẽ biến cố đến đột ngột, hắn một bước này cũng không có đứng vững đấy. Chờ đợi đứng vững, hắn mới liếc mắt một cái hoàn xem, cái này hình như là một giấc mộng cảnh. Lại gặp mặt, sâu kín tiếng cười đột nhiên vang lên, có một đạo bóng hình xinh đẹp, như mộng bình thường hiển hóa. Tất nhiên là mộng ma rồi vẫn là như vậy quỷ dị như không còn thế gian như ẩn như hiện hai lần túm ta vào mộng tiền bối chẳng lẽ coi trọng ta triệu bân không xem mộng ma vẫn còn ở trái nhìn nhìn phải nghiên cứu cái này mộng cảnh lúc này không giống ngày xưa rồi hắn đã không phải tiên vương đã tiến giai rồi bán thần năm đó hắn bị đẩy vào mộng cảnh có lẽ ra không được bây giờ có thể cưỡng ép phá cái này càn khôn đúng đấy ngươi chẳng lẽ coi trọng ta tướng công rồi kéo qua vụng trộm không chờ mộng ma trả lời liền thấy đế tiên hiển hóa toàn thân lung chiều tuổi nguyệt quang huy thấy nàng mộng ma ngơ ngác một chút cho rằng nhìn lầm rồi cái này mẹ nó là đế tiên tiểu muội muội những năm này có thể có nghĩ tới ta đế tiên cười xem mộng ma tốt một cái tiểu muội muội nghe mộng ma đôi mắt đẹp trong nháy mắt ngọn lửa nở rộ nàng là người phương nào tu mộng chi đạo đại thần chưa từng bị người như vậy trêu chọc qua triệu công tử thì ho khan dù sao vẫn cảm giác đến không phải đế tiên mà là nhà hắn tú nhi chỉ là một tiếng này tiểu muội muội nghe quả thực thoải mái không có phân biệt đối xử cũng không tệ rồi nghe nói nguyệt thần đưa ngươi đi luân hồi đi lòng vòng đế tiên cầm nhất gương soi mặt nhỏ nhàn nhã phản ứng rồi một phen mái tóc lời này vừa nói ra mộng ma cái kia trương tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt phong vân biến sắc không sai nguyệt thần cho nàng đưa đến luân hồi dạo qua một vòng nàng ở bên trong vung vẩy rồi thật nhiều ngày, mới miễn cưỡng sát ra tới, vốn là rất mất mặt, lại bị lấy ra nói, thật mất mặt. Xen vào không ngại, lại đi tuế nguyệt trường hà đi lại mấy ngày. Đế tiên thu cái gương nhỏ, đối với mộng ma đập lóe lên một cái đôi mắt đẹp. Không có linh hồn, người bằng gì cầm ta mộng ma sâu kín cười một tiếng. Bằng ta tướng công lớn lên đẹp trai, đế tiên cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Tới một đạo biến mất, còn có mộng ma, thật bị túm nhập trong năm tháng rồi. Muốn nói nàng, cũng đủ bi thôi rồi, biết bao vất vả đến một chuyến tiên giới, bị nguyệt thần một hồi chỉnh đốn, ném vào rồi luân hồi, lúc này mới mới ra đến, lại đánh lên rồi đế tiên, thật mẹ nó lung túng. chương 1886, Đại Sát Khí Đế tiên không còn, mộng ma không có rồi. Chỉ còn một cái phá thành mảnh nhỏ mộc, trong đó sơn sơn thủy thủy đều thành mảnh vỡ. Thân ở trong đó triệu bân, lại một bộ không có đứng vững theo mộng cảnh biến mất không thấy gì nữa hắn lại hiện thân đã là một phiến vô cùng minh mông thương hải mặt biển mây mù mông lung tâm nhi chưa kịp đứng vững liền nghe hắn kêu gọi đáng tiếc thật lâu cũng không có đế tiên hồi âm đế tiên bổn sự lớn đâu một việc nhỏ chữa thương vô đạo truyền ra rất sâu trầm lời nói hắn đối với nguyệt thần có tự tin đối với đế tiên đồng dạng cũng có mộng ma tuy mạnh nhưng đánh lên cái này lướng, chỉ ai hành hạ phần. Không cần hắn trấn an, Triệu Bân cũng vững như bàn thạch. Nguyệt thần có thể thu thập mộng ma, đế tiên tự cũng đồng dạng. Chỉ sợ đế tiên trên đường ra biến cố, đưa mạng tiểu cống ngầm. Coi chừng. Triệu Bân trong lòng một câu, phân biệt rồi phương hướng, thẳng đến Thái thượng tổ địa. Trong lúc, hắn vẫn nhìn thoáng qua vô đạo, người có biết Nguyệt thần ở đâu. Sớm liền đi thần giới, vô đạo cũng không giấu giếm thông đạo đã đứt, còn có thể đi thần giới triệu bân nhíu mày. Cái kia muốn xem là ai, cái kia muốn xem lúc nào. Ý của ngươi là, đặc thù thời kỳ có thể vào thần giới. Ngày xưa vô vọng hải khô cạn, thần sơn bởi vì ngươi thiên kiếp sụp đổ, liên lụy đại càn khôn, càn khôn vận chuyển tự có lỗ thủng, thường cách một đoạn tuế nguyệt, liền sẽ hiển hóa, người đáng nhìn cái kia vi nhất đạo nói vết nứt, mà nguyệt thần chính là từ đạo kia khe hở chui vào thần giới đấy. Thì ra là thế, triệu bân một tiếng nói thầm, êm đẹp sao đi thần giới rồi tất nhiên là tìm vợ của ngươi ân cũng chính là lạc hà vô đạo ngáp một cái lạc hà ở tại thần giới triệu bân nghe không khỏi sững sờ thần sắc ngơ ngẩn ngươi sẽ không đến thời khắc này cũng không biết nàng là cái từ linh nhập thế hóa thân a không thể nào ta từng dùng trần châu thử qua đúng nguyệt thần sẽ nhìn không ra phàm giới lúc nguyệt thần liền bản mệnh trí nhớ đều không hoàn chỉnh có thể có bao nhiêu tầm mắt Nhìn không ra cũng rất bình thường, còn ngươi nữa cái kia liễu Trần Châu, thử một chút người bình thường coi như cũng được, đối với Lạc Hà, kém có điểm ý tứ, nàng trong bụng tiểu thai nhi, chịu ngươi mệnh cách làm ra, là kèm theo che giấu đấy, bực này trạng thái Lạc Hà, ít nhất phải thần cấp liễu Trần Châu mới có thể kiểm tra xong. Sao sẽ như thế? Triệu Bân sắc mặt tái nhợt không thiếu, cái này là hắn chưa từng ngờ tới đấy. Khó trách tại tiên giới tìm không ra Lạc Hà, khó trách thôi diễn không ra cái kia tung tích thì ra ở tại thần giới thì ra một cái hóa thân hóa thân tốt hóa thân có thể nhặt một cái mạng vô đạo bàn rồi chân tiếp tục nói nếu không bổn tôn đem thu hồi nàng cùng nàng trong bụng hài nhi sợ là từ lúc tiên giới đại chiến lúc liền đã táng diệt nàng mang bầu bổn tôn có thể đem nàng thu hồi triệu bân nhíu lông mày mang bầu cũng bỏ chỉ là nàng là cái hóa thân bản chất bổn tôn như muốn thu hồi tùy thời có thể chính là dung hợp tốn sức chút trung quy nàng trong bụng có sinh linh, trông coi không phải bình thường sinh linh, như cái kia bổn tôn tiện tâm, có lẽ sẽ lưu ngươi hải nhi một mạng, nếu là cái tàn nhẫn chủ. Ta muốn đi thần giới, làm phiền chỉ con đường. Không chờ vô đạo đem nói cho hết lời, liền bị triệu bân đã cắt đứt. Hắn trong mắt đã nhiễm huyết sắc, đó là hắn thê nhi mệnh a. À. Đường là có đấy, chỉ là phải đợi, vô đạo lời nói ung dung. Cần bao lâu, triệu bân bề bộn sợ hỏi. Đúng hạn giữa đến tính, ít nhất hơn nửa năm, vô đạo vuốt vuốt tròm dâu. Sau đó, hắn vẫn bổ rồi nửa câu, kỳ hạn không phải định dạng đấy, chỉ dài không ngắn. Triệu bân đã trầm mặc, trong mắt khắc đầy tơ máu, nắm đấm cũng cầm máu tươi lẫn lịch. Nguyệt thần đã lên rồi, sự tình không lớn, vô đạo an ủi một tiếng. Dù người nọ không cho vĩnh hằng thủy tổ mặt mũi, cũng phải kính nguyệt thần vài phần nhân tình. Triệu bân vẫn như cũ không nói chuyện, hai con người đã sung huyết, là vĩnh hằng thủy tổ mặt mũi không nhỏ nguyệt thần nhân tình cũng đại phá thiên có thể lạc hà bồn tôn nếu là cừu gia cái gọi là mặt mũi cùng nhân tình tại cái kia mà nói liền không đáng giá đùng thấy triệu bân như thế vô đạo trong bóng tối quạt tự thân một cái tát cho người nói nhiều xem cho người chỉnh phiền muộn rồi a à. triệu bân tính tình hắn là hiểu rõ thật chờ giết tới thần giới đi thật đánh lên cao nữa là đại lão cái kia cục diện cũng không phải là nguyệt thần có thể khống chế được rồi như triệu bân bởi vậy gãy rồi tính mạng nguyệt thần không thể bóp chết hắn a à. trước tạm trở về thái thượng tổ địa quay đầu ta đưa ngươi một phen tạo hóa cơ chí vô đạo lúc này đổi chủ đề chỉ sợ triệu bân cử chỉ điên rồ rồi quả thực triệu bân đã có cử chỉ điên rồ dấu hiệu rồi trước đó chưa từng có tự trách cũng ở đây phút chốc tập kích đầy tâm cảnh hắn cái này tu cái gì nói đi cái gì nghịch thiên đường cuối cùng là liền thê nhi đều bảo hộ không được hắn cử chỉ điên rồ không chút nào ảnh hưởng Thái Thượng Tông ầm vang âm thanh. Thì Minh cùng ám vực sát thần vẫn còn ở đánh, đánh chính là long trời lở đất. Không nhìn ra a, à, ngươi như thế kiên đính. Viên thần mang theo côn sắt, không ngừng thổn thức. Trong miệng ngươi, chỉ tất nhiên là Thì Minh, tự cùng ám vực sát thần khai chiến, đã khô rồi hơn 500 hiệp, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, vẫn đánh chính là đế thần ngao ngao thẳng gọi, bất diệt thần khu, đều bị đập vỡ mấy hồi rồi. Cũng không nhìn một chút hắn là ai sư đệ. Ma vương lời nói thấm thiên nói, lời này không giả, thần triều đám người cường hãn đều sâu biểu đồng ý, phàm nguyệt thần nhất mạch, ít có hời hợt hạng người, chiến năm cặn bãi như thủy thần, đều là thỏa thỏa vạn sự thông, cái kia tiểu sư tổ, có thể cùng đế thần khiêu chiến, nửa điểm không kỳ quái. Đánh bại dễ dàng, sát diệt khó, đạo tiên đổ một ngụm rượu, chuyện đó cũng chưa có người phản bác. Thì Minh mặc dù chiếm thượng phong, nhưng nghĩ giết ám vực sát thần còn kém chút đạo hạnh đánh bại cùng sát diệt, hoàn toàn là hai khái niệm. Cho nên nói, thì Minh Như không chuẩn bị hủy diệt cấp sát sinh đại thuật, muốn diệt ám vực sát thần, khó như lên trời. A, à, ám vực sát thần gào thét, tàng đầy phẫn nộ chi ý. Hắn là đế thần nơi nào, đúng là ép không được một cái tiểu bán thần. Là hắn đánh giá thấp thì Minh, thật một cái quái dị thai, càng đánh càng mạnh, vô địch chiến ý, đánh sâu vào tâm cảnh của hắn, cũng phá tan hắn đạo tâm, thậm chí lơ đãng mấy cái trong nháy mắt, chỉnh hắn đều có điểm hoài nghi nhân sinh rồi chiến thì minh tay cầm huyết kiếm chân đạp luân hồi chi hải chiến ý như hỏa thiêu đốt cái này cũng không phải là 3 năm trước đây khi đó hắn chỉ còn nửa cái mạng tự chiến chỉ là ám vực sát thần lần này khác biệt trở về luân hồi trong sát trở về thế gian hắn là lột xác niết bàn là không xuất mẹ đỉnh phong trạng thái có tự tin giết cái này tôn thần vì thế thật sự là hắn chuẩn bị hủy thiên diệt địa đại sát khí ta tất trảm ngươi. Ám vực sát thần phẫn nộ gào thét, nếu như vạn cổ oanh lôi, cắt nát càn khôn. Hắn động cấm pháp, mi tâm khắc ra cửu đạo thần văn, vô luận là chiến lực, vẫn là khí tràng, cũng hoặc diễn hóa dị tượng cùng khuấy động nói âm, đều nhiều hơn rồi hủy diệt chi ý, thiên địa bởi đó biến sắc, tại lai động ở bên trong, chính muốn sụp đổ. Đến, thì minh quét sạch luân hồi chi hải, che mất ám vực sát thần, mang theo hắn, rời đến khác một phiến thiên địa. Tùy theo, chính là một đạo trấn thiên lôi minh, nghe thần chiều đám người cường hãn, đều tập thể run sợ. Thiên kiếp thủy thần cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn thiên, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy hư không mây đen cuồn cuộn, trong mây tiềm điện xé rách, ước vạn lôi đình hội tụ, thừa lấy thượng thương ý chí, hàng lâm thế gian. Cái này phong thần thương miểu lão thần một mặt kinh ngạc. Hậu tích bạc phát, hắn cũng nên bước ra một bước kia rồi. Trường sinh tiên cười nói, có thần phạt, đầy đủ đồ đế thần rồi viên thần ánh mắt dạng dỡ. chương 1887, biến cố hoành ra. Phong, thủy thần tiểu vung tay lên, tế ra một phiến thần quang. Thần quang lung chiều đế thần vực môn, ngăn cách rồi càn khôn. Như thế thao tác, rất có thiết yếu. Thần phạt có thể không phải bình thường thiên kiếp, động tính cực to lớn, cũng không thể để cho những cái kia đánh tới cứu viện thần minh, sớm cảm nhận tới rồi, để tránh đánh rắn động cỏ, bọn hắn vẫn chờ ôm cây đợi thỏ đâu ầm vang kinh thế thần minh kiếp mang theo cuốn chính là ức vạn lôi đình thì minh chuẩn bị đại chiêu đích xác là hủy thiên diệt địa đấy ít nhất đang ở kiếp ở dưới ám vực sát thần đã không một chút nhi đại chiến ý nghĩ bởi vì trong thời gian ngắn căn bản bắt không được thì minh dù rằng bắt lại cũng sẽ vứt bỏ hơi già mệnh phía dưới còn có một mảnh loại người hung ác nhìn chằm chằm đâu như thế tự sớm đi thì tốt hơn ngày khác ta tất chảm ngươi vẫn là như vậy ngoan thoại ám vực sát thần nói chính là cái kia nghiến răng nghiến lợi. Nói đi là đi, không chờ lôi kiếp rơi xuống, hắn liền ra thần phạt phạm vi. Còn chưa đánh xong, cái này muốn đi. Thì Minh một bước kéo dài qua cửu thiên, ngăn cản kia đi đường. Hắn đến rồi không quan trọng, lôi đình cũng đi theo qua được. Phốc, giặc giặc, bị động ứng kiếp ám vực sát thần, ngay tại chỗ huyết cốt bay tứ tung. Thân là độ kiếp giả thì Minh, trong lúc nhất thời cũng ra chóc thịt bong a à, ám vực sát thần gào thét ngạnh đỉnh lấy xét đánh phong mệnh bỏ chạy thì minh tự không cho hắn cơ hội dẫn lôi điện một đường đuổi giết cái này quang cảnh quả thực đẹp mắt thủy thần ngắt riêng mép xem đẹp mắt đẹp lòng thần triều đám người cường hãn cũng là quần chúng không chỉ xem vẫn kích động ngao ngao thẳng gọi là cho thì minh hò hét trợ uy tối nay ánh trăng không tệ rất thích hợp đồ thần nói đến thần thật lâu không có động tính truyền tống vực môn lại o o n g run lên canh giữ ở cửa cửu đại thần tướng đều cầm lên rồi ra hỏa rất nhanh liền thấy một đạo thần quang hiện ra một tôn huyết phát thần minh tự nội bước ra không nói đến chiến lược thế nào cái kia tư thái vẫn là có phần mang vài phần bức ô đặc biệt là cái kia con mắt tựa như ẩn giấu một vòng thái dương nóng bỏng như hỏa xem người không dám nhìn thẳng thần phạt cái này là huyết phát thần minh ra tới phía sau lời nói câu nói đầu tiên cái này cũng là hắn ra tới phía sau lời nói câu nói sau cùng, chỉ lo xem thần minh kiếp, nhiễm nhiên chưa phát hiện, cửa ra vào vẫn xử lấy chín cái đại gia, cái gì cái côn bổng, cái gì cái đao kiếm, cái gì cái trưởng ấn quyền ảnh, đều đã chào hỏi tới đây, nửa điểm không có để lối thoát. Phốc, vẫn còn ở kinh dị trạng thái huyết phát thần minh, cũng không biết nơi nào cùng nơi nào, liền bị sát nhập vào quỷ môn quan, tới rồi, cũng không thấy rõ độ kiếp giả là ai, tới rồi, cũng cũng không biết người nào đem hắn đưa đi đấy, chỉ biết hắn đến nhanh chết nhanh hơn tới đây a ngươi để ngũ thần tướng cách thiên lấy tay xác định huyết phát thần minh bản mệnh khí bắt đi qua có được một tôn thần binh trông coi cực kỳ bất phàm chủ nhân đều táng diệt nó vẫn linh động còn có thủy thần cầm lấy phổ thiên thần kính đối với vực môn chiếu chiếu nói có hắn thì có trông coi còn không thiếu chừng bát tôn thần minh trợ chiến nhất định Bản lại nhìn thì minh đại triển thần uy thần triều đám người cường hãn, đánh tới rồi một phiến, ngoại trừ bất niệm thiên tay cầm chế tài thần kiếm, giao nguyệt cung chủ chấp trưởng thi thần bia, còn lại chúng nhân, cơ bản nhân viên một tôn thần khí, trừ này, còn có thi thần cái kia tôn chuẩn hoang cấp thần khôi, thế trận đặc biệt cường đại, gắng đạt tới nhất kích, đánh tan bát tôn thần minh. Oanh! Cùng với một tiếng vù vù, vực môn kịch liệt run lên. Bát tôn thần minh khí chàng cường hãn, tự nội cùng nhau đi ra. Cái này, cũng như vừa rồi huyết phát thần minh, cái này tám vị ra tới trong nháy mắt, cũng không khỏi khẽ giật mình, bởi vì trông thấy che khuất bầu trời lôi cùng điện, đó là thiên kiếp, hàng thật giá thật thần minh kiếp, quái dị là, đáng sợ như thế thần phạt, bọn hắn ra tới trước, lại không có chút nào cảm nhận. Diệt, tốc độ ánh sáng phút chốc, thần chiều đám người cường hãn đã tề mở công phạt. Vẫn là ánh đao kiếm quang, phô thiên cái điệu, uy lực tồi khô lạp hủ. Thật sao, bát tôn thần minh, trong nháy mắt bị giết diệt hơn phân nửa, chỉ còn ba cái đi đứng trơn trượt, kéo lấy huyết xối tàn khu, đăng thiên bỏ chạy, đầu ông ông một phiến. Chạy ngươi chạy được rồi. Đổ ở hư không viên thần, một gậy nện xuống dưới, xinh xinh đánh bể đệ nhất thần minh. Đạo quân cùng đạo tiên một trái một phải, một đao nhất kiếm, trực tiếp hủy đệ nhị thần minh chân thân. Đến mức đệ tam tôn thần minh, thì đã trúng thi thần bia nhất kích, ngay tại chỗ bị oanh toái. Trước sau chỉ là tam lưỡng trong nháy mắt, cùng nhau mà đến bát tôn thần minh, tập thể lên đường. Ân, vẫn là nhiều người lực lượng đại. Ma vương mang theo bầu rượu, cười không ngậm miệng được. Tại chỗ thần chiều đám người cường hãn, cơ bản đều vẻ mặt này, suy nghĩ một chút ngày xưa, đồ một tôn thần, làm sao tốn sức, bây giờ tốt rồi, như vậy nhiều loại người hung ác tụ tập nhi, một người một đao là đủ rồi. Coi chừng, treo vào hư không thủy thần, đột nhiên một tiếng. Nhưng, nhắc nhở của hắn vẫn là chậm tiếng nói còn chưa rơi, liền thấy vực môn ở bên trong, có hai đạo thần quang chém ra, tựa như đánh đầu thắng đó kiếm, cất giấu hủy thiên diệt địa kiếm uy cùng kiếm ý. Phốc, cười chính vui vẻ ma vương, tại trong khoảnh khắc, bị thần quang tháo rồi đầu lâu. Cùng hắn một đạo gặp nạn đấy, vẫn có thần minh đảo chủ, thiếu chút nữa bị nhất kiếm sinh bổ. Còn có, thần chiều đám người cường hãn tập thể xéo con mắt, đều nhìn xem vực môn. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một cái đại trung, tự vực môn đụng ra. Đó là thần khí, toàn thân thần văn chữ khắc vào đồ vật, cực kỳ cường đại. Phanh, không kịp đám người cường hãn phản ứng, đại trung liền tự bạo rồi, hủy diệt lực lượng quét sạch. Biến cố đến đột ngột, thậm chí ngăn ở vực môn trước thần chiều đám người cường hãn, đều phản ứng không kịp, đều bị nổ hoành nhảy ra đi, nội tình bạc nhược yếu kém như u u lão đạo, suýt nữa ngay tại chỗ ném đi tính mạng. Vẫn là thủy thần gà tặc, sớm chạy rồi ra ngoài, lúc này mới không gặp nạn. Lui về phía sau ở bên trong, hắn hai mắt cực tấn híp lại, gắt gao nhìn chầm chầm vào vực môn cửa ra. Tại hắn nhìn nhìn xem, có nhất kim nhất ngân hai đạo nhân ảnh, tự nội đi ra. Vừa rồi, trọng thương ma vương cùng thần minh đảo chủ đấy, chính là chỗ này lướng, cũng là cái này hai cái thần, tế ra một tôn thần binh, nổ lật ra thần chiều đám người cường hãn, đánh chính là bọn hắn trở tay không kịp. Nhật Nguyệt Thần Quân, Âm Dương Thiên Tôn thủy thần một tiếng lầm bẩm lời nói, tựa như nhận ra cái này lưỡng. Cũng chính là bởi vì nhận ra, hắn mới hít sâu một hơi. Có thể tránh qua phổ thiên thần kính dòm ngó, cái này lưỡng đạo hạnh cũng không cạn, đều chuẩn đế thần tu vi, phổ thiên thần kính không soi sáng ra bọn hắn, cũng không liền ăn thua thiệt lớn sao. Nhìn hắn thần chiều cường giả, có một cái tính một cái đều chật vật không chịu nổi, thần khí tự bạo không phải đùa dẫn đấy. Cho nên nói, có một cái chống tràng diện đại thần áp trận, làm sao trọng yếu đế tiên cùng nguyệt thần phàm là có một cái tại thần triều đều không đến mức như vậy lúng túng ôm cây đợi thỏ giỏi tính toán nhật nguyệt thần quân u cười trong tiếng cười rất nhiều kinh dị bên cạnh thần âm dương thiên tôn thì là hai mắt híp lại bọn hắn sợ là đã tới chậm thái thượng tông đã được hủy diệt cứu viện là chậm có vẻ như bắt kịp một trận vở kịch lớn nơi đây vẫn là mẹ nó náo nhiệt lại có thần phạt hơn nữa độ khiếp giả đúng là từ lâu táng diệt thì minh, mà bị động ứng kiếp giả, đúng là ám vực sát thần, liền như đây, còn có một hoa tử tu vi bất phàm loại người hung ác, liền thi thần lại cũng tại, quỷ mới biết được rớt xuống cái nào trong hầm rồi, lại bị đã luyện thành thần khôi. Đối phương thế trận hung hãn như vậy, Thái Thượng Tông không được diệt mới là lạ lạc. Hay là hắn lưỡng cơ trí, đến trước thôi diễn rồi một phen, sớm ẩn núp. Nếu không thì, đã trúng đám người cường hãn công phạt, không chết cũng phải thương gân động cốt chương 1888, có chuẩn bị mà đến A. Oanh, phanh, bốn phương, ầm vang liên tiếp, thiên địa một hồi lay động. Là thần chiều đám người cường hãn rơi xuống đất, đạp sụp thành từng mảnh không gian. Đã trúng thần khí oanh tạc, liếc nhìn lại, đều chật vật không chịu nổi. Chờ đợi đứng vững, đám người cường hãn sắc mặt, đều đen cái cực độ. Là bọn hắn sát mắt đỏ rồi, nhiễm nhiên không để ý đến tiềm ẩn nguy cơ. Hoặc là nói, là đánh giá thấp đối phương. Như cái này hai cái chuẩn đế thần, liền đặc biệt siêu quần bạt tụy, tàng được cái kêu là một cái bí ẩn, ra tay cũng gọi là một cái hào phóng, trực tiếp dùng cực đạo thần khí mở nổ, nổ bọn hắn đầu ông ông đấy. Tốt một cái thần chiều. Âm dương thiên tôn liếc qua hắn phương, có thể thấy một cây khổng lồ chiến kỳ, chọc ở huyết sắc trên đại địa, nghĩ đến, nên là đám người này xây dựng truyền thừa, lấy thần chiều quan danh, đây là muốn nâng giáo phong thần sao. Bổn vương, Hỏa khí rất lớn, ma vương cải tạo rồi đầu lâu, lưỡng nhãn bốc hỏa. Hắn bên cạnh thân, thần minh đảo chủ cũng sát khí mãnh liệt. Không biết lượng sức, nhật nguyệt thần quân lạnh lùng cười một tiếng, tùy ý huy động rồi ống tay áo. Tùy theo, liền thấy từng đạo thần quang, từ hắn trong tay áo bay ra. Đây không phải là thần quang, mà là từng đạo bóng người. Đều là thần minh, trước sau đủ hơn 30 tôn. Có chuẩn bị mà đến A. Thần triều đám người cường hãn đều lau khóe miệng máu tươi, chiến ý dâng cao. Tối nay, không chỉ thích hợp đồ chí tôn, vẫn thích hợp kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tại đây có thể sợ dù đế tiên cùng nguyệt thần không ở, cũng chiếu làm không lầm. Rất tốt, vẫn còn ở Lôi Hải trong vung vẩy ám vực sát thần, đốn ánh mắt nóng bỏng. Viện quân đánh tới rồi, trông coi trận chiến không tầm thường, hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái rồi. Sau cùng, cũng có thể bỏ chạy chờ đợi thiên kiếp kết thúc lại sát hồi mã thương nghĩ vậy hắn lại kéo dài qua hư vô lại một lần thoát ra thiên kiếp phạm vi nhưng không đợi hắn thở một ngụm nhi trước mặt liền thấy nhất đạo kim quang lộng lẫy bóng người định nhãn nhìn lên đúng là triệu bân một cái đại đập bia tay lại cho hắn đánh về rồi thiên kiếp trong tới sớm không bằng đuổi được đúng dịp thấy bản thân tiểu sư thúc thủy thần eo nhỏ bản lại đứng thẳng lên đế tiên cùng nguyệt thần không ở không sao tiểu sư thúc đến rồi cũng được. Triệu bân, nhật nguyệt thần quân cùng âm dương thiên tôn sắc mặt, đều giữ tợn tới rồi cực hạn. Còn có bọn hắn mang đến thần minh, lúc này, cũng đều lộ ra hung ác chỉ ý. Ngày xưa, triệu bân bán thần kiếp, bọn hắn mấy cái này, cũng không thiếu gặp xét đánh. Đơn đấu, triệu bân tay cầm chiến mâu, chỉ phía xa rồi âm dương thiên tôn. Sát, không cần triệu bân điểm danh, âm dương thiên tôn cũng đã đánh vào cửu thiên hôm đó có bán thần kiếp hắn trở ngại thiên uy không nhúc nhích được vĩnh hằng thể lần này cũng không có thiên phạt trợ uy tất nhiên là thù mới thù cuối cùng nhau tính hai người một trước một sau đặt chân rồi đông phương thiên địa cừu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt lời thừa một câu không có ngay tại chỗ mở làm đấu chiến tràng diện là to lớn đấy nhìn không thấy hai người bóng người chỉ thấy sấm sét vang dội o o n g phách đao khí huyết thao thiên, sách đao thẳng đến rồi nhật nguyệt thần quân. Không thể cùng ám vực sát thần hẹn lên khung, cũng không được tìm người vung vung hỏa sao. Nhật nguyệt thần quân liền rất hợp thích, chuẩn đế thần rất như bức, truy chết ngươi nha. Tiểu tiểu bán thần, cũng dám công ta. Nhật nguyệt thần quân hừ lạnh, uy chấn thiên vũ. Phách đao không nghe hắn ngủ phấp phới, mở công chính là thiên địa sụp đổ. Làm, đạo tiên đám cũng không nhàn rỗi, phần phật một phiến toàn lao qua. Hơn 30 tôn thần minh, trận chiến vẫn là không tiểu, nhưng mà thần triều cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Oanh, phanh. Loại người hung ác tụ tập nhi, thần minh cũng tụ tập nhi, thỏa thỏa cỡ lớn hội đồng hiện trường. Không có quần chúng, không ngại ầm vang vang vọng, đông tây nam bắc đều thành hỗn loạn chi địa. Cũng không thể nói không có quần chúng, tối nay tiên giới chúa tể cũng rất thanh nhàn, một bên vẽ tranh, nhất vừa thưởng thức phong cảnh, mà thái thượng tổ tông mà hội đồng chính là một chỗ tốt phong cảnh những năm qua, nàng cũng không tư cách xem bực này cấp bậc đại hỗn chiến. Như vậy tưởng tượng, làm chủ tể cũng rất tốt, có thượng đế thị giác. Tiểu nữ oa vẫn là thiên ngoại đến âm, đột nhiên vang vọng. Chỉ bất quá, lần này không phải chúc không, mà là minh thần. Âm tào địa phủ hắc không vang thông, hắn cũng nghĩ tìm người nói chuyện phiếm. Chuyện gì, có chúc không vết xe đổ, tiên giới chúa tể trả lời nhiều thanh lãnh. Cũng không quá nhiều sự tình, có tiện hay không đưa một người xuống Minh Thần lời nói ung dung không rảnh Tiên Giới Chúa Tể một câu từ chối chỉnh Minh Thần thật mất mặt kết quả là hắn cũng cho người thi đấu một chút bảo bối không có đồ tết bạch kiếm đấy Tiên Giới Chúa Tể thu vô cùng không khách khí sau đó nên làm gì làm gì ta lại không có trộm không có đoạt Minh Thần cũng phát hỏa rồi phát hỏa đến quả muốn đem người nào cái kia rồi a à, khai chiến chỉ là mười mấy lần hợp, âm dương thiên tôn liền mở gào thét rồi. Hắn cho là hắn làm được, có thể chiến qua mới biết, ép không được triệu bân. Cũng trách tối nay triệu công tử, bởi vì lạc hà có chút cử chỉ điên rồ, cũng bởi vì cử chỉ điên rồ, có chút bạo ngược, thậm chí chiến lực vượt xa người thường quy bộc phát, không cái gì phòng ngự, có chỉ là công phạt lại công phạt. Sức mạnh của ái tình A. Vô đạo hít sâu một hơi, nói ra rồi một cái chân lý. Đồng thời, hắn cũng vì âm dương thiên tôn mặc niệm rồi cái buồn bã, người nói, thần chiều nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này chiến lược mạnh nhất, chẳng lẽ không biết, này hàng là nguyệt thần mang ra ngoài. Cho ta, diệt, âm dương thiên tôn gầm lên, diễn xuất rồi một vòng thái dương cùng một vòng ánh trăng. Không hổ là âm dương danh tiếng, một ngày này nhất nguyệt, đều có hủy thiên diệt địa chi lực. Triệu bân ngay tại chỗ đẫm máu, như như kiếm ánh mặt trời, chảm một tay, có bị biến hóa kỳ lạ nguyệt quang, dập tắt sát khí ngập trời, ngắn ngủn trong nháy mắt, khí thế của hắn, rớt xuống nghìn trường. Thấy chi, âm dương thiên tôn chạy đến tinh thần, hai tay thông suốt chắp tay trước ngực. Xong việc nhi, liền thấy nhật nguyệt sao dung, lại diễn xuất rồi ngôi sao đầy trời. So sánh với nhật nguyệt, tinh thần lực sát thương càng cường, đó là không khác biệt công phạt. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân vừa quát chấn tiên khung, không có thiên kiếp, rồi lại dẫn rồi có dấu thiên huy lôi. Cái đồ vật này dễ dùng, xác định nhật nguyệt liên đới sao ngôi sao đầy trời, bổ cái băng diệt. a à, âm dương thiên tôn kêu rên, bên thân bay múa pháp tắc, vỡ nát một phiến. Triệu bân tế ra hồng mông chi hải, trên trời mà đến, trực tiếp đem chìm vào hải trong. Cái đồ vật này cũng tốt sử dụng, cường như chuẩn đế thần, đều gánh không được áp lực, thần cốt nhiều vỡ vụn. Mở, hắn lấy bản nguyên thành tinh hà, trải rộng ra rồi một cái đại đạo, cưỡng ép thoát ra. Hắn độn pháp không kém, đầu cũng rất cứng, chân trước vừa sát ra, chân sau liền đánh lên rồi táng thế quan, đường âm thanh không chỉ dễ nghe, vẫn nhuộm thần minh huyết quang, đụng đầu rơi máu chảy. Còn chưa xong, táng thế thần quan phía sau, chính là vĩnh hằng vương tọa, suýt nữa cho hắn đụng tán giá. Bá đạo nhất chính là triệu bân chiến mâu, nhất kích đâm tới đây, quấy nát rồi cái kia lồng ngực. Thần môn, mở âm dương thiên tôn lôi đình tức giật, bị buộc mở cấm kỵ chi pháp. Thần môn sao, ân, chính là một tòa môn, chống trời lập địa giống như nguy nga. Môn trên hạ thể, có khắc nhật nguyệt đồ đằng, càng có từng đạo thần văn tung hoành. Đây đều là ngoại tướng, thật chính là sợ đấy, là thần môn ẩn núp việt diệt chi lực. Oanh, triệu bân sách mâu mà đến, sau lưng cũng có cự môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất nhiên là vĩnh hằng chi môn, toàn thân, đều nhuộm bất hủ sắc thái hai tòa môn một đông một tây, đều có uy chấn thiên địa khí tràng. Chờ đợi cử môn mở cửa, thiên địa đều biến sắc, thiểm điện sen lẫn bay múa. Audio điện tử võ tấn bền chương 1889, bất lợi cục diện Oanh, hai môn chạm vào nhau, thương thiên sụp đổ. Tùy theo mà đến, chính là hai đạo huyết hoa. Triệu bân nổ nửa bên thân thể, suýt nữa trên trời ngã rơi. Âm dương thiên tôn thảm hại hơn, thần môn oanh diệt, mà hắn, lồng ngực phía dưới, đều nổ thành rồi bùn máu, trông coi ảnh hướng đến nguyên thần chân thân, huyết xối tàn khu, như một quả nhúm máu thiên thạch, rơi xuống thiên khung, xác định phía dưới một tòa núi cao, cứng rắn nện đã thành vực sâu. Làm đến gọn gàng, đang cùng thần minh đại chiến ma vương, không khỏi gào thét rồi nhất cuống họng. Thần triều cường giả cũng kích động, từng cái khí huyết thao thiên. Chỉ có thủy thần, lông nghi hơi nhíu, đại chiến lúc vẫn không quên hoàn xem chu thiên, có một loại cực dự cảm bất tường, dù sao vẫn cảm giác có rất nhiều cường giả, chính hướng cái này mà đến, hắn ngửi được thần minh khí tức, trông coi số lượng to lớn đại. Cái này, cũng không phải là cái tin tức tốt. Liên tiếp biến cố, cục diện hiển nhiên đã vượt qua khống chế. Hắn thần chiều, có vẻ như đã lâm vào khổ chiến vũng bùn, kéo thời gian càng lâu, hơn bọn hắn càng bất lợi, bởi vì đối phương có viện quân, nhưng mà thần chiều không có, thật chờ cửu gia trí tôn đều giết tới, thần chiều có toàn quân bị diệt khả năng tốc chiến tốc thắng. Thủy thần gào thét rồi nhất cuống họng, lại không che giấu. Hắn lại sách ra hắn bao tải, cái gì cái phù chú, cái gì cái sát trận, cái gì cái nổi bát cái muôi chậu chỉ cần có thể ra bên ngoài ném đấy, nửa điểm không yếu kém. Oanh, phanh, thần cấp phụ trợ một khi mở đại, tràng diện vẫn là rất dọa người đấy. Từ xa nhìn, cái kia chính là thành từng mảnh hủy diệt lôi quang, nổ đầy thiên khung. Triệu bân, ngươi đáng chết, u ám trong vực sâu, âm dương thiên tôn lại giết rồi ra tới. Đó là một cái kháng đánh đích nhân vật, rách dưới thần khu, nhiễm nhiên đã phục hồi như cũ, đáng sợ uy thế, thì càng sâu trước kia, đặc biệt là cái kia con mắt, nhất là hãi người, tỉ mỉ ngưng xem, có thể thấy cái kia trong mắt, có núi thây biển máu hình ảnh, diễn lấy hết hủy diệt. Triệu bân tự không sợ, trước sau như một cường thế, màu hoàng kim khí huyết, tịch thiên cuốn địa phương. Hai người đều giết đỏ cả mắt rồi, lại một lần làm thượng cửu thiên, nhất nam nhất bắc mở bí thuật đối oanh. Cái kia là một bộ đáng sợ cảnh tượng, ánh đao kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, băng đầy minh mông thiên, tựa là hủy diệt pháp tắc, riêng là đem hư vô chém thành rồi một phiến hỗn loạn chi địa. A à, không đúng, hẳn là một phiến cấm khu, chớ nói bán thần, thần minh cũng không dám đơn giản đặt chân. Xem chiến cuộc, triệu bân chiếm được tuyệt đối thượng phong. Chuẩn đế thần thì như thế nào, còn không phải bị đánh đích một đường đứng không vững a à, vẫn là phẫn nộ gào thét từ âm dương thiên tôn trong miệng hô lên dùng động lắc lư thiên vũ đồng dạng gào thét thần phạt trong cũng có là ám vực sát thần đã bị lôi điện bổ không gặp nhân hình cái gọi là nội tình cái gọi là tu vi tai kiếp ở bên trong đã thành rồi trang trí trái lại thì minh nhưng có vô địch chi tư tắm lôi đình thiểm điện bạo trùy đế thần đến rồi thủy thần lo lắng cuối cùng biến thành hiện thực cùng với một tiếng ô ô n gờ vang có một tòa chống trời vực môn ở phía chân trời tạo ra sau đó liền thấy một phiến ô ương bóng người tự nội sát ra cầm đầu đấy đúng là thái thanh cổ thần cùng thái thanh thiên tôn đều là thái thanh điện lão tổ được nghe thấy thái thượng tông cầu cứu đặc biệt đánh tới trợ chiến tuy là đã tới chậm nhưng đúng lúc bắt kịp kinh thế đại hỗn chiến oanh ô quang hiện ra đệ nhị tòa vực môn ẩm ẩm hiện ra không thấy bóng người tiên kiến sát khí lần này đến đấy là ám hắc chi vực, cũng là hai cái thần dẫn đội, sau lưng có mảng lớn cường giả đi theo. Giống, ám hắc chi vực phía sau chính là một phiến quái vật khổng lồ, cũng là kèm theo vực môn. Đó là thao thiết nhất tộc, Tam Tôn thần minh bản thể, lớn như sơn nhạc, đạp thương thiên rung động, trừ này, còn có thao thiết tổ vương, với thao thiết cường giả cũng tới không thiếu. Thao thiết tộc đều đến rồi, nơi nào có thiếu đi thương xả nhất mạch. Đó là tất cả so thương long vẫn một vòng to hung vật tiếng hô như anh lôi. Còn chưa xong, cùng thương xà nhất tộc chẳng phân biệt được trước sau đấy, là huyết tộc, to như vậy một cái biển máu, là từ chân trời mãnh liệt mà đến, cuốn theo hai đại trí tôn, cũng cuốn theo đông nghịt bóng người. Lớn như thế chẳng diện, nơi nào có thiếu cửu u địa ngục, giết tới trước nhất đấy, đúng là cửu u cổ thần, luyện ngục thần quân đã táng diệt, hắn là cái này nhất mạch, còn lại một tôn thần. Nhìn thấy triệu bân lúc, cái kia khuôn mặt giữ tợn dọa người luyện ngục thần quân chính là táng tại triệu bân bán thần kiếp trong đấy còn có nhà hắn thần tử khôi đô cũng là bị triệu bân đồ diệt đấy cải lương không bằng bạo lực hôm nay tính tính toán toán tổng nợ thật náo nhiệt a à. đạo tiên liếc mắt một cái đuổi xem bốn phương cũng nhân hạ lông mi hoặc là nói tại chỗ thần triều cường giả sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt là bọn hắn nghĩ đơn giản chưa từng ngờ tới vì một cái thái thượng tông lại có nhiều như vậy thần minh truyền thừa đến viện cái này sợ là chỉ một bộ phận phía sau nhất định vẫn có rất nhiều. Thần Triều là binh hùng tướng mạnh, nhưng là không chịu nổi như vậy nhiều thế lực vây công. Tiểu sư thúc, thủy thần vẫn còn ở ném đồ vật, thuận tiện vẫn hướng một phương gào thét rồi nhất cuống họng. Cái này âm thanh tiểu sư thúc, đến vừa đúng, làm thức tỉnh cử chỉ điên rồi triệu bân. Hắn không trả lời, trước tiên nhìn phía thì minh, thần chiều có thể lui, thì minh rồi lại lui không được, chỉ cần thần phạt vẫn còn ở, Vô luận thối lui đến nơi nào, đều tránh chỉ là cờ ra tầm mắt. Khó giải quyết nhất không phải cái này, mà là thần phạt kết thúc phía sau cục diện. Đế Tiên không ở, Nguyệt Thần cũng không ở, nghĩ cứu đi thì minh, khó như lên trời. Quả thật, Vân Yên có thể đem cái kia kéo vào mộng cảnh, nhưng Vân Yên có thể hay không khiêng cho đến lúc đó vẫn khó nói đâu phải biết, đối phương viện quân vẫn còn ở tiếp tục chạy đến, người nào có thể bảo chứng không có cường đại đế thần cấp, thật có cái kia chờ cấp bậc chí tôn, mộng chi đạo cũng vô dụng. Trung quy, Vân Yên không phải đế tiên cùng nguyệt thần. Diệt, âm dương thiên tôn hét to, một đen một trắng hai phần kiếm, cách thiên chém tới. Đó là âm dương thiên tôn bản mệnh khí, đều chuẩn đế thần binh, lực sát thương vô cùng. Triệu bân phút chốc thu con mắt, vũ động rồi chiến mâu, nhất kích vung mạnh đã bay âm dương thần kiếm. Dù vậy, hắn vẫn là đã trung uy lực còn lại, bị hai đạo kiếm ý, hủy một cái cánh tay. Hắn nãi nãi đích, vô đạo một tiếng gào to, kéo lấy tàn tật chi khu, sát ra triệu bân tử phủ. Khai chiến trước, hắn vẫn nhìn sang hư vô, cái này mẹ nó kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu đế tiên cùng nguyệt thần, ngược lại trở về tới một cái A. Phàm là có một cái áp trận, thần triều liền có thể toàn thân trở lui. Nghĩ không được nhiều như vậy, làm, vô đảo, cửu u cổ thần thấy chi, con người trong nháy mắt màu đỏ tươi. Đâu chỉ hắn, phàm là chịu qua triệu bân xét đánh thần minh, đều nghiến răng nghiến lợi đã từng là tiên giới chúa tể, cũng không thiếu cho bọn hắn một ngạt, triệu bân tiếp nhận bán thần kiếp lúc, nếu không người kia vô nghĩa, bọn hắn gì đến như vậy thê thảm, bây giờ thoái vị rồi, tự đắc tính tính toán toán sổ sách. Ta chạy, vô đạo thả nhất kiếm, quay đầu liền chạy, trạng thái không tốt, không thích hợp đại chiến. Không tham chiến, không có nghĩa là không thể giúp bề bột, nhiều như vậy thần minh muốn lộng chết hắn, vậy thì đến quá. Nói trắng ra là, hắn là dẫn chiến, có thể dẫn đi một cái là một cái. Quả nhiên, hắn cái này chân trước vừa đi, cửu u cổ thần liền truy sát đã qua. Trừ hắn, còn có hai cái thần minh, với hơn 10 tôn chiến lực không tầm thường bán thần. Bọn hắn ngược lại gà tặc, biết rõ vô đạo là một cái bảo bối cục, làm nhiều năm như vậy chúa tể, xác định biết được rất nhiều bí mật, ví dụ như, nơi nào có bí bảo cùng cơ duyên, tính sổ ngoài, bác cái tạo hóa cũng không tệ. Đủ số rồi. Vô đạo lau khóe miệng máu tươi, cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía chân trời. Đây là cực hạn của hắn, không muốn sống mở chạy, có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. chương 1890, mặt dài. Thần phạt lôi minh, vang đầy thiên khung. Hỗn chiến ẩm vang, cũng rung động lắc lư cửu tiêu. Thái thượng thiên tôn có lẽ không nghĩ tới, viện quân lại như vậy cho lực, thái thượng tông cũng không còn rồi, mình hữu vẫn là một cái tiếp một cái đến, tiếp diễn đại chiến, động tính đúng là so trước kia còn lớn hơn, vẹn vẹn tham chiến trí tôn cũng không tiếp theo trăm, còn có nội tình cùng căn cơ cường hãn bán thần cũng là vừa nắm một bó to liền nhiêu đây phía sau còn có người đâu liên tiếp không dứt thống khoái viên thần kích động dị thường đánh tới nơi nào gào thét đến đấy đã bao nhiêu năm liền thuộc về tối nay đánh chính là thống khoái nhất thống khoái về thống khoái hắn không có thiếu bị chém nhìn cái kia một thân kim mau nhiễm nhiên đã thành huyết sắc liền hắn cũng như này càng chớ nói thần chiều những người khác. Như vậy nhiều thế lực, nhà ai còn không có mấy cái siêu quần bạt tụy nhân tài a à. Tựa như thao thiết tộc, nhìn cái kia mấy tôn tổ vương, cái đỉnh cái hung mãnh tùy tiện sách ra một cái, đều đồ thần chiến lực. Đương nhiên, tại đây thần, là chỉ bị áp chế thần, nếu không tiên giới có này càn khôn, cũng làm không ra trận này hội đồng, thần chiều cũng sẽ không sát ra tới tìm kích động. Cứu ta! Âm dương thiên tôn cuối cùng bị đánh tức giận rồi, một tiếng gào rú nhiều kêu rên đừng nói thực sự có người đánh tới cứu hắn chính là thái thanh điện hai cái thần thuộc về hai người bọn họ khoảng cách gần nhất nơi nào có không đáp nắm tay nói cho cùng bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu không cầu có thể đánh lui triệu bân ngăn chặn là tốt rồi bởi vì kéo càng lâu viện quân liền càng nhiều cấm diệt thái thanh cổ thần hư lạnh một đạo thần huy tung hoành cử thiên cực tẫn trói buộc chi lực mà quá thanh thần quân thì tế ra một vòng ánh đao thẳng đến triệu bân đầu lâu chém tới Siêu, Triệu Bân lung chiều tạo hóa chi lực, tháo bỏ xuống rồi thần huy chói buộc, nhẹ nhõm xuyên qua. Đến mức ánh đao, hắn cũng không nhìn thẳng, bởi vì làm căn bản phá không vỡ hắn thiên ngự. Nơi nào đi? Hắn một bước hoành độ, đuổi theo Chí Âm Dương Thiên Tôn sau lưng, không cái gì lời thừa, vung mạnh mâu liền đánh. Thần minh huyết quang, vẫn là như vậy lộng lẫy, Âm Dương Thiên Tôn tàn khu ngay tại chỗ bị đánh nát. Cứu ta! vẫn là bực này gào rú âm dương thiên tôn gào thét khàn cả giọng đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần chúng thần nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng triệu bân chờ đợi thái thanh cổ thần giết tới triệu bân đã hủy âm dương thiên tôn nguyên thần chuẩn đế thần lên đường tới rồi đều không thể tin được hắn lại táng tại nơi đây sớm biết như thế liền muộn chốc lát cũng không trở thành sớm đối địch vĩnh hằng thể đáng chết mắt thấy âm dương thiên tôn táng diệt Thái Thanh cổ thần một hồi nghiến răng nghiến lợi. Thái Thanh thần quân sắc mặt cũng không phải đẹp mắt, tiến giai bán thần Triệu Bân, quả thực cường thái quá, còn có âm dương thiên tôn, tốt xấu là chuẩn đế thần, thế nào như vậy không kháng đánh a? À. Hai cái thần không có thời gian nén giận, tập thể phi thân phía sau chạy. Chuẩn đế thần cũng bị diệt, hai người bọn họ hiển nhiên cũng không phải là Triệu Bân đối thủ. Đến rồi còn muốn đi. Triệu Bân vừa quát âm vang, mang theo chiến mâu ở phía sau đuổi sát không buông hai cái thần minh mặc dù chiến lược không tốt, mở chạy bổn sự cũng không phải tầm thường, dù là hắn nội tình, trong lúc nhất thời cũng không đuổi theo, chẳng những không đuổi theo, vẫn đánh lên rồi một tôn cường đại thần. Chính là huyết thần, huyết tộc nhất mạch lão tổ tông, một tôn thỏa thỏa chuẩn đế thần. Hắn bước cách, có thể so sánh âm dương thiên tôn trói mắt hơn nhiều, ít nhất uy thế càng cường. Treo một cái chữ bằng máu, hắn chi dị tưởng, vô luận sông núi thảo mộc, cũng hoặc nhật nguyệt tinh thần, đều nhuộm màu đỏ tươi huyết quang, cái kia sau lưng, càng có một phiến núi thây biển máu trồng chất ra thế giới, huyết sắc pháp tắc, như đao như kiếm như lôi đình, trong bóng đêm tàn sát bừa bãi bay múa. Nhiệt xúc, để mạng lại. Huyết thần vừa quát, chấn sụp thiên khung. Thấy hắn vung tay vung lên, cuồn cuộn huyết hải, bao phủ thiên địa. Triệu bân tự không sợ, hồng mông chi hải quét sạch, đứng vững rồi cái kia huyết hải. Chân áp, huyết thần đang lâm cửu thiên, một vòng huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống quỷ dị nguyệt quang, không chỉ có phong cấm chi lực, còn có mục nát chi lực. Triệu bân đã trúng trọng thương, bị cấm phút chốc định giảng, thao thiên khí huyết, liên đới nửa bên tiên khu, đều bị cưỡng ép kéo xuống diệt, không chờ đứng vững, lại bị đánh một đạo máu chảy đầm đìa kiếm quang. Phá! Hắn một bước xác định thân, tế ra hư vọng chi lực, ngưng luyện thành kiếm, nghịch thiên chém tới. Huyết nguyệt bị đánh toái, quỷ dị nguyệt quang, cũng bởi đó, tan hết hủy diệt chi ý huyết thần gặp cắn trả kêu rên, đạp một bước lui về phía sau, trong lúc nhất thời cũng không có đứng vững đấy. Không có đứng vững, cũng không cần đứng vững vàng, triệu bân hư vọng chi lực phía sau là một cái kim sắc đại trung. Chính là tang thần trung ngoại tướng, bị hắn diễn hóa, nhất kích đụng ngã lăn rồi huyết thần. Theo sau mà đến vĩnh sinh vương tỏa cùng táng thế thần quan, thì phá vỡ cái kia thần khu. Rất tốt, huyết thần nhe răng cười, lại một bộ đăng lâm rồi thương nhiều. Triệu Bân theo sau liền đến, dẫn động ước vạn lôi đình. Lại một chàng kinh thế hỗn chiến, tại hư vô kéo ra màn che. Huyết thần quả thực so âm dương thiên tôn cường, dù không địch lại, cũng làm cho Triệu Bân chịu nhiều đau khổ. Hết lần này tới lần khác, Triệu Bân trong thời gian ngắn vẫn diệt hắn không được, mấy lần hủy diệt công phạt, đều bị đối phương hóa giải. Cứu ta! Cái này, là hỗn chiến trong tiếng thứ ba kêu cứu, truyền tự thần phạt thiên kiếp. Tất nhiên là ám vực sát thần, đã được lôi đình, sinh sinh bổ diệt đế thần khu. Hắn kêu cứu, chúng thần nghe thấy, cũng là không một người vừa đi phía trước gom góp, cái kia mẹ nó thần phạt, trông coi là thì minh thần phạt, yêu nhiệt cấp bậc chưa đủ, đi vào không khác tự tìm cái chết. Một đường đi tốt. Thì minh một câu băng lãnh cô quạch lấy luân hồi chi lực hóa chiến mâu. Chiến mâu phía trên, còn bị hắn giao phó rồi lôi uy, nhất kích xuyên thủng cửu thiên. Phốc, nguyên thần trạng thái ám vực sát thần bị nhất mâu đính tại rồi kiếp trong mặc hắn thần lực thế nào cuồn cuộn mặc hắn thế nào kêu rên cũng ngăn không được hủy diệt hắn lên đường đi cực kỳ phiền muộn đường đường đế thần lại gãy tại một cái tân tấn thần minh trong tay hơn nữa cái này tân tấn tiểu thần hắn năm đó vẫn diệt qua một lần diệt qua một lần tốt nhân quả tự có luân hồi ngày xưa hắn diệt thì minh tối nay thì minh hòa nhau một thành nguyệt thần nhất mạch đều là tuyệt đại loại người hung ác. Thần triều đám người cường hãn những lời này, nói lời nói thấm thía. Triệu bân vừa giết một tôn chuẩn đế thần, thì minh quay đầu sẽ đem đế thần diệt. Nguyệt thần tiểu đồ nhi cùng tiểu sư đệ, có vẻ như cũng không có cho nàng mất mặt. Tiểu sư tổ khí phách, thủy thần một tiếng sói chu, mang theo bao tải đầy trời tán loạn. Đuổi theo người của hắn cũng không ít, còn biết nhặt quả hồng mềm nhiết. Nhưng lúc này, thấy thì minh giết ám vực sát thần, bọn họ đuổi theo thế đều tiêu tán không ít chỉ sợ thì minh hướng cái này đánh tới người kia liền đủ hung mãnh càng chớ nói còn có thần phạt trên thực tế thì minh là muốn làm như vậy đấy làm sao hắn lúc này đã hữu tâm vô lực rồi thiên kiếp càng mãnh liệt bá đạo dị thường hắn không rãnh chú ý hắn chờ đợi lôi phạt tản đi toàn bộ thiên địa đều lung muộn một tầng hủy diệt chi ý cái này phút chốc kinh thế hỗn chiến có ngừng vô luận thần chiều cường giả vẫn là chúng thần truyền thừa, đều hướng phương này nhìn lại, có phần nghĩ nhìn một cái, thì Minh còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Tới xem ra đấy, còn có cùng huyết thần ác chiến triệu bân. Lôi kiếp đã tản, tiếp xuống, mới thật sự là thần phạt. Oanh! Vạn chúng nhìn chăm chú dưới cửu đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, tai kiếp trong hiển hóa. Quái dị là, cái kia cửu đạo bóng hình xinh đẹp, hoàn sinh giống như đúc, đồng dạng cổ xưa, đồng dạng xa không thể chạm, cũng đồng dạng tựa như ảo mộng, các nàng, đều là phong hoa tuyệt đại đấy. Cái này cũng không tốt chơi. Thủy thần thấy, khóe miệng mãnh liệt xé ra. Thần chiều đám người cường hãn thấy, cũng tập thể nhíu mày. Còn có triệu công tử, lúc này cũng thần sắc kỳ quái. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì cái kia cửu đạo bóng hình xinh đẹp, đều là nguyệt thần. Nàng đệ nhất thế đến đệ cửu thế, là cùng nhau tại thần phạt trong hiển hóa đấy. chương 1891, liền mở thần phạt thật cho ta mặt mũi a à. thì minh lẩm bẩm lời nói nắm chặt kiếm trong tay trong mắt quang mang nóng bỏng chân chính kiếp đúng là cửu thế luân hồi kiếp đây là hắn không ngờ đến đấy sư tỷ chi đáng sợ hắn lòng dạ biết rõ đồng cấp đừng đồng cấp một hơi đến rồi chín cái như vậy thế trận thượng thương là suy nghĩ nhiều để cho hắn chết chết mới tốt đâu chỉ thượng thương đang ở phiến chiến trường này cửu ra đều lộ ra giữ tận sắc so sánh với các phương cửu gia, thần triều đám người cường hãn thần thái, liền rất nhiều lo lắng rồi. Triệu Bân cũng ở đây xem, có phần biết thì minh chi tâm cảnh, năm đó, hắn tiếp nhận động hư thiên phạt lúc, cũng là nguyệt thần tề tụ một kiếp, chẳng qua là tám cái, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có đứng vững qua, bát thế nguyệt thần đánh chính là đều tốn sức, càng không nói đến cửu thế, đến gần vô hạn tử cục. Chiến vẫn là vạn chúng nhìn chăm chú dưới thì minh rút kiếm sát nhập vào cửu thiên. Đã là kiếp, liền không thể có ý sợ hãi, hoặc là chết hoặc là niết bàn. Oanh! Chín cái nguyệt thần cũng động, ra tay chính là hủy thiên diệt địa công phạt. Chỉ vừa đối mặt, thì Minh liền suýt nữa bị đánh diệt, huyết quang nổ đầy trời. Máu tanh một màn, không chỉ thần chiều cường giả, cửu ra đám nhìn đều run sợ. Sát! Run sợ quy tâm run rẩy, hội đồng vẫn phải đánh chính là. Giữa trận nghỉ ngơi phía sau đại hỗn chiến lại kéo ra màn che. Trên trời quan sát, cái kia chính là một phiến hỗn loạn cảnh tượng, càng thuộc về ở giữa nhất thiên kiếp, nhiễm nhiên chính là cấm khu, không người dám đặt chân, quay chung quanh thần phạt thiên địa, bốn phương tám hướng đều chiến hỏa, cả đám đều giết đỏ cả mắt rồi, chiến tới rồi quên mình, đánh chính là long trời lở đất. Như thế động tính, nơi nào có không kinh động bốn phương, nhìn chiến trường ngoại, đã nhiều nhân ảnh hiển hóa, đều là tiền bối, đều là nghe âm thanh chạy tới, cái này chim không ỉa phân hoang vắng chi địa, thậm chí có người nghịch thiên phong thần, lại còn có một chàng kinh thiên động địa đại hỗn chiến. Thiên kiếp ở bên trong, đó là nguyệt thần sao? Cửu thế tề tụ, cửu thế luân hồi kiếp. Thì minh không phải chết rồi thế nào còn sống? Trong chàng, chiến hừng ngược khí thế, bên ngoài chàng, cũng nói chuyện khí thế ngất trời, trong lời nói, nhiều hoảng sợ cùng kinh dị, hoảng sợ thần phạt hủy diệt, cũng kinh dị tham chiến người, như trường sinh tiên, như thánh quân, như phách đao, nên là từ lâu táng diệt, thế nào vừa trọng trở về thế gian. Không ai cho bọn hắn đáp án, có chỉ chấn thiên ẩm vang. Đại chiến cực vô cùng thê thảm, toàn bộ thiên địa, cũng như máu tươi tẩy xối. Liền nhiêu đây, chân trời còn có một san sát truyền tống vực môn ẩm ẩm tạo ra. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu công tử lại động thiên lôi quyết, dẫn lôi đình hàng thế. Hắn đánh chính là không phải huyết thần, là cái kia từng tòa vực môn, Cửu gia viện quân càng ngày càng nhiều, đánh chết một phiến là một phiến, vẫn là lôi đình dễ dùng, ẩn núp thiên uy lôi đình, tốt hơn sử dụng, nhìn những cái kia đánh tới cửu gia, còn không đợi ra vực môn, liền đã trúng một hồi xét đánh, thông đạo bởi đó đứt đoạn, lại là một thân huyết quang. Chị phần ngọn không chừng chị bản, nên đến đấy, vẫn là sẽ đến. Thiên lôi quyết mặc dù bá đạo, rồi lại ngăn không được thần minh tham chiến. Đại chiến đến lúc này, ưu thế cán cân, đã hướng cửu gia một phương nghiêng lấy thần chiều bây giờ nội tình, vẫn thật là không chịu nổi chúng thần vây công. Nhà rột gặp trời mưa cả đêm, cùng với một đạo thần quang, đâm xuyên cửu thiên, lại có cường đại trí tôn hàng lâm. Chính là một tôn đế thần, một trưởng trên trời bên đánh tới, đánh chính là thủy thần thân thể bạo diệt. Triệu bân thấy chi, bề bộn sợ bứt ra. Huyết thần tự mặc kệ, quét sạch huyết hải. Thái thanh cổ thần cùng thái thanh thiên tôn một trái một phải, cũng thi triển sát sinh đại thuật. Trừ bọn hắn, thiên ngoại lại giết đến năm tôn thần, trong đó còn có một tôn chuẩn đế thần. Chúng thần liên thủ, hơn nữa phối hợp tặc ăn ý, riêng là đem triệu bân ngăn ở rồi hư vô. Cái đó là, Ngân Hà Thiên Tôn. Bên ngoài chàng đám khán giả, đều nhìn phía cái kia tôn đế thần. Thần sách trong có kỳ danh, tuyệt đối uy danh hiển hách trí tôn. Tối nay, thật đúng là náo nhiệt. Ngân Hà Thiên Tôn đạp thiên mà đến, liếc mắt một cái xem tận chu thiên, đẹp mắt đẹp lòng tới sớm không bằng đuổi được đúng dịp lớn như vậy tràng diện rất thích hợp hắn trang bức phanh không đợi hắn tham chiến liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống ngăn cản kia đi đường chính là vô ưu tiên tử tay cầm tiên kiếm tay áo nhuốm máu nàng tuy không phải thần minh nhưng có tuyệt đại thần tư thế thêm với một vòng vĩnh hằng quang huy càng sấn ra một loại xa xôi mà cổ xưa ý cảnh tiểu tiểu bán thần cũng dám ngăn đón siêu chưa kịp ngân hà thiên tôn đem nói cho hết lời vội ưu tiên tử liền thi triển đại thần thông nàng biến mất là mang theo ngân hà thiên tôn một đạo biến mất chống không tan biến mất hai người lại hiện thân đã là thương miểu nhất đỉnh tùy theo chính là một phiến lôi minh lôi minh ở bên trong mang theo đáng sợ ý chí đó là thượng thương lắng xuống hủy diệt cấp thiên uy lại là thần phạt đại chiến người đều vô thức hướng lên trời nhìn một cái thân là quần chúng thế nhân cũng chừng lưỡng nhãn tròn căng. Hôm nay là thế nào, lại liên tiếp có hai người nghịch thiên phong thần. a à, Ngân Hà Thiên Tôn không bình tĩnh, tiếng rên rỉ lờ mờ. Hắn là để chứa đựng bước đấy, cũng không phải là đến gặp xét đánh đấy. Bán thần không đáng sợ, đáng sợ chính là bán thần mở thần cấp treo. Như cái này tiểu nữ oa thần phạt, liền không phải bình thường bá đạo. ầm vang, vẫn là hủy diệt uy áp, tại phương Tây Thiên Khung Lan tràn ra nghe thấy chi kinh xứng sở thế nhân lại tập thể xéo con mắt nhìn nhìn phương lọt vào trong tầm mắt liền thấy sấm sét vang dội thiên kiếp mây đen tùy ý cuồn cuộn không sai lại có người nghịch thiên phong thần lần này là phách đao cường thế bước ra một bước kia cùng hắn ác chiến nhật nguyệt thần quân với hợp lực vây công để cho tứ tôn thần lúc này đều nước tiểu ý vội hiện nghĩ cũng không nghĩ liền ra bên ngoài chạy đối phương mở treo không chạy chờ gặp sét đánh để mạng lại phách đao vừa quát âm vang, mang theo lẫn huyết kim đao, ở phía sau đuổi sát không buông. Thần minh kiếp như bóng với hình, hủy diệt lôi đình, trẻ hỏng rồi thành từng mảnh thiên địa. Nhưng còn có, thế nhân trái phải nhìn xem, khó tránh khỏi còn có người nghịch thiên phong thần. Thật lâu, cũng không trông thấy có động tính, chỉ thấy mảng lớn bóng người tham chiến. o ô, n, g. Triệu bân một mưu xuyên thủng hư vô, quấy diệt thái thanh thiên tôn thân thể. Vì thế, hắn đã trúng huyết thần nhất kiếm sán sán xương sống lưng lộ ra ngoài bên ngoài thưa dịp người bệnh muốn mạng người triệu bân không phản ứng huyết thần lại cho thái thanh thiên tôn bổ rồi một đao thái thanh thiên tôn ngay tại chỗ lên đường bị triệu bân một trưởng đánh tan rồi nguyên thần đáng chết thái thanh cổ thần gào thét ngưng luyện rồi vạn đạo kiếm quang lăng thiên phách trảm triệu bân xem cũng không xem lấy thiên ngự hộ bản thân một mâu tương cái kia vung mạnh lật chết đi Huyết thần con người màu đỏ tươi, lấy pháp tắc thành đao, cách không bổ tới. Một đao kia, quả thực đủ cường hãn, trực tiếp hủy triệu Bân nửa bên tiên thân. Triệu Bân không nhìn, liền nhìn chằm chằm vào Thái Thanh cổ thần đánh, quật ngã một cái là một cái. Phốc, huyết quang bắn ra, Thái Thanh cổ thần thân thể cũng nổ tung, huyết cốt nhảy đầy trời. Còn sót lại hư ảo nguyên thần, Triệu Bân không chút khách khí, một mưu trực tiếp cho cái kia đập vỡ. Chân áp huyết thần nghiến răng nghiến lợi, vung tay vung lên, diễn xuất rồi một tòa hư ảo bảo tháp. Bảo tháp lăng không mà đến, áp sụp thương thiên, cũng ép tới triệu bân một hồi lảo đảo. Chính là hắn một bước này lảo đảo, để cho hắn đã trúng trọng thương, còn có một tôn chuẩn đế thần đâu tế ra một đạo khô diệt thần quang kiếm, trực tiếp đánh nát rồi hắn nửa khỏa đầu lâu, phía sau đến thần minh, cũng liền mở công phạt. Đao mang kiếm quang đầy trời phách chảm, suýt nữa hủy đi hắn tiên khu. Thật có lỗi, hôm nay một chương. Chương 1892 trở lại. Phá. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, tế gia thần long bãi vĩ, cưỡng ép làm vỡ nát bảo tháp. Vừa gặp huyết thần giết tới, đón đầu liền đánh lên rồi hắn chiến mâu, bị một gậy vung mạnh nhảy ra đi. Tùy theo đuổi theo đấy, còn có một đạo hư vọng kiếm quang, kiếm ý vô cùng. Huyết thần lại bị chém, tàn phá thần khu, bị đâm ra một cái huyết lỗ thùng. Siêu. Triệu Bân thì như bóng với hình, không cho cái kia thở dốc cơ hội thấy chi, một cái khác tôn chuẩn đế thần tế ra một cái đồng lô, lăng không nện xuống. Nguy cơ trước mắt, thánh quân ngang trời đánh tới, không cái gì lè lẹt bí pháp, chỉ không đáng kể phàm phàm một cái đại đập bia thủ, một trường cầm cái kia miệng đồng lô, vung mạnh tới rồi lên chín từng mây. a à, chuẩn đế thần kêu rên, đã trúng bản mệnh khí cắn trả. Thánh quân cũng mặc kệ cái này cái kia, nhào lên liền đánh. Tiểu tiểu bán thần, tự tìm cái chết. Chuẩn đế thần phẫn nộ gào thét, lại triệu hồi bản mệnh thần khí, nghênh đón thiên ác chiến thánh quân. Bởi vì hắn bị thánh quân kiềm chế, huyết thần bây giờ tình cảnh, liền cực kỳ thảm thiết, sững sờ bị triệu công tử một côn tiếp một côn, từ đông phương tinh khung, một đường làm tới rồi phương tây thiên vũ, thần minh cốt, nhuộm thần minh lộng lẫy trói mắt máu tươi, băng đầy hôn ám thiên. Cứu ta, huyết thần cũng sợ rồi, gào thét âm thanh trời rung đất chuyển. Vào đi thôi ngươi, triệu bân vượt thiên mà đến, lại một kích vung mạnh phi huyết thần. Một cô này không sao cả, trực tiếp cầm huyết thần, đánh vào rồi vô ưu tiên tử thần phạt trong. Vốn là trạng thái không tốt, bây giờ bị động ứng kiếp gặp phải xét đánh, huyết thần suýt nữa ngay tại chỗ bị mang đi. Mang không đi cũng không sao, Triệu Bân đã sát đi vào bổ đao. Nghịch thiên cấp yêu nghiệt sao, người đấy kiếp cũng có thể gom góp một gom góp. Oanh, phanh. Thần phạt ở bên trong, không chỉ Triệu Bân cùng huyết thần, còn có độ kiếp giả cùng Ngân Hà Thiên Tôn. Tuy là đế thần ai rồi vô ưu tiên tử thần phạt, cũng bị bổ không gặp nhân hình. Hắn đảo là muốn đi, làm sao thiên uy lâm thế, rất nhiều độn pháp, đã thành rồi trang trí. Đi không được, cũng không được bị động ứng kiếp, gặp xét đánh đồng thời, cũng ở đây gặp vô ưu công phạt. Diệt, triệu bân tiếng quát âm vang, một mâu làm bể huyết thần nhục thân. Có nhục thân đều gánh không được lôi kiếp, càng không nói đến nguyên thần trạng thái. Huyết thần sợ, kéo lấy vặn vẹo không chịu nổi chân thân, không muốn sống ra bên ngoài chạy. Hắn chạy vẫn là không chậm, nhưng Triệu Bân có vẻ như nhanh hơn, như một đạo kim quang ghé qua tại lôi điện ở bên trong, không cái gì lời thừa, chỉ tuyệt diệt công phạt, một mâu xuyên thủng rồi cái kia chân thân, trực tiếp hủy diệt. A, à, huyết thần trước khi chết gào rú, tràn đầy kêu rên ý tứ. Hôm nay hắn liền không nên tới, đến rồi sẽ không nên đối địch Triệu Bân. Lại một tôn thần Bên ngoài chàng quần chúng đa tâm run rẩy, sợ hãi thán phục Triệu Bân chiến lực. Bán thần cũng như này, nếu là phong thần, cái kia còn cao đến đâu a? À? Tiểu sư thúc, cựu ra có người gào thét, thần triều cũng có người gào to. Chính là thủy thần người kia, chính như một chú chuột đầy trời tháo chạy. trường Tam Tôn thần minh đuổi giết hắn, chiến chỉ là cũng không được chạy sao. Triệu Bân nhìn thoáng qua vội Ưu tiên tử cùng Ngân Hà Thiên Tôn, thẳng đến rồi thủy thần thấy hắn đánh tới, tam tôn thần minh thông suốt định rồi thân, trong mắt vẫn rất nhiều sợ hãi chi sắc, từ khai chiến, triệu bân đã giết không chỉ một tôn thần, trong đó, vẫn bao quát cái kia hai cái chuẩn đế thần, như thế chiến lực, há là bọn hắn có thể chống lại đấy, muốn chết dập đầu, bọn hắn viễn không phải là đối thủ. Rút lui, tam tôn thần minh nghĩ cũng không nghĩ, trước tiên rút đi. So sánh với chiến triệu bân, bọn hắn càng nghĩ tìm quả hồng mềm niết. Đến mức triệu bân, tự có đại thần thông giả chỉnh đốn. Nói đến đại thần thông giả, vẫn thật là đến rồi một cái. Nhưng thấy thương thiên rung động, vạn đạo thần quang hiện ra, có một người tự nội đi ra. Đó là một cái kim bào lão giả, thần uy thao thiên, một cước liền đạp sụp thiên khung. Đến rồi cái không dễ chọc đấy. Thủy thần lay động một chút mới đứng vững, tựa như nhận ra cái kia tôn thần. Triệu bân không cái gì tình cảm biến hóa, mang theo chiến mâu liền giết đi qua rồi. Cái kia, cái kia là, hạo vũ thiên tôn. Thế nhân thấy chi, cũng không khỏi một tiếng kinh hô. Thần sách cũng có kỳ danh, cũng là hung danh hiển hách. Triệu bân, tới đây nhận lấy cái chết, nếu không thì thế nào nói là đế thần, bức cách chính là viên mãn. Hạo vũ thiên tôn hàng lâm cái này phiến thiên địa lời nói câu nói đầu tiên, chính là chỉ mặt gọi tên, trông coi ngữ khí, mang theo không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, giải rác một câu, như anh lôi giống như vang vọng. Đến, triệu bân nửa chút không sợ, sách mâu vào cửu thiên. Thế nhân đều tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng rỡ, có phần muốn biết, có thể đồ chuẩn đế thần triệu bân, đối địch một tôn đế thần cấp, là bực nào tình trạng, có hay không cũng có thể nghịch thiên sát tới. Tranh, không chờ hai người khai chiến, liền nghe một đạo kinh thế kiếm minh. Thiên ngoại, đến rồi một thanh kiếm, toàn thân đều nhuộm tuế nguyệt quang huy. Chính là thanh liên thần kiếm, không nhìn hư vô không gian cách trở, trên trời lắng xuống hảo vũ thiên tôn vội vàng không kịp chuẩn bị bị nhất kiếm chảm đầu lâu thế nhân xem một hồi kinh hãi đế thần đầu cứ như vậy bị tháo rồi xem qua mới biết đó là một tôn bất phàm thần binh hẳn là trong truyền thuyết thanh liên thần kiếm trở lại vẫn còn ở huyết chiến thần triều đám người cường hãn đều con mắt tránh tinh quang trái lại cừu ra thì từng cái hai mắt híp lại đều có một loại dự cảm bất tường người đấy không đầu hảo vũ thiên tôn một tiếng phẫn nộ gào thét chấn tiên khung. Hắn liền không thể nói chuyện, như vậy mới mở miệng, lăng không lại tới một đạo lộng lẫy thần quang, vẫn như cũ che tuế nguyệt sắc thái, nhất kích liền hủy hắn bản mệnh nhục thân, vẫn còn ở cái kia nguyên thần trên, chữ khác vào đồ vật rồi một đạo lạc ấn, đó là thời gian lạc ấn, cất giấu mục nát chi lực. Đến lúc này, mới thấy đế tiên hiển hóa, như lập tuế nguyệt phần cuối, xem thế nhân thần sắc ngơ ngẩn. Tu thời gian đại thần nơi nào, cho tới bây giờ chỉ là nghe nói, hôm nay là lần đầu thấy chân nhân. Nhưng, cái này tôn đại thần, không phải từ lúc tiên giới đại chiến lúc, liền đã táng diệt sao. Đồng dạng nghi hoặc, cừu gia đám cũng có, thế nào cũng không nghĩ ra, đế tiên lại vẫn còn sống. Đúng là nàng, vừa rồi vẫn gào thét vang rồi hảo vũ thiên tôn, lúc này trực tiếp sợ rồi. Sợ liền có sợ giác ngộ, còn sót lại nguyên thần, cũng không ngại hắn mở chạy. Đế tiên nơi nào, uy danh không kém nguyệt thần, không chạy không chạy chờ bị nàng diệt sao. Cái này muốn đi, đế tiên nhạt nói, cũng không đuổi giết, chỉ hơi đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Cái này búng tay có thể không tầm thường, khắc vào hảo vũ thiên tôn trên người thời gian lạc ấn, nhất thời nổ. Không, không không, vẫn đang chạy trốn hảo vũ thiên tôn, phát ra kêu rên giống như gào thét. Chậm, mặc hắn thần lực thao thiên, cũng ép không được thời gian hủy diệt. Hí, thế nhân lại đảo rút khí lạnh, đây chính là đế thần nơi nào. Nói diệt liền diệt, muốn nói hạo vũ thiên tôn, cũng thật là bi thôi đấy, ba chiêu liền bị giết. Táng rồi một tôn đế thần, toàn bộ không khí chiến trường cũng thay đổi, đánh tới cửu gia đám, đều sinh một lượng thoái ý, bởi vì nhìn chung toàn trường, có vẻ như không có cái nào có thể ngăn cản đế tiên. Ngân hà thiên tôn ngược lại có lực đánh một trận, thế nhưng tôn thần vẫn còn ở thiên kiếp trong vùng vẩy đâu. Tranh, thanh liên thần kiếm lại ô, ô, n, g run rẩy như một đạo thần quang, bay vào triệu bân trong tay. Đế tiên thì phất tay áo, quét sạch rồi thời gian, mang theo triệu bân vào phiêu miểu phong đỉnh. Muốn mở lớn thủy thần tùy theo ngửa con mắt. Đúng, đế tiên muốn mở đại, là hủy thiên diệt địa đại thần thông. Làm sao, nàng không linh hồn, rất nhiều pháp tắc đều gặp càn khôn hạn chế. Như thế, chỉ được thông qua triệu bân thi triển phương pháp này, lực sát thương có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng ứng đối bây giờ cục diện hoàn toàn vậy là đủ rồi, mặc dù đánh không chết, dọa cũng có thể dọa lùi một phiến. chương 1893, Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo. Oanh! Vạn chúng nhìn trăm chú dưới triệu bân dơ lên cao rồi thanh liên thần kiếm. Mà đế tiên, thì tại phía sau hắn, một cái bàn tay như ngọc trắng đã dán tại hắn phía sau lưng. Nhưng thấy đế tiên một tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng khẽ quát, tuế nguyệt. Hủy diệt. Theo nàng dứt lời, triệu bân khí lực quang mang nở rộ, còn có cái kia trong tay thanh liên thần kiếm, cũng ở đây cái trong nháy mắt, thần huy đại thịnh. Vô cùng kiếm quang xuyên thẳng cửu thiên, cho thương miểu hư vô đều đâm ra một cái đại lỗ thùng. Sau đó, chính là tang thương cổ xưa tuế nguyệt chi quang, lăng không rủ xuống, trông coi không khác biệt phổ chiếu, thậm chí trong vòng ngàn dặm thiên địa, đều bởi vì quang huy, bị chiếu nếu như thanh thiên bạch nhật. Cái này phút chốc, kinh thế hỗn chiến ngừng. Bao quát bên ngoài chàng thế nhân, đều vô thức ngửa ra con mắt, Tuế Nguyệt Quang Huy, tựa như ảo mộng, hoảng bọn hắn tâm thần mông lung. Lui, Nhật Nguyệt Thần Quân một tiếng gào thét, cái thứ nhất phi đột. Hắn chạy tặc nhanh, nghĩ trong thời gian ngắn nhất, thoát ra cái này phiến thiên địa, tựa như biết rõ Tuế Nguyệt Quang Huy có nhiều đáng sợ, nhìn thấy là đẹp mắt, có thể cái kia lực sát thương, cũng là hủy diệt đấy. Phốc, sạc sạc, Nhật Nguyệt Thần Quân nhắc nhở, vẫn là chậm, Tuế Nguyệt Quang Huy đã lần. Sau đó, chính là một phiến tiếp một phiến huyết quang, phàm nhiễm tuế nguyệt người, đều bị mục nát, bị thời gian chi lực, hóa diệt thân thể, bị tuế nguyệt pháp tắc, hủy diệt nguyên thần. Vẫn là cái đồ vật này dễ dùng. Thủy thần lẩm bẩm lời nói, vô thức nhìn thoáng qua hai tay. Tuế nguyệt quang huy, tựa như hư ảo lưu xa, tại ngón tay giữa thong thả. Không sai, hắn không gặp tuế nguyệt công phạt, hoặc là nói, phàm thần chiều cường giả, đều không gặp mục nát, đã chung tuế nguyệt phổ chiếu, như tắm gió xuân, toàn thân, đều ấm áp đấy, còn có bên ngoài chàng quần chúng, cũng là như vậy tình trạng. Một câu, bị chém đều là thần chiều đối địch. Tuế Nguyệt, thật là một thanh đao mổ heo a. À. Cương quyết bướng bỉnh như viên thần, đều thổn thức sách lưỡi rồi. Hướng bốn phương nhìn xem, không có chỗ nào mà không phải là huyết hoa nở rộ, chớ nói bán thần, đã liền thần minh, đều chịu không được Tuế Nguyệt ăn mòn, một phiến quang huy vẩy đã qua, tựa như một cái diệt thế đại thủ, trực tiếp kéo xuống, chỉ chưa một phiến huyết phụ, chiếu đến thời gian, tại thiên mà thông thả. Tha cho, tha mạng, lão tổ, cứu ta. Thê lương tiếng kêu rên, tức thì vang vọng thiên địa. Tự đứng ngoài xem, vậy cũng không phải là diệt thế cảnh tượng sao. Bên ngoài chàng quần chúng đều tại lui về phía sau, dù là không gặp tuế nguyệt công phạt, cũng ép không được tâm linh run rẩy, không hổ là đế tiên nơi nào. Không hổ là hung danh hiển hách ha, hủy diệt thần thông, thật là bá đạo. Đế tiên, ngươi không thể như vậy kêu thê lương thảm thiết càng thuộc về một tiếng kêu rên vang dội nhất đó là ngân hà thiên tôn thật vất vả theo thiên kiếp sát ra ngay tại chỗ liền đã trúng tuế nguyệt quang huy thậm chí hàng thật giá thật một tôn đế thần bị ngạnh xanh xanh hủy đã thành một đống thịt nát nát cốt chẳng biết lúc nào lăng thiên quang huy mới tản đi to như vậy chiến trường lại không thấy một cái cửu ra đế tiên một cái tuế nguyệt trực tiếp chôn giết rồi trên trăm tôn thần trên đường hoàng tuyền chúng thần có lẽ không cô đơn nhưng nhất định rất phiền muộn bởi vì này chàng hỗn chiến bọn họ là chiếm thượng phong rồi thời gian lâu dài đến viện quân hơn nhiều xác định có thể sát đối phương một cái toàn quân bị diệt hết lần này tới lần khác đến rồi cái đế tiên đây không phải thay đổi chiến cuộc mà là trực tiếp hủy diệt a à. a à, đã là hủy diệt thần thông hao tổn tự khủng bố dù là đế tiên nội tình đều một bước không có đứng vững suýt nữa từ hư vô trồng xuống dung nhan tuyệt thế, lúc này cũng lại không thấy một tiêu huyết sắc. Tâm nhi, triệu bân bề bộn sở tiến lên. Không sao, đế tiên khẽ nói cười một tiếng. Triệu bân không nói, cuồn cuộn bản nguyên, điên cuồng rót vào. Thần triều đám người cường hãn cũng không nhàn rỗi, đủ loại linh dược đủ loại có. Oanh, ầm vang, đại chiến mặc dù kết thúc rồi, có thể thần phạt vẫn còn ở. Thân là độ kiếp giả, thì minh, vội yêu cùng phách đao, không có thảm nhất, chỉ thảm hại hơn, đặc biệt là thì Minh, gặp cửu thế nguyệt thần vây công, từ khai chiến, liền đã không chỉ một lần bị đánh bạo, chớ nói bên ngoài chàng quần chúng, liền thần chiều đám người cường hãn giả, đều xem hãi hùng khiếp vía. Cũng may, thì Minh đầy đủ kháng đánh, nhiễm nhiên một cái đánh không chết tiểu cường. Kiếp ở bên trong, hắn nghịch thiên lột xác, người nói hợp nhất, luân hồi hải hoành phô cửu thiên. Cửu thế nguyệt thần cuối cùng lui, trước khi đi, vẫn đối với hắn lộ ra một vòng mỉm cười đã thành ma vương cười một tiếng âm thầm thở dài một hơi thần chiều lại nhiều một tôn thần minh đáp hỏa thần minh cười cười hắn thoại phương rơi liền thấy một vòng ánh đao tự thiên ngoại chém tới tập trung đúng là thì minh vừa rồi vượt qua thiên kiếp thì minh không hề chiến lực lúc này giết hắn một đao liền có thể bị mất mạng lúc chúng ta là trang trí đệ nhất thần tướng lãnh quát một trường đánh tan rồi ánh đao nơi nào đi viên thần thì mang theo cây gậy thẳng đến một phương đánh tới, đã nhìn thấy đánh lén giả, không phải bình thường gà tặc, thả một đao, không chút nào ham chiến, xoay người liền chạy rồi. Diệt, đám người cường hãn thì tề tụ, riêng phần mình thi pháp, giúp đỡ thì mình trừ bỏ diệt thiên kiếp còn sót lại sát ý. Kinh thần phạt tẩy lễ, chính là không giống nhau, bây giờ thì minh cùng trước kia chính là nhất thiên nhất địa. Tam tràng thần phạt, đã có một trận kết thúc. Nhìn đông tây hai phương, như cũng là lôi đình tàn sát bừa bãi phách đao cùng vô ưu đều không phàm hạng người, đều tắm rửa lôi điện, nghịch thiên công phạt. Bọn họ ngỗ nghịch, chọc thượng thương tức giận, đáng sợ thiên uy, quét sạch bát hoang. Tại đám người cường hãn nhìn nhìn xem, phách đao lôi kiếp tiên phong chôn vùi, thật chính thần phạt tùy theo hàng lâm, cùng thì minh khác biệt chính là, hắn đặc thù thiên kiếp phi pháp thì thân, mà là nhật nguyệt tinh thần. Kiếp trong tinh không, là minh mông, nhưng cũng là đáng sợ đấy. Vô luận nhật nguyệt vẫn là tinh thần, mang theo cuốn đều là hủy diệt chi uy oanh vô ưu tiên tử cái kia cũng xong rồi đầy trời lôi đình đã tiêu trừ không thấy sau đó hiển hóa đấy chính là một tôn giống như tấm bia to to lớn cao ngạo bóng người thấy không rõ cái kia chân dung chỉ biết toàn thân lung chiều lấy kim quang dường như một vòng nóng bỏng thái dương quang mang vạn trượng vĩnh hằng thủy tổ triệu bân thấy chi không khỏi một tiếng lẩm bẩm lời nói thần chiều đám người cường hãn nhìn thì biểu lộ kỳ quái chỉ có vô ưu tiên tử, đôi mắt đẹp hơi nước quanh quẩn. Nàng cùng vĩnh hằng nhất mạch còn có nguồn gốc chiến thiên hành sờ lên cái cằm. Nàng, chính là vĩnh hằng thủy tổ thê tử, bất hủ thần thể đổ một ngụm rượu. Thật hay giả chiến thiên hành vẻ mặt không tin. Đạo chủ hóa thân chính miệng nói, bất hủ thần thể nói. Lời này nhất xuất, tại chỗ cửu thành cửu lấy người trên, xem vô ưu tiên tử ánh mắt cũng thay đổi, cũng không phải là tất cả người ở đây biết thân phận nàng, bây giờ biết được, trong lúc nhất thời đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Vĩnh Hằng Thủy Tổ A, hạng gì tồn tại, lại là bực nào bối phận. Thật muốn phân biệt đối xử, sợ là đế tiên hành lễ, nàng cũng nhận được lên. Phu thê như vậy gặp mặt, tốt lúng tung A, thủy thần một tiếng ho khan. Quả thực, tai kiếp trong gặp nhau, thỏa thỏa một cái ra. Hiện ra dữ dội chàng A. Bây giờ Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng không nửa phần thần trí, hắn đại biểu là thượng thương. Nói đến là đến, Vĩnh Hằng thủy tổ mở dị tượng, đó cũng là một phiến to như vậy Vĩnh Hằng tiên vực, trong đó sông núi thảo mộc đều là lôi đình biến thành, cũng đều che vĩnh hằng sắc thái. Trái lại vô ưu tiên tử, sợ là tình duyên làm ra, tâm thần vẫn hoảng hốt không chịu nổi. Tiền bối chờ đợi triệu bân truyền âm một tiếng, mới đưa suy nghĩ của nàng kéo về thiên kiếp. Nàng cháy hết rồi trong mắt nước mắt, nhúm máu tóc dài, tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết sắc. Cái kia không phải là của nàng người yêu đó là thiên kiếp ngoại tướng, muốn còn sống ra ngoài, liền cần có một trận chiến. chương 1894, còn dám trở về. ầm vang, hai trận thần phạt, một đông một tây, đều thanh thế to lớn. Trước kia tham chiến thần triều đám người cường hãn, bây giờ cũng đều đã thành quần chúng. So sánh với phách đào đánh những ngôi sao đánh ánh trăng, vội ưu tiên tử cùng vĩnh hằng thủy tổ đại chiến, mới là thật vô cùng thê thảm, cái kia không phải ra. Bạo, rõ ràng là cuộc chiến sinh tử, huyết quang ánh đầy hôn ám thiên. Cái kia chính là vĩnh hằng thủy tổ. Bên ngoài chàng quần chúng vẫn còn ở, đều ngẩng lên đầu, ngơ ngẩn nhìn xem. Chúng thần hoàng hôn truyền thuyết, đến nay vẫn còn, đó là một cái thời đại huy hoàng. Bọn hắn không hiểu, triệu bân độ kiếp lúc, không thấy vĩnh hằng thủy tổ, cái kia gọi vô ưu tiên tử, thế nào đã tới rồi vĩnh hằng thần tôn pháp tác thân, hắn hai người, là có nguồn gốc cùng nhân quả. Phốc, thiên kiếp trong huyết quang hiện ra, có khô diệt lôi quang bay múa. Là phách đao đẫm máu, đã trúng hủy diệt chi quang, thân thể băng liệt. Không ngại, hắn là càng đánh càng mạnh, phách liệt chi khí tịch thiên cuốn địa phương. Da dày thịt béo, không chết được. Thần chiều đám người cường hãn nhiều ước lượng thủ, phần lớn đều nhìn chầm chầm vào đông phương xem. Vẫn là vĩnh hằng thủy tổ khí phách, tuyệt đối là đánh nàng dâu mẫu mực. Triều công tử cũng ở đây xem, cũng là trong mắt nhiều hơn hy vọng, thân là vĩnh hằng nhất mạch truyền thừa, hắn là thật muốn cùng thủy tổ so so chiêu đấy, đồng cấp đừng đồng cấp, cho dù là tại thiên kiếp bên trong. Có loại đơn đấu. Khí phách chắc lậu mắng to thanh âm, từ cách xa chân trời truyền đến. Nghe âm sắc, chính là vô đạo người kia, vẫn còn ở bị chúng thần minh đuổi giết. Muốn nói cái kia mấy tôn thần, cũng thật là chuyên nghiệp đấy, bên này đều xong việc, cái kia vẫn còn ở đánh, cũng có lẽ bọn hắn không biết nơi đây tình trạng, còn tưởng rằng chiến hừng hực khí thế đâu làm. Hỗn thiên ma vương mang theo ma đao, chạy về phía ẩm vang nguyên chỗ. Còn có đạo tiên, song sát, thánh quân đám, cũng đều sát tới. Triệu bân cũng nghĩ đi đấy, nhưng chân trước mới ra, chân sau liền cảm thấy rồi một tia khí tức. Còn dám trở về. Triệu bân một tiếng cười lạnh, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Đế tiên tuế nguyệt, hố được hơn 100 tôn thần, nhưng vẫn là có như vậy mấy cái siêu quần bạt vị đấy, ngạnh đỉnh lấy mục nát, chạy ra tìm đường sống tựa như nhật nguyệt thần quân chạy đều chạy lại đi vòng vèo rồi trở về bát thành là xem đế tiên gầy yếu muốn tùy thời tập sát còn có phách đao cùng vô ưu tiên tử sau kiếp cũng tất đánh mất chiến lực nhất kiếm vỗ tới liền có thể đưa đi hai cái tân thần hắn bản tính đánh chính là là không sai tàng được cũng đầy đủ bí ẩn rồi lại khó thoát triệu bân cảm nhận cùng với một tiếng ẩm vang thương thiên sụp đổ tàng vào trong đó nhật nguyệt thần quân bị ngay tại chỗ bước ra đáng chết Nhật Nguyệt thần quân nghiến răng nghiến lợi, nghĩ cũng không nghĩ, xoay người liền chạy. Triệu bân tự mặc kệ, mang theo ác thần chiến mâu, ở phía sau đuổi sát không buông. Tới một đạo đánh tới đấy, còn có trường sinh tiên cùng bất niệm thiên, đều tay cầm thần binh. Nhật Nguyệt thần quân sao, tại không phong thần phía trước, cũng không thiếu cho hắn đại la tiên tông một ngạt. Oanh, phanh, bên này còn chưa khai chiến, một phương khác trước lên ẩm vang. Chạy ra tìm đường sống đấy, không chỉ nhật nguyệt thần quân một cái, còn có cái khác thần minh, cũng là không nhớ lâu, lại lén lút xiết trở về, vốn tưởng rằng tàng được bí ẩn, rồi lại khó thoát đế tiên dòm ngó. Tiên đình nữ quân hôm nay là gầy yếu, nhưng nàng tòa hạ, đều là cái đỉnh cái loại người hung ác, càng thuộc về cửu đại thần tướng, đuổi giết nhất hăng hái, cầm ba năm tôn thần minh, ngăn ở rồi một phiến thương hải, đang đánh khí thế ngất trời. Cấm Triệu bân vừa xài bước vượt qua cửu thiên, đầy trời chữ cổ bố trí đoàn, Nhật Nguyệt thần quân đốn gặp giam cầm, bị phong thân thể trì trệ. Trường sinh tiên cùng bất niệm thiên theo sau liền đến, đều tế ra thần khí. Thần minh huyết quang, tùy theo nở rộ, Nhật Nguyệt thần quân suýt nữa bị lưỡng kiếm sinh bổ. Dù sao cũng là chuẩn đế thần, tự có cường hãn nội tình, trong nháy mắt liền ổn định rồi thân hình. Thấy hắn vung tay vung lên, toàn bộ thiên địa đều hắc ám, chỉ một vòng huyết sắc thái dương, cùng một vòng ánh trăng, treo cao thương miểu, chiếu xuống quang huy, biến hóa kỳ lạ dị thường, có thể hóa diệt bản nguyên. Toái, trường sinh thiên cùng bất niệm thiên cùng kêu lên khẽ quát, lưỡng đạo kiếm quang nghịch thiên mà lên. Thái dương không phải kháng đánh, âm âm nổ diệt, huyết nguyệt bày ra cũng không nổ kháng đánh, bị chém thành hai khúc. A, à, nhật ngữ thần quân gặp cắn trả, một tiếng kêu đau đớn lờ mờ, khóe miệng máu tươi lẫn tràn đầy. Chưa kịp hắn thở sâu, triệu bân liền thuấn thân giết tới, một mâu xuyên thủng rồi đầu lâu của hắn a à, chuẩn đế thần tức giận pháp tắc như đao như kiếm hướng triệu bân quét sạch phách trảm. mà hắn thì đăng thiên bỏ chạy lại không nghĩ tập sát cùng bổ đao chuyện tốt nhi tới đây a à ngươi triệu bân thi triển di thiên hoán địa lại cho cái kia rát trở về trường sinh thiên cùng bất niệm thiên phối hợp ăn ý lại đồng thời xuất kiếm lại là huyết quang bắn ra bốn phía nhật nguyệt thần quân khí lực bị chia thất linh bắt lạc ngày khác tất trảm bọn ngươi Chuẩn đế thần thả ngoan thoại, đúng là nguyên thần xuất khiếu, trốn vào rồi hư vô. Sự tình hôm nay hôm nay rồi, đều cái cục diện này rồi, Triệu Bân sẽ thả hắn đi lại là đầy trời chữ cổ, tại Nhật Nguyệt thần quân bỏ chạy phút chốc, đồng thời hiển hóa, cưỡng ép cấm rồi hư vô không gian. Phốc, Nhật Nguyệt thần quân lần thứ hai bị buộc ra, nguyên thần đều nổ diệt nửa bên. Hồng Mông chi hải cuồn cuộn mà đến, một cái sóng lớn, trực tiếp đem bao phủ. Chuẩn đế thần thì như thế nào? bây giờ như vậy trạng thái, cũng không chịu nổi hồng mông hải to lớn chi lực, nhiễm nhiên như một cái người không biết bơi, ở bên trong lung tung vung vẩy, nhưng chỉ là ra không được. Nguyên nhân chính là ra không được, hắn mới con mắt có sợ hãi. Thần cũng sợ chết, hắn tối nay liền khó thoát từ kiếp. Có này giác mộ tốt nhất, triệu bân tự cho an bài thỏa đáng. Theo hắn một mâu rơi xuống, nhật nguyệt thần quân bị một côn đánh thành rồi cho bụi. a à, chuẩn đế thần trước khi chết kêu thảm thiết, so lệ quỷ kêu rên càng thê lương. Hắn sẽ không đến đến, liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù sao vẫn khá giả bị diệt. Siêu, triệu bân cách không lấy tay, tự thiên ngoại chộp tới rồi một khẩu huyết sắc thần đao. Đó là nhật nguyệt thần quân bản mệnh khí, chủ nhân đều táng diệt, nó rồi lại đào tâm không thay đổi. Đao này cực bất phàm, ngoại trừ thần văn tuyên khắc, lại còn có một khỏa độn giáp thiên tự. Lại trở về thái thượng tổ tông mà lúc, phách đao thần phạt đã kết thúc, thương không phải bình thường thảm, mặc dù lúc này, cái kia thể nội còn có nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, đều thần phạt chịu uy lưu lại. Hắn phía sau, vội ưu tiên tử cũng đã vượt qua thần phạt. Lôi minh tản đi lúc, nàng chỉ còn một đóa nguyên thần chi hỏa. Rút lui, triệu bân không lời thừa, trực tiếp mở truyền tống vực môn. Thần triều đám người cường hãn lẫn nhau đỡ mang theo, giống như thủy triều dũng mãnh vào. To như vậy chiến trường, chỉ còn huyết xối thiên địa, phế tích một phiến thật lâu, bên ngoài chàng quần chúng mới cẩn thận từng ly từng tí đặt chân, tốt xấu là một trận kinh thế đại hỗn chiến, cũng không có chút bảo bối còn sót lại, dù là pháp khí mảnh vỡ cũng được, sách trở về có thể luyện nhập pháp bảo. Nhiên, thế nhân tìm khắp nơi chiến trường, chớ nói bảo bối, nửa khối tiên thạch cũng không trông thấy. Liền nhiêu đây, quần chúng cũng không nguyện rời đi, nhân viên một khối trí nhớ tinh thạch, đặt cái kia ken kết thẳng phách. Tối nay, quả thực không uổng công. Thần chiều, khi nào xây dựng truyền thừa. Tam tràng thần phạt A. Đế tiên lại vẫn còn sống. Hơn 100 thần minh bị trôn giết. Ô ương quần chúng, cũng như ô ương ương du khách, càng giống từng cái một chiến trường phóng viên, đi tới nơi nào vỗ tới nơi nào, cũng là đi tới nơi nào cho tới nơi nào, kinh ngạc, khiếp sợ, thổn thức, sách lưỡi. Đủ loại ngữ khí đủ loại có, tiên giới vở kịch lớn, là một trận so một trận đặc sắc. chương 1895, Mộng Trạm Thời Không cái gì đế tiên còn sống? Cái gì liên tiếp tam tràng thần phạt? Cái gì hơn 100 tôn thần bị diệt? Hôm nay tiên giới, đặc biệt náo nhiệt, phàm nhân ảnh căn cứ, như trà bầy tử quán, đều là ầm ý một phiến, lời nói làm cho nghị luận đấy, tất nhiên là thái thượng tổ địa kinh thế đại hốn chiến, gặp cái cục diện này, dù sao vẫn không thể thiếu một ít cái nói sàng, đạp ghế đặt cái kia đại phun đặc biệt phun, người vây xem từ không thiếu, đều ánh mắt sảng rỡ, vô luận tiền bối tiểu bối, đều cái gì cảm giác tiếc nuối thế nào sẽ không bắt kịp cái kia ra trò hay đâu không có bắt kịp không sao cả chào hàng trí nhớ tinh thạch đấy đi đầy đường đều là trong đó lạc ấn đấy đều là trận kia đại hỗn chiến hình ảnh khiếp sợ kinh ngạc thổn thức đi nơi nào cũng có thể nghe nói nhưng thế nhân hơn nữa là nghi hoặc ví dụ như thì minh là như thế nào phục sinh đấy ví dụ như vĩnh hằng thể vì cái gì không có gặp chế tài lại ví dụ như cái kia thần triều ra sao lúc khai sáng đấy không ai cho bọn hắn đáp án chỉ biết thần triều dưới đáy bao hàm dị thường cường hãn nhiều như vậy trí tôn bị đế tiên một cái tuế nguyệt sát gần như toàn quân bị diệt tiên giới lại muốn biến thiên rồi tiền bối trầm ngâm thần sắc ý vị thâm trường chuyện đó tiên giới rất nhiều người đều tại nói thần triều ngang trời xuất thế nhất định nương theo lấy chiến hỏa không nói cái khác liền nói đế tiên liền đầy đủ uy hiếp chúng thần rồi, tại tiên giới cái mảnh này địa giới, nếu không phải là cao nữa là trí tôn hạ tràng, ai dám cùng chi tranh phong A. Nàng như quyết định tâm tư chỉnh đốn cửu ra, có thể cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, trước kia bị chôn giết hơn 100 tôn thần, chính là máu chảy đầm đìa ví dụ. Quả thực, chúng thần cũng như chim sợ cành cong, không dám ngoi đầu lên, chỉ sợ bị người mời đi uống trà. Đó là một cái thật lớn châm chọc, ít nhất tại tiên giới chúa tể xem ra, đặc biệt buồn cười. Phải biết, chúng thần mặc dù liên tiếp gặp đả kích, có thể cái kia thế trận, vẫn như cũ rất khổng lồ, ba năm trăm tôn thần vẫn phải có, mạnh mẽ như vậy hung hãn thế trận, đẩy thần chiều đều không nói chơi, lại riêng phần mình ẩn núp, nhưng lại không có nửa phần đại chiến tâm tư, có tổn hại trí tôn uy nghiêm. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Như chúng thần biết tiên giới chúa tể suy nghĩ, hơn phân nửa sẽ có lớn như vậy mắng. Chế tài giả có thượng đế thị giác, có thể bọn hắn không có, đến nay cũng không biết thần triều ở đâu, đánh bậy bạ nơi nào. Mặc dù đại liên hợp, cũng có kình phong không chỗ sử dụng, cũng không được tìm chỗ giấu đi, sau cùng, cũng phải trước hết mời mấy tôn đại lão xuống, có thể chiến đế tiên cái chủng loại kia. Chí tôn thành, nhất phái tường hòa, triệu bân đám đã quy đến, phàm người tham chiến, cửu thành cửu trở lên đều bế quan. Một trận đánh chính là xinh đẹp, một trận chiến này cũng tàn tật không nhỏ, nội tình không tốt như tàng thiên, nghiễm nhiên đã bị đánh ních chỉ còn một luồng tàn hồn rồi, như hắn như vậy, thần triều là vừa nắm một bó to. Cũng may, không người bị diệt. Ta đã tiến dài bán thần, lần sau ra ngoài gây sự tình, mang lên ta. Lão phu sống rồi hơn 800 năm, vẫn là lần đầu thấy nhiều như vậy thần binh. Ta thần triều đã quật khởi, vẻn vẹn một trận chiến, liền đủ chấn nhiếp tứ hải bát hoang. Đám người cường hãn bế quan, nhưng không chút nào ảnh hưởng vui sướng bầu không khí rào rạt lại thêm tam tôn thần thiên đại việc vui a à, có thể không kích động sao lúc này mới vừa mới bắt đầu phía sau nhất định chả có nâng giáo phong thần tuyệt không phải không tưởng triệu ra ngọn núi triệu bân nhiễm nhiên mà đứng một thân một mình nhìn lên tinh không hoặc là nói hắn là dòm ngó càn khôn tiên giới càn khôn hắn tại chờ một cái vết nứt có thể làm cho hắn nhập thần giới vết nứt diệu ngữ cũng ở đây tĩnh đứng yên ở bên người của hắn cái này vợ bé không sai trước sau như một nhu thuận. Từ nhìn từ xa, đỉnh núi hình ảnh vẫn là rất lãng mạn đấy. So sánh với triệu công tử, triệu huyên cái kia cũng rất lúng túng, phong tình cổ thần cũng bế quan, hắn thì như một tên trộm, gión ra gión rén, tại rừng trúc ngoại, đổi tới đổi lui, chuyển chuyển, liền bị một cỗ nhu hòa chi lực ném đi ra ngoài, phong tình coi như cho triệu bân lưu lại chút mặt mũi. Không phải vậy, chắc chắn đánh hắn một cái bán thân bất toại, lại cho ngươi đặt cái này mù lay động. Triệu Bân. Trong đêm khuya có người kêu gọi, chính là Hắc Bạch Song sát Đồ Nhi tiểu tiên tử. Triệu Bân thu con mắt, xoay người không thấy, lại hiện thân, đã là một ngọn núi. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy cơ ngưng xương, tại dưới ánh trăng múa kiếm, không có có ý thức, tựa như mộng du ở bên trong, cái này cũng không có cái gì, chủ yếu là cái kia hình thái, có chút quái dị, xinh đẹp tóc dài như bị huyết nhiễm qua, một phiến đỏ thấm, còn có nàng nghi tâm, cũng nhiều một đạo biến hóa kỳ lạ mà cổ xưa bí văn. Tình huống nào, triệu bân nhìn thoáng qua tiểu tiên tử. Mấy ngày trước tựa như này, gọi bất tỉnh, tiểu tiên tử đạo. Mộng chi đạo cắn trả. Triệu bân lẩm bẩm lời nói, tế ra một tia nguyên thần chi lực, bay vào rồi cơ ngưng xương mi tâm. Xem qua, một phiến hỗn độn, hỗn độn ở bên trong, tựa như có một cái phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh. Hắn muốn dòm ngó, lại bị một cỗ thần bí chi lực ngăn lại, chẳng những đã ngăn được, hơn nữa, còn có một đạo lực lượng đáng sợ, đuổi theo hắn nguyên thần chi lực chém tới, dù là hắn nội tình cũng không khỏi một tiếng kêu đau đớn, giống như là đầu bị người gõ muộn côn. Hư vọng chi lực, Triệu Bân hai mắt híp lại, lông mi tùy theo hơi nhíu. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đó là một loại vũ trụ bên ngoài mới có hư vọng chi lực. Bực này lực lượng hắn cũng có, là năm đó trở về nguyên vũ trụ lúc, ngẫu nhiên đạt được. Chẳng lẽ lại, cơ ngưng xương đến cái vũ trụ này lúc, đã từng tại vũ ngoại lưu lại qua. Ngươi không có sao chứ, tiểu tiên tử gom góp đến. Không sao, triệu bân thuận miệng cách nói, vẫn đang trầm tư. Nàng kia, nên là không có gì đáng ngại. Triệu bân nói qua, tạm thời cầm cơ ngưng xương phong ấn. Hư vọng chi lực không phải cái kia bệnh căn, mộng chi đạo mới phải. Hắn thúc thủ vô sách, chờ đợi đế tiên tỉnh lại có lẽ có biện pháp. Nói đến đế tiên, dãy núi ở chỗ sâu trong, nhiều tuế nguyệt quang huy nở rộ, vẫn có dị tưởng diễn hóa, ảo diệu chính là đạo âm, tựa như một thiên tiên khúc, nghe tâm thần người ta hoảng hốt, bởi vì nàng đạo âm, không ít người đều có chỗ đốn ngộ, đặc biệt là tu thời gian chi đạo đám người kia mới. Đều mẹ nó có bị bệnh không? Cùng ta làm chi? Chính nhìn lên, bỗng nhiên nghe thấy hùng hùng hổ hổ âm thanh. Chính là vô đạo người kia, không hổ là đã làm chế tài giả đích nhân vật, khôi phục lực lượng chính là bá đạo, lúc này mới bao lâu, liền linh động rồi, ngoại trừ khí huyết có vẻ uể oải cái khác đã không cấu bệnh, hắn không phải một người, sau lưng vẫn đi theo một nhóm lớn lão gia hỏa, hơn nửa đêm ngủ không được, muốn tìm vô đạo hảo hảo tâm sự, tốt xấu là đã từng là tiên giới chúa tể, cao cao tại thượng, khó được như vậy tiếp đất khí, có thể không lĩnh giáo một phen ví dụ như đồ tết vấn đề. Vô đạo cũng là bị ẩm ý có chút phát hỏa, mới chạy tới tìm triệu công tử. Chỉ là, nhìn thấy cơ ngưng xương lúc, hắn hai mắt trong nháy mắt híp lại thành đường lối. Nàng tu mộng chi đạo, gặp không may cắn trả, có thể có biện pháp tỉnh lại. Triệu bân đảo, cái kia muốn xem nàng, mộng đi nơi nào rồi. Vô đạo nhéo nhéo Real mép, nhìn lại xem. Cái gì gọi là mộng đi nơi nào rồi, triệu bân nghe không hiểu ra sao. Nàng nghi tâm đạo này bí văn, ta từng tại một bộ sách cổ trong gặp qua. Có gì chú trọng, như không nhìn lầm, chính là lục thiên tộc chuyên trúc đồ đằng. Vô đạo trầm ngâm một tiếng. Lục thiên tộc triệu bân lại nhíu lông mày, từ nghe qua cái này cổ xưa trùng tộc, cùng tiên tông thủy tổ tử tại thiên, là một cái thời đại đấy, cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ tàn bạo, nghe đồn, này tộc từng xuất hiện chuẩn hoang thần, không biết vì sao không xuất đầu lộ diệt, phía sau bởi vì chiến hỏa, lục thiên tộc khí vận tận diệt, dần dần suy tàn, bị chúng thần liên hợp giết tới diệt tuyệt. Nàng, có thể là lục thiên nhất mạch truyền thừa chúng lão ra hỏa thử dò hỏi. Cũng không phải, nàng không lục thiên huyết mạch, tuyệt không phải này tộc hậu duệ Vô đạo nhẹ nhàng lắc đầu. Đã không phải hậu duệ nàng kiêm nghi tâm bí văn. Sở dĩ ta mới nói, xem nàng mộng đi nơi nào. Ý của ngươi là, nàng mộng đụng phải thời không chịu bân hỏi. Nếu không như thế, như thế nào đần độn u mê cùng lục thiên tộc nhắc lên quan hệ. Mộng chạm thời không mộng chi đạo như thế tà dị chúng lão gia hỏa phải sợ hãi ngạc nhiên. Đạo không mạnh yếu, đều xem tu giả, như kiếm đạo luyện đến mức tận cùng, nhất kiếm cũng có thể chém trở về 800 năm trước. Vô đạo lời nói ung dung nàng mới bao nhiêu niên kỷ lại đối với mộng đạo ngộ như vậy sâu sợ là không phải nàng bổn ý đánh bậy đánh bạ như lão phu đoán không sai nàng nên là nghĩ nếm thử tỉnh mộng cố hương làm sao trên đường gây ra rủi ro không để ý nhi đánh lên rồi thời không có thể hay không tỉnh lại triệu bân lần nữa hỏi tìm đế tiên nguyệt thần cũng được hai nàng đối với thời không cũng rất nhiều lĩnh hội đương nhiên để cho vân yên thử một lần cũng chưa hẳn không thể trung quy mộng chi đạo là căn nguyên Ta đây được trước khuyên bảo ngươi một phen, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ để Vân Yên nhập nàng mộng cảnh, nói không chừng hai người cùng nhau đi ném đi. Thật có lỗi, hôm nay một chương. Chương 1896, lại đến vết nứt. Trước tạm phong ấn, chờ đợi đế tiên tỉnh lại lại nói. Vô đạo lướt nhẹ qua thủ, lại cho cơ ngưng xương ra chỉ một đạo cấm chế. Triệu Bân hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đừng ra biến cố mới tốt như cơ ngưng xương tại hắn cái này có một sơ suất, Diệp thần không nỡ mắng chết hắn a. À. Đừng nhìn, đi theo ta. Vô đạo cũng không quản triệu bân có nguyện ý hay không, kéo liền đi. Tại chỗ một đám lão ra hỏa, từ cảm giác mất mặt, dồn dập thối lui. Chỉ có tiểu tiên tử, vẫn đặt cái kia trông coi, đêm dài vắng người, trung quy lầu bầu một câu, ngươi vì cái gì không phải nam tử. Triệu bân cùng vô đạo một trước một sau, ra thần minh hải. Đến mức hướng đi, triệu bân không biết chỉ biết vô đạo muốn đưa hắn một trận cơ duyên cái này vô đạo trước kia từng nói qua như chế tài giả có thể nhìn tận tiên giới nơi nào nơi nào có bảo vật liếc mắt một cái có biết ngươi ở vị lúc không ít cầm a triệu bân hỏi nhìn xem là được cầm không thể vô đạo nói qua vẫn dựng lên một ngón tay chỉ chỉ phiêu miểu triệu bân hạng gì cơ chí tự biết vô đạo nói là thượng thương đối với hạ giới chúa tể ắt có rất nhiều ước thúc ví dụ như tản mát thế gian bảo vật, tuyệt đối không thể bằng tự thân tiện lợi đi lấy. Làm ký hiệu, thoái vị phía sau đến lấy triệu bân sờ lên cái cằm. Thượng thương cũng không ngốc, sớm có cấm chế, thoái vị phía sau, có chút trí nhớ, đặc biệt là liên quan đến bí mật những cái kia, hơn phân nửa sẽ tiêu tán, ân. Nói cho đúng, là bị xóa đi. Cái kia ngươi đưa cơ duyên của ta. Làm chủ tể phía trước, ta từng ngộ nhập một chỗ bí cảnh, làm sao đạo hạnh thấp kém, có thể ngộ nhưng không thể cầu vô đạo đổ một ngụm rượu, thoái vị trước, ta từng xem qua, cái kia đồ vật vẫn còn ở. Cuối cùng cái gì, triệu bân tò mò hỏi. Một quyển sách, sách, độn giáp thiên thư, vô đạo không giấu giếm. Độn giáp thiên thư triệu bân nghe thấy chi, lông nghi trong nháy mắt thiêu lão cao. Là bảo bối A, à, vô đạo vuốt vuốt tròm dâu, sống lưng đĩnh tạc thẳng tắp. Nguyệt thần từng nói, chỉ tập hợp đủ độn giáp thiên tự, mới có thể gọi ra độn giáp thiên thư, Triệu Bân chậm rãi nói, dứt lời, hắn vẫn mắt liếc vô đạo, còn kém đến một câu, người nhà lắc lư ta a. À. Đừng nghe nàng mù phấp phới, lão phu từng đã làm chúa tể, không thể so với nàng thấy rõ. Chiếu ngươi nói như vậy, nhà ta Tú Nhi vẫn đã làm thiên đạo đâu như thế nào tính đều so ngươi đại nhất cấp. Đừng quan tâm những chi tiết kia, vô đạo ha ha cười một tiếng. Triệu Bân chẳng muốn lại nói, dứt khoát khoanh chân mà ngồi, trầm liếm tâm cảnh. Phạm giới, sơn xó. Hơn nửa đêm ngủ không được chút không, rất có nhàn hạ thoải mái, lại đặt cái kia câu cá. Hắn là cái không chịu cô đơn đích nhân vật, câu cá lúc, cũng không quên kêu gọi tiên giới vị kia. Tới rồi, tiên giới chúa tể cũng không đáp lại, ngược lại phiêu miểu hư vô, đột nhiên có lôi minh chợt nổi lên. Chúc không nghe chi, lông nghi hơi nhíu, vẫn vô thức hoàn nhìn bên thân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đại càn khôn đang từ trên người hắn chậm rãi rút đi đồng nhất trong nháy mắt tiên giới chúa tể cùng minh thần đều xéo con mắt có thể cảm thấy càn khôn thay đổi tiên giới chúa tể cũng may minh thần thần thái liền đặc biệt quái dị thời hạn còn chưa tới a à. cái này tiểu muốn đem người lột rồi thượng thương quả nhiên là thượng thương không án lẽ thường ra bài một đêm này chúc không cũng đã trúng thiên đạo xét đánh sắp sửa thoái vị thượng thương cũng không được thanh toán một phen sao hắn sớm có giác ngộ ngày xưa vô đạo chính là vết xe đổ Triệu Bân cùng vô đạo lại hiện thân đã là một phiến tinh không. Nơi đây có phần hoang vắng, chưa nói sinh linh cổ tinh, liền nửa khối thiên thạch cũng không trông thấy. Triệu Bân cầm tinh không đồ khẳng định chưa từng tới cái này. Đến chưa từng tới đều không quan trọng, quan trọng là cơ duyên. Hắn như một cây cây lao, sử tại đó nhìn lại xem, tới rồi cũng không phát hiện càn khôn. Cái này chim không ỉa phân địa giới sẽ có bí cảnh. Là cái này a? À so sánh với triệu bân, vô đạo liền đặc biệt bận rộn rồi, cầm lấy một cái là bàn, đông tây nam bắc chạy tới chạy lui, trong lòng còn không miễn có chút phiền muộn, làm chủ tể vẫn có chỗ tốt, chỉ ít có thượng đế thị giác, không giống lúc này, rõ ràng sớm biết nơi đây giấu giếm lấy cản khôn, nhưng chỉ là tìm không được. Thử một chút cái này. Triệu bân nói qua, ném đến rồi một vật. Đúng là phổ thiên thần kính, từ thủy thần cái kia mượn tới đấy. Cái đồ vật này, cơ bản không cái gì lực sát thương, nhưng tìm càn khôn là nhất tuyệt. Có cái này đồ tốt, người không sớm lấy ra. Vô đạo quán nhập thần lực, thúc dục thần kính thẳng vào cửu thiên. Lộng lấy quang huy, tùy theo nở rộ, chiếu rọi cái mảnh này tinh không. Giấu giếm càn khôn, ngay tại chỗ bị tìm ra. Đó là một đạo tựa như như ngầm phát hiện vết nứt, liền bãi trong tinh không, chừng trăm trượng khổng lồ, có thần quang thong thả, có hỗn độn sắc thái lung chiều, trừ này, chính là một cỗ hủy diệt chi ý, tiên phàm vết nước triệu bân một tiếng kinh ngạc. Đúng vậy, vô đạo cười cười. Cái này chính là người nói bí cảnh triệu bân xéo con mắt hỏi. Chưa đủ bí ẩn sao? Đủ. Độn giáp thiên thư đang ở bên trong. Vô đạo cực kỳ chắc chắc. Tiên phàm vết nước ta đi qua, không gặp cái gì thiên thư a à. Triệu bân nhìn lại xem. Vết nước có rất nhiều, không phải cái nào đều có bảo bối đấy. Vô đạo lời nói ung dung. Thêm kiến thức, triệu bân thổn thức sau đó mới bổ rồi nửa câu sau ta rất muốn biết năm đó ngươi nhập tiên phàm vết nứt làm sao ra tới đấy có người tiếp dẫn ra tới lăn lộn đấy ai còn không có điểm tuyệt chiêu đặc biệt a à? vô đạo nói qua tế ra một đạo phù chú như lạc ấn bình thường sáp nhập vào hư vô xong hắn mới lôi kéo triệu bân vào vết nứt siêu triệu bân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái lại mở con mắt đã là một phiến sa mạc hắn đi qua tiên phàm vết nứt là một phiến thương hải, điểm ấy có rất lớn khác biệt. Giống nhau chính là, sa mạc phần cuối, cũng là một phiến hỗn độn, thấy không rõ hư thực. Chờ một chốc chốc lát, đợi ta tìm xem, vô đạo lại sách ra hắn la bàn. Coi chừng, triệu bân nhanh chóng như kinh hồng, lôi kéo vô đạo một bước phi thân phía sau chạy. Hai người vừa đi, liền thấy một đạo ma quang trên trời đánh xuống, chảm cát vàng phi đáng. Nhìn kẻ đánh lén, là một cái mơ hồ bóng người, trông coi vặn vẹo không chịu nổi bên thân sát khí cuồn cuộn thiên ma vô đạo hai mắt híp lại cũng lông mi hơi nhíu hắn thoái vị trước từng xem qua không thấy thiên ma a à. triệu bân thần thái cũng không phải đẹp mắt bởi vì này tôn thiên ma là hàng thật giá thật chuẩn đế thần chuẩn đế thần tại tiên giới có lẽ không có gì nhưng ở chỗ này liền khác thì đừng nói tới rồi tiên phàm vết nứt không càn khôn áp chế đấy chuẩn đế thần chính là chuẩn đế thần năng động toàn lực vĩnh hằng thể, khí huyết quả thực tươi đẹp. Thiên ma ô cười, từ hôn ám trong đi ra, không nhìn rồi vô nói, chỉ nhìn triệu bân, trong mắt nhiều nóng bỏng quang huy, lúc nói chuyện, vẫn liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi, như tựa như một đầu ác lang, nhìn chằm chằm vào một cái tiểu cừu non. Ô, ô, n, g. Triệu bân không lời thừa, thuận tay sách ra ác thần chiến mâu. Vô đạo cũng là như lâm đại địch, tế ra rồi bản mệnh thần khí, là hắn nghĩ đơn giản, không nghĩ tới cái này có chuẩn đế thần, Sớm biết như thế, liền để cho Triệu Bân đem thi thần nhất khối mang tới đây. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, thao thiên ma chướng cuồn cuộn mà đến. Không gặp áp chế chuẩn đế thần, bước cách chính là viên mãn, mỗi một luồng ma chướng cũng như sơn trầm trọng, chỉ là khí chàng đều đụng Triệu Bân cùng vô đạo đứng không vững. Chương 1897, hủy diệt a. Xác định, Triệu Bân vừa quát âm vang, tế ra hồng mông chi hải, ngăn lại thiên ma sát khí vô đạo thì thúc giục bản mệnh thần khí mở ra rồi một đạo tinh hà bổ ra rồi ma chướng hải dương xem thường bọn ngươi rồi thiên ma sâu kín cười một tiếng nhặt rồi hai đạo ma khí ma khí một hóa kiếm quang một hóa đao mang cách không chém tới siêu triệu bân một cái thuấn thân tránh khỏi kiếm quang giết tới thiên ma thân trước hắn không lưu thủ mở công chính là sát sinh đại thuật, một mâu thẳng đâm thiên ma đầu lâu. Sau đó, chính là âm vang một thanh âm vang lên, hắn đỉnh phong nhất kích, lại chưa phá khai thiên ma phòng ngự. Diệt! Vô đạo tránh thoát đao mang, đăng thiên mà lên, lăng không chính là nhất kiếm. Vẫn là đương đương chi thanh âm, hắn nhất kích, cũng như bổ vào bảng thép lên. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng thiên ma hừ lạnh, một cái đại đập bia thủ, vung mạnh lật ra triệu bân cùng vô đạo, phía sau, còn có lưỡng sợi kiếm khí, đuổi theo chém tới. Oanh! Triệu bân thông suốt xác định thân, vũ động chiến mâu, đánh tan rồi kiếm khí. Vô đạo sẽ không như vậy may mắn, chân trước vừa đứng vững, chân sau liền đã trúng thiên ma kiếm khí, cánh tay phải bị chảm lạc, trông coi miệng vết thương, ánh sáng âm u lóe lên, cực tấn hóa diệt hắn chi thần lực. Tốt một thanh đế thần binh, thiên ma khóe miệng hơi vỉnh, như một tôn quân vương, sừng sững cửu thiên. Theo hắn dứt lời, cái kia sau lưng có một vòng màu đen thái dương, từ từ bay lên. Thái dương ô hắc, dương quang từ cũng sẽ không trắng rồi, đó là không khác biệt chiếu dọi thiên địa. a à, triệu bân một tiếng kêu đau đớn, bị ánh mặt trời chiếu, chính là đã trúng thiên ma pháp tắc. Ma này đạo, quỷ dị phi thường, pháp tắc cất dấu đáng sợ hủy diệt chi lực, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền hủy hắn khí huyết, liên đới bản nguyên cũng gặp ảnh hưởng đến, nhiễm lên rồi ban bác chi sắc. Liền hắn cũng như này, càng chớ nói vô đạo rồi, vừa rồi thở một ngụm nhi, lại là một bước lảo đảo, dương quang phổ chiếu, hóa giết hắn chi thần ánh sáng, bị chảm cánh tay đều không thể cải tạo. Tuyệt vọng sao thiên ma hí ngược cười một tiếng, toàn cảnh là nghiền ngẫm. Tuyệt vọng con em ngươi, triệu bân một tiếng mắng to, sách mâu sát nhập vào cửu thiên. Tính tình ngược lại cương liệt, thiên ma một tay đè xuống, che trời đại ấn cái rơi. Cấm, vô đạo trong lòng một quát, thi triển phong cấm chi pháp đừng nói, hắn thật sự phong rồi thiên ma nửa cái trong nháy mắt. Cái này là đủ rồi. Triệu bân đã giết tới, một mâu xuyên thủng rồi che trời đại thủ. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn vẫn diễn xuất rồi vĩnh hằng vương tỏa, táng thế thần quan cùng tang thần chung, đối với màu đen kia thái dương, đến rồi cái tam liên đụng, cứng rắn cho cái kia đụng phải cái băng diệt. a à, lần này, đổi thiên ma kêu rên rồi, gặp không may thái dương cắn trả. Hắn là chân đánh giá thấp hai người này, Tu vi không cao, bổn sự ngược lại không nhỏ. Đại La Thiên Thủ, Triệu Bân đạp thiên mà đến, năm ngón tay đại ấn ầm ầm rơi xuống. Thiên Ma toàn cảnh là khinh miệt, nhất chỉ hướng lên trời chọc lấy đi lên. Đừng vội, còn chưa xong. Đại La Thiên Thủ rơi xuống trong nháy mắt, Triệu Bân triệu hoán thủy tổ hư ảnh. Có này gia trì, cái kia trưởng uy trong nháy mắt hơn nhiều một cỗ to lớn hào hùng chi lực. Thiên Ma vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất chỉ như chọc lấy sắt đá ngay tại chỗ nứt đoạn, chờ đợi đại thủ rơi xuống lúc, dù là hắn nội tình, đều bị áp một bước không có đứng vững, mà cốt nổ nát vụn không thiếu. Chanh, tốt như vậy cơ hội, vô đạo như thế nào bỏ qua, nhất kiếm như kinh hồng, vắt ngang cản khôn. Lại là một đạo huyết quang, thiên ma lồng ngực, bị hắn nhất kích đâm ra một cái huyết lỗ thùng. Tốt, rất tốt, thiên ma nhe răng cười, lôi đình tức giận, ma chướng tịch thiên cuốn địa phương. Triệu bân cùng vô đạo đều bị nuốt hết, lại bị đánh thiên ma pháp tắc. Hủy diệt A. À. Thiên ma con người màu đỏ tươi, mở ra năm ngón tay, mãnh liệt nắm thành quyền đầu. Đúng là hắn hành động này, cái kia ma chướng chi hải, giấy lên ô hắc liệt diễm. Phốc. Vô đạo nhục thân, bị trong khoảnh khắc đốt diệt, nguyên thần cũng trầm nhập ma hải. Triệu công tử ngược lại kháng đánh, có thể cái kia tiên khu đã trúng liệt diễm, cũng hủy nửa bên. Cái này không phải chân chính hỏa, vẫn là thiên ma pháp tắc, chỉ bất quá, lấy hỏa hình thái hiện ra, hắn tu hủy diệt chi đạo, thiêu đốt ô OH hắc liệt diếm, chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Phá! Triệu Bân lấy chiến chi đạo pháp tắc, ngưng luyện thành kiếm, vẫn ra trì hư vọng chi lực. Hắn nhất kiếm tung hoành cửu thiên, cũng hủy thiên diệt địa, cưỡng ép bổ ra rồi ma trướng hải. Chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh. Thiên ma trao lên lông mày, từ triệu bân đích đạo chung, nhìn ra rất nhiều pháp tắc, có thời gian, có không gian, có luân hồi, có tạo hóa, nghiễm nhiên một cái món thập cẩm bị chiến chi đạo một nồi hầm cách thủy rồi. Khó có thể tưởng tượng, liên quan đến như vậy nhiều lĩnh vực, gia hỏa này lại không tẩu hỏa nhập ma. Càng là như thế, hắn vượt qua hưng phấn, chờ đợi bắt vĩnh hằng thể, chờ đợi tới đồng hóa, cái kia cảm ngộ, cũng sẽ là hắn đấy, còn có cái kia huyết mạch bản nguyên, cũng sẽ thành hắn ma chướng chất dinh dưỡng. Nghĩ vậy, hắn không lại che giấu, trực tiếp mở đại. Thấy hắn vung tay vung lên, một khẩu huyết sắc đại trung diễn hóa mà ra. Vừa gặp triệu bân đánh tới, khó ngăn chặn uy áp, ngay tại chỗ bị đại trung bao lại. Trong đó, sấm sét vang dội hủy diệt pháp tắc, cũng là sen lẫn bay múa. Triệu bân, vô đạo cũng thoát ly ma chướng hải, tế ra nguyên thần kiếm, nghênh không bổ tới. Thiên ma xem cũng không xem, chỉ tiện tay một trường, liền đánh tan rồi nguyên thần chi kiếm. Liền nhiều đây, vô đạo vẫn như cố tử chiến không lùi, hao tổn thọ nguyên, dẫn rồi một đạo lôi đình. Này lôi là pháp tắc, thật liền vạch tìm tòi thiên ma phòng ngự, đánh nát rồi xương vai của hắn. Cút, thiên ma một tiếng hét to, lại là một cái đại đập bia thủ. Vô đạo bị thương, một cái nguyên thần chi lực, phun khí phách chắc lậu. Hắn không phải thiện chiến đích nhân vật, đối địch chuẩn đế thần, chỉ ai hành hạ phần. Luyện, thiên ma một tiếng khẽ quát, muốn đem vây hãm đại trung triệu bân, cưỡng ép luyện hóa. Hắn có cái này vốn liếng, chuẩn đế thần tu vi, chính là hắn lớn nhất dựa vào. Luyện đại gia ngươi, triệu bân chửi ầm lên, sau lưng có cự môn mọc lên mà ra. Vĩnh hằng chi môn mở cửa, vĩnh hằng quang huy, tồi khô lạp hủ. Nếu không thì thế nào nói tối cường công phạt, thật là tốt sử dụng, nhất kích liền cho đại trung, đụng ra cái đại động, liên đới sừng sướng hư vô thiên ma, đã trung cắn trả, cũng bị chấn đạp đạp lui về phía sau. Ăn ta một mâu, triệu bân như dao long vọt người mà ra, một côn đập vỡ thiên ma đầu lâu. Vô đạo mặc dù trạng thái không tốt, nhưng là cống hiến một phần lực, đó là tam đạo kim sắc phù chú, như tam đạo ánh sáng sông tiêu mà lên, chui vào rồi thiên ma khí lực, hủy cái kiên nửa bên ma thân. a à, không còn đầu lâu, không chút nào ảnh hưởng thiên ma gào thét. Hắn đã không phải tức giận, lúc này đã bị đánh đích phát hỏa. Hắn chi hỏa khí, đều hóa thành hủy diệt, vẫn là như vậy quét sạch thiên địa. Vô đạo đẫm máu, nguyên thần suýt nữa bị chấn diệt, triệu bân cũng đẫm máu, như một quả nhúm máu thiên thạch, trên trời rơi đập, đã trúng hủy diệt, vừa rồi cải tạo khí lực, lại một lần nổ tung. Bước ta mở đại, rơi xuống ở bên trong, triệu bân lấy bản nguyên vì cung, lấy chiến tri đạo vì tiến, nghịch thiên bắn lên. Pháp tắc công phạt, quả thực bá đạo vô cùng, cái này một mũi tên, trực tiếp bắn diệt thiên ma tàn khu. Không còn nhục thân, thiên ma bước cách chợt hạ xuống, đầu vẫn ông ông một phiến hắn là bị đánh buồn bực, chuẩn đế thần khu A. Còn có thể bị bán thần hủy. Nghĩ cái gì đâu. Vô đạo một tiếng gào to, thuận tay quăng ra rồi một cái túi đựng đồ. Chiến lực không tốt, trạng thái không tốt, hắn cũng học nổi lên thủy thần đấu pháp. Cái gì đấu pháp lặc, ném đồ vật, túi chữ vật phút chốc nổ tung, như mọc thành phiến phù chú bay ra, đều là thần phù. Trưa nay, chính là bí khí pháp bảo, như từng khỏa tinh thần, đều nở rộ quang huy chương 1898, nguy hiểm thật nơi nào. Oanh, phanh, đầy trời thần phù nổ tung, nổ thiên ma lảo đảo không chỉ. Chờ đợi bí khí pháp bảo tự bạo lúc, lại oanh đầu hắn choáng váng hoa mắt. a à, thiên ma gào thét, chờ lửa giận ngập trời. Đường đường chuẩn đế thần, lại bị chỉnh như vậy chật vật. Gọi, ta cho ngươi gọi, vô đạo một tiếng thầm mắng, lúc này chắp tay trước ngực, tách rời. O, O, N, G theo vô đạo rứt lời liền nghe ô ô n g một thanh âm vang lên đó là một khỏa ma châu từ thiên ma thể nội bay ra a à, không đúng nói cho đúng là bị vô đạo tách rời ra tới đấy triệu bân thấy khe hở cắm châm một mâu tương ma châu vùng mạnh bay đến lên chín từng mây a à, bản mệnh thần khí bị tách rời thiên ma bước cách lại hàng bản mệnh thần khí chịu trọng thương lại là một cái đại cắn trả bọn ngươi đúng là đáng chết thiên ma phẫn nộ gào thét lại hóa thân đã thành một chương quỷ kiểm cái này quỷ kiểm đại a à, cầm thiên không che một phiến hôn ám chờ đợi triệu bân cùng vô đạo ngửa mặt lên trời nhìn lên chính gặp quỷ rồi mặt mở ra miệng lớn dính máu hai người cũng không có đứng vững đều đã trúng đáng sợ thôn vệ lực bị một cái nuốt nhập ma miệng chính là một mảnh hắc ám thế giới cùng tận sức nhìn cũng nhìn không thấy phần cuối thiên ma dị không gian Triệu Bân cùng vô đạo đều lẩm bẩm lời nói, cưỡng ép đứng vững vàng gót chân. Hai người nói lúc, trong bóng tối lại giấy lên liệt diễm, vẫn là hủy diệt chi đạo liệt diễm. Tới một đạo đấy, còn có thiên ma ô cười, như từ trong địa ngục truyền đến, âm trầm đáng sợ. Cười thật buồn nôn, triệu công tử hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt mở quang minh thân. Đốn đấy, hắn khí lực như kiêu dương, quang mang vạn đạo. Chính quan sát hắc ám thiên ma, tức thì bị lung lay mắt hắn một tiếng này kêu rên không quan trọng thiên ma dị không gian một hồi lay động không gian lay động cũng không quan trọng hắc ám thế giới lộ ra một tia kẽ hở mở triệu bân cùng vô đạo cùng kêu lên lãnh quát hợp lực thúc giục ác thần chiến mâu đế thần binh chỉ uy cực tấn hồi phục cho hắc ám đánh ra một đạo quang minh phốc dị không gian bị phá thiên ma toàn bộ người cũng không tốt rồi nguyên thần thể suýt nữa nổ tung tốc độ ánh sáng Triệu Bân cùng vô đạo đã vọt người mà ra, một trái một phải, liên hợp công phạt. Chuẩn đế thần thì như thế nào, đã trúng đau, cũng là toàn thân đau đấy. Vô đạo công phạt, có lẽ hời hợt, nhưng Triệu Bân sát sinh đại thuật, liền tắc kinh khủng, thêm với đế thần binh nơi tay, uy lực càng sâu, sinh sinh quấy nát rồi thiên ma nguyên thần. Đến lúc này, ầm vang âm thanh mới trôn vùi, chỉ còn thiên ma kêu rên. Hắn đi rất không cam lòng, lại bị lưỡng con kiến nhỏ tiêu diệt nguy hiểm thật nơi nào vô đạo thở dài một hơi đặt mông ngồi tại đó triệu bân cũng một bước lay động bụng lấy lồng ngực miệng lớn ho ra máu cái này tôn chuẩn đế thần hiển nhiên đạo hạnh không được tốt nếu không thì hắn cùng với vô đạo cũng phải gãy ở chỗ này ô ô đột nhiên đấy trong thiên địa cuồng phong gào thét cát vàng như sóng biển quét sạch triệu bân trái phải hoàn xem mới thấy dưới sa mạc khác thường vật leo ra điểm ấy cùng hắn đi qua tiên phàm vết nứt cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cái kia có tà túy, bên này có ác linh, hơn phân nửa cũng là cách một đoạn thời gian, liền sẽ chạy đến tản bộ. Vô đạo từng lại tới, không cái gì ngạc nhiên, trực tiếp mắng lên, cút trứng. Đừng nói, ác linh thật nể tình, một phiến tiếp một phiến đấy, lại rút về lòng đất. Đuổi theo, quát lui rồi ác linh, vô đạo khập khiếng mở ra rồi bước chân. Triệu bân lau khóe miệng máu tươi, tùy theo đuổi theo, một đường đều tại hoàn xem thiên địa phương. Tại đây thiên, tựa như choáng rồi một tầng vân màn, hôn ám không ánh sáng, ngoại trừ cát vàng cái gì cũng không có. Kỳ dị chính là sa mạc phần cuối hỗn độn, nhiều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Khoảng cách tới gần, còn có thể được nghe thấy nói âm, nghe tâm thần hắn thong thả. Độn giáp thiên thư ngay tại hỗn độn trong, vô đạo chỉ phía xa rồi một phương. Lấy người năm đó đạo hạch, cầm không đi triệu bân theo miệng hỏi không phải cầm không đi, là nó không theo ta đi. Vô đạo một tiếng ho khan. Đây cũng là mới mẻ, một quyển sách còn có thể có linh trí không thành triệu bân nhíu mày. Người đừng không tin, cái kia đồ vật tà dị đây vô đạo vuốt vuốt tròm dâu nhỏ, ta tại vị lúc, từng không chỉ một lần nghiên cứu, nó đâu chỉ có linh trí, vẫn ẩn núp to lớn thần lực, cùng vũ trụ bản nguyên, còn có chút có lẽ liên lụy, cực kỳ cường hãn. Như thế, ta ngược lại thật muốn gặp mặt. Triệu bân đổ một ngụm rượu, đi theo vô đạo vào hỗn độn sau đó liền nghe bịch một tiếng triệu công tử một đầu ngã tại đó hoặc là nói hắn là đã trung áp lực cường đại trực tiếp bị đè sắp rồi nhìn vô đạo thì chuyện gì không có bởi vì lão tiểu tử kia sớm có chuẩn bị tế gia thủ hộ chi quang cũng chống lên rồi bản mệnh thần khí song trọng phòng hộ mới khiêng ở uy áp. người nhà không mà nói a à, triệu bân bò lên sắc mặt hắc cực độ lớn tuổi não dưa liền không dùng được rồi Vô đạo vỗ vỗ cái ót. Người cái này không phải không dùng được, rõ ràng hư mất, ta cho ngươi tu tu. Triệu bân tặc tự giác, mang theo chiến mâu, đón đầu chính là một côn, đập đập vô đạo lưỡng mắt ứa ra kim tinh nhi. Cái này, triệu công tử tâm tình tốt hơn nhiều. Ngược lại vô đạo, phía sau một đường đều tại rụi mắt. Vô nghĩa về vô nghĩa, triệu bân ánh mắt, vẫn là rất sâu thúy đấy. Cái này hỗn độn, khác biệt trước kia hắn nhập qua đấy, vượt qua ở chỗ sâu trong đi, uy áp liền càng mạnh chờ đợi đầy đủ ở chỗ sâu trong liền đế thần binh chiến mâu đều ông ông thẳng run hai người càng là cất bước khó khăn người nào ra tới quá vô đạo vịn triệu bân dắt cuống họng một hồi kêu gọi triệu bân thì bốn phía dòm ngó tìm cái kia cái gọi là độn giáp thiên thư tìm được tìm được hai người liền nhìn thấy một ngọn núi cao vút trong mây thấp thoáng tại hỗn độn ở bên trong hình thái mơ hồ không chịu nổi có cổ xưa tang thương chi ý có to lớn hào hùng xu thế cái này chính là ngươi nói độn giáp thiên thư triệu bân vô thức ngửa đầu như cái đầu nhà quê bình thường nhìn xem cái kia không phải núi cao rõ ràng là một quyển sách mở ra cái chủng loại kia nói thực ra như vậy khổng lồ sách hắn là lần đầu gặp vẻn vẹn nhìn xem đều dọa người nhiều năm không thấy lại cao lớn vô đạo cũng ở đây ngửa đầu xem nói nhỏ không ngừng không có phản ứng a à. triệu bân thấp con mắt nhìn nhìn long uyên kiếm lên độn giáp thiên tự nếu thật thực độn giáp thiên thư độn giáp thiên tự nơi nào có không có phản ứng như vậy nghĩ đến hắn mở ra rồi bước chân đỉnh lấy đáng sợ uy áp từng bước một đi lên phía trước khoảng cách tới gần xem từ cũng rõ ràng cái kia đích xác là một quyển sách như núi nguy nga bản bản trọn vẹn đứng ở đó xéo xem cái kia bìa sách có thể thấy độn giáp thiên thư bốn chữ viết mạnh mẽ có lực người cái này đạo bản a triệu bân mang theo chiến mâu chọc chọc độn giáp thiên thư ngươi mới đạo bản cả nhà ngươi đều đạo bản độn giáp thiên thư đâu chỉ là có linh tính linh trí còn không thấp đầu mắng đặc biệt hăng hái mở mắng lúc cái kia trang sách vẫn rào rào tại lật qua lật lại có to lớn chi lực quét sạch đụng ngã lăn rồi triệu bân cũng đụng ngã lăn rồi vô nói xem không có lừa ngươi a à, vô đạo một hồi nhe răng trợn mắt hỏa khí còn không nhỏ triệu bân thổn thức toàn cảnh là mới lạ hắn không có xa hơn trước gom góp liền lập ở phía xa cùng tận sức nhìn nhìn xem, xem độn giáp thiên thư trang sách, phía trên có vẻ như không có chữ, cũng có lẽ có, chỉ bất quá hắn tầm mắt qua thấp nhìn không thấy. Ngươi nhìn cái gì? Độn giáp thiên thư mắng, lại lật động trang sách. Lần này, triệu bân có chuẩn bị, nắm chặt đế thần binh, mới chống được rồi to lớn chi lực xông tới. chương 1899, tiểu độn giáp. Đừng đặt cái này đợi rồi, ngoại giới phong cảnh càng tốt. Cốt trứng. Quên muốn nói với người rồi, ta tính khí không thế nào tốt. Cốt trứng. ngươi muốn như thế trò chuyện, cái kia chính là bước ta nổi đóa. Cốt trứng. tiên phàm vết nứt, hỗn độn ở chỗ sâu trong, không hài hòa lời nói, liên tiếp không dứt. Tất nhiên là Triệu Bân cùng vô đạo rồi, muốn lắc lừa độn giáp thiên thư ra ngoài, có thể cái kia to con, có vẻ như dầu muối không tiến, hai người bọn họ thì thầm hơn phân nửa đêm, đối phương liền hai chữ. Xéo đi. Lão phu bóp chỉ tính toán vô đạo nhéo nhéo dâu ria. Nó ngũ hành cần ăn đòn, triệu bân rất tự giác bổ rồi nửa câu sau. Làm, nói xong liền làm. Triệu bân không nói nhảm nữa, trực tiếp mở vĩnh hằng kim thân. Độn giáp thiên thư hình thể nguy nga, hắn kim thân, cũng là chống trời lập địa. Phong, triệu bân một tiếng lãnh quát, đại thủ trên trời cái rơi, ngón tay giữa nhiều bí văn lưu truyền. Độn giáp thiên thư ngược lại ổn một bức, không chút sức mẻ, chỉ trang sách rào rào lật qua lật lại nhân ra lật sách, là học tập, nó cái này lật sách, cái kia chính là long trời lở đất, lộng lấy kim quang quét sạch, mang theo cuốn to lớn hào hùng chi lực, nhất khích liền làm vỡ nát triệu bân đại thủ. Cấm, vô đạo đón đầu liền đuổi rồi đi lên, pháp tắc thành xích sắt khóa rồi độn giáp thiên thư. Không dùng được, thiên thư toàn thân run lên, vẫn là to lớn chi lực, khoảng cách liền đứt đoạn rồi xích sắt Chân áp, triệu bân tế ra hồng mông chi hải, trên trời cuồn cuộn hạ xuống thiên thư như tấm bia to bất luận hồng mông sóng biển thao thiên nó sừng sững bất động ta cũng không tin triệu bân ném ra ác thần chiến mâu cuồn cuộn tiên lực rót vào cực tẫn hồi phục thần uy vô đạo không có nhàn rỗi thần lực mãnh liệt cùng triệu công tử liên thủ thúc giục đế thần binh oanh ác thần chiến mâu ô ô n gờ động thần mang vắt ngang cửu tiêu hủy diệt chi lực bay múa thiếu làm ta sợ độn giáp thiên thư một tiếng gào to lật qua lật lại trang sách trên, lại hơn nhiều từng dãy cổ xưa văn tự, tuy là hư ảo, rồi lại kim quang nóng lánh. Bởi vì bọn chúng, thiên thư cũng thần huy lung chiều, như tựa như một đạo thủ hộ chi quang. Bang! Ác thần chiến mâu rơi xuống, rồi lại như đập vào bảng thép trên, sát ra một phiến ánh lửa. Độn giáp thiên thư chuyện gì không có, trái lại triệu bân cùng vô đạo, bị chấn miệng lớn ho ra máu. Còn có ác thần chiến mâu, cũng bị chấn lộn ra ngoài, đường đem làm một tiếng, chọc ở rồi hỗn độn trong thật kháng đánh a à. vô đạo một hồi lung la lung lay đau nhức nhè răng trợn mắt triệu công tử cũng không tốt đến đi đâu não dưa ông ông một phiến cốt trứng, vẫn là cái này hai chữ độn giáp thiên thư gào thét khí phách chắc lậu bước ta mở đại triệu bân là một cái không tin tà đích nhân vật oanh một tiếng đứng vững vàng o o n g cùng với một tiếng ẩm vang vĩnh hằng chi môn từ phía sau hắn mọc lên mà ra Chờ đợi cửa cửa mở ra, vĩnh hằng quang huy nở rộ, lực sát thương hủy thiên diệt địa. Thấy chi, độn giáp thiên thư run lên một cái, cũng không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Nó trang sách lại lật động, ở trên lại càng nhiều chữ cổ, vẫn là thủ hộ chi quang lung chiều. Luận công phạt, còn phải là vĩnh hằng chi môn, nhất kích oanh đã qua, độn giáp thiên thư ẩm ẩm ngã xuống đất. Có hy vọng, triều công tử tinh thần tỉnh táo, vô đạo cùng ánh mắt dạng dỡ, hai người một trái một phải, mang theo ra hỏa liền nhào tới. ầm vang, hôm nay phàm giới, lôi minh không ngừng. Nhiên, bực này âm thanh, không người nghe thấy. Đó là thượng thương chi lôi, là khiển trách chế tài giả đấy. Thật quá sức a à. chúc không cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là ngăn không được máu tươi từ khóe miệng chảy tràn. Như có người ở này, thấy chi nhất định run sợ, đã từng cao cao tại thượng phàm giới chủ tể, quá thảm rồi, nghiễm nhiên một cái tóc tai bù xù ác quỷ, hình tiêu mảnh rẻ, cảnh hoàng tàn khắp nơi, từng tiếng gầm nhẹ, phảng phất giống như gào thét, cũng dường như kêu rên. Minh thần trầm mặc, mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà tưởng tượng cái kia hình ảnh. Hôm nay chúc không, liền là lúc sau hắn. Tiên giới chúa tể cũng trầm mặc, tựa như đã có giác ngộ. Thường thường định ra quy củ, chính là biên soạn, cả gan vi phạm, bắt gặp khiển trách. Triệu bân cùng vô đạo ra hỗn độn lúc, là bò ra tới đấy độn giáp thiên thư đâu chỉ kháng đánh, vẫn không phải bình thường có thể đánh. Hai người bọn họ nan huynh nan đệ, đều là không may hài tử, bị đánh tìm không ra bắc. Cát vàng phi đáng, rồi lại ép không được hai người phiền muộn, đã từng là tiên giới chúa tể, đương đại nghịch thiên yêu nghiệt, sướng sờ bị một quyển sách, chỉnh đốn có chút hoài nghi nhân sinh. Vẫn là lỗ máng, liền lôi kéo đế tiên một khối đến. Vô đạo ỉu xìu không sót mấy đấy. Thật là trong truyền thuyết độn giáp thiên thư triệu bân thì nói thầm, nỗ lực hồi tưởng Nguyệt Thần đã nói. Siêu, hai người phiền muộn lúc, bỗng nhiên nghe thấy cửu tiêu lôi minh hiện ra. Nghe thấy chi, triệu bân vô thức ngửa con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo ánh sáng hoa thiên mà qua. Chỉ là tựa như như ngầm phát hiện, cũng là tang thương cổ xưa. Luân hồi chi lực triệu bân xem hai mắt híp lại. Lần này dù sao vẫn không có tính sai, vô đạo vẻ mặt thâm trầm. Người sớm biết hiểu triệu bân xéo con mắt hỏi ta tốt xấu đã làm chế tài giả, điểm ấy tầm mắt vẫn phải có. Vô đạo cười một tiếng. Cái thứ nhất tiên phàm vết nứt, thường cách một đoạn tuế nguyệt, liền sẽ có thời gian chi lực, lần này lại là luân hồi chi lực, những lực lượng này cuối cùng là ở đâu ra? Triệu Bân hỏi nghi ngờ trong lòng. Từ là đến từ đại càn khôn, Vô đạo lời nói ung dung. Chỉ ở vết nứt mới sẽ xuất hiện Triệu Bân thăm dò tính nói. Ngoại giới cũng có, chẳng qua là vô hình đấy. Lại thêm kiến thức mau mau nhanh nó đi ra vô đạo thúc giục rồi một tiếng tìm chỗ mèo rồi triệu bân thấy chi cũng thi triển bí pháp biến mất rồi khí lực nó chỉ tất nhiên là độn giáp thiên thư sợ là tại hỗn độn trong quá nhàm chán chạy đến tản bộ nó đã không phải sách hình thái đã hóa thành hình người chính là một cái bé con chỉ thành người bàn tay như vậy đại cùng trước kia nguy nga như núi điệu bộ thành tươi sáng rõ nét so sánh có ý tứ Triệu Bân sờ lên cái cằm, không tự giác giữa, vẫn nhớ lại Tiểu Vũ Linh, bởi vì lúc này độn giáp thiên thư, cùng Tiểu Vũ Linh có chút giống nhau, đều là cái Tiểu bất điểm, đều sinh thịt ục ục đấy. Như thế, gọi thiên thư một tiếng Tiểu độn giáp, nên là không cái gì mau bệnh. Nó như vậy hình thái, người có thể thấy được qua. Triệu Bân hỏi, có lẽ, khả năng, hơn phân nửa, gặp qua, vô đạo vuốt vuốt đầu, có chút mơ hồ. Triệu Bân không hỏi lại, hỏi cũng hỏi không ra nguyên cớ, đã từng là chúa tể sao, thoái vị phía sau bị lau rất nhiều trí nhớ, nên là cũng bao quát độn giáp thiên thư. Siêu, tiểu độn giáp đã như một đạo lưu quang, trùng thiên mà lên. Nó là ra tới ăn cái gì đấy, ăn chính là luân hồi chi quang. Thấy thế, triệu bân lại không khỏi nhớ tới hỗn độn long, cái đồ kia thích ăn thời gian chi lực, cùng vị này, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính là cái đạo bản, triệu bân trong lòng một câu hắn đối với Nguyệt Thần lời nói vẫn như cố tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chân chính độn giáp thiên thư, chỉ tập hợp đủ độn giáp thiên tự, mới có thể gọi ra. Đến mức tiểu độn giáp, án nó suy nghĩ, nên là sách cổ nhuốm máu thành linh. Đến mức độn giáp thiên thư bốn chữ, nên là tới nhiễm huyết có quan hệ. Là cùng không phải, bắt trở về nghiên cứu một chút, gặp mặt sẽ hiểu. Nghĩ vậy, hắn mãnh liệt chạy trốn ra ngoài, vô đạo cũng chẳng phân biệt được trước sau. Trước kia bọn hắn chiến chỉ là tiểu độn giáp, không phải là không có nguyên do, cái đồ kia tại hỗn độn ở bên trong, có thể sợ phụ ra, quật ngã nó so với lên trời còn khó hơn, bây giờ ra hỗn độn, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1900, luân hồi chi vũ. Lại muốn ăn đòn, mắt thấy Triệu Bân cùng vô đạo sát đến, tiểu độn giáp cầm nắm tay nhỏ. Đừng nói, nó cái này tức giận tiểu bộ dáng vẫn là rất đáng yêu đấy. Đáng yêu về đáng yêu, Triệu Bân cùng vô đạo là chiếu đánh không lầm đấy. Phong, vô đạo dẫn xuất thủ trước, vẫn là bản mệnh pháp tắc, thành xích sắt sen lẫn tung hoành. Tiểu độn giáp hỏa khí không nhỏ, quét sạch kim sắc quang huy, lại một lần đứt đoạn pháp tắc. Oanh, Triệu Bân một trường trên trời cái dưới một tay nắm lấy rồi tiểu độn giáp. Cái này đồ chơi nhỏ khí lực khá lớn, khoảng cách liền chống đỡ ra chói buộc cũng là cái này trong nháy mắt, nó lại hóa thành sách hình thái, cũng như trước kia như vậy nguy nga. Chờ đợi trang sách lật qua lật lại, toàn bộ thiên địa đều sấm sét vang dội, to lớn chi lực cuồn cuộn. Vô đạo một bước không có đứng vững, đụng phải một cái ngay ngắn, khí lực một hồi lốp bốp. A, à, triệu bân cũng kêu rên, bị chấn nghênh đón thiên lộn nhào. Luận chiến lực, tiểu độn giáp có thể so sánh hỗn độn long mạnh hơn nhiều. Thu, nhưng nghe thấy tiểu độn giáp một tiếng quát tháo, cầm hai người quấn vào trang sách. Triệu bân cùng vô đạo thế mới biết, này hàng trang sách, nội thành thế giới, liếc nhìn lại, kỳ quái, nên là nuốt quá nhiều luân hồi lực lượng, thậm chí giữa không trung thông thả quang hoa, đều che luân hồi sắc thái, tỉ mỉ lắng nghe, còn có thể nghe nói ảo diệu luân hồi đạo âm. Thật có ý tứ, hai người như lưỡng chưa thấy qua thế gian đồ nhà quê, cao thấp trái phải nhìn xem. Xem thôi, cơ bản có thể khẳng định, đó là một cái đồ giỏm, tuyệt không phải độn giáp thiên thư ngồi xuống tán gẫu một chút triệu công tử hô một tiếng. Không rảnh, tiểu độn giáp có đáp lời, nó cũng quả thực không rảnh, bởi vì đang bề bộn lấy thôn luân hồi chi quang, một chốc lát này, bầu trời đã xuống nổi lên luân hồi chi vũ, mỗi một giọt mưa thủy, đều là một luồng luân hồi chi lực, nó là đông tây nam bắc chạy tới chạy lui, ăn bất diệt nhạc hồ. Có thể động thủ đấy, bọn ta sẽ không nói nhau nhau rồi. Vô đạo tế ra bản mệnh khí, đối với một phương đụng tới. Cái này va chạm, cho người tiểu độn giáp, đụng chính là tráng váng đầu hoa mắt. Không chờ nó thở sâu, triệu bân liền một mâu vẽ ra rồi một đạo tinh hà. Xoẹt xẹt, trang sách bị vẽ ra một đạo một khe lớn. Hai người một trước một sau, chạy rồi ra ngoài. Tiểu độn giáp vẫn mơ hồ đâu như uống rượu say rượu, đặt cái kia lung la lung lay. Cấm, triệu bân triệu hoán độn giáp thiên tự, bố trí đoàn hư không, trực tiếp phong rồi tiểu độn giáp. Cái này, Toàn bộ thế giới đều an tĩnh rồi, để tránh vật nhỏ này chạy, hai người vẫn riêng phần mình thi pháp, chọn vẹn dùng hơn một nghìn đạo phong ấn. Chờ đợi tiểu độn giáp khôi phục thanh tịnh đã là trói gô. Hai người có bị bệnh không? Mặc dù bị phong lại, tiểu gia hỏa cũng nửa điểm không sợ. liền muốn tìm người tâm sự, đừng lớn như vậy hỏa khí. Triệu Bân ngồi xếp bằng tại đó, một tay mang theo tiểu độn giáp, nhìn tới nhìn lui, vô đạo càng chuyên nghiệp, cầm lấy một cái kỳ dị kính lúp như nghiên cứu lão ngoan đồng. Trò chuyện có thể, chờ ta ăn no rồi, tiểu độn giáp một hồi vung vẩy. Cái này là được rồi sao? Triệu bân cuối cùng buông xuống tiểu độn giáp, như trên cung cấp bình thường, cho người bày tại hư không? Thôn, tiểu độn giáp tia không chút khách khí, từng ngụm từng ngụm hấp thu luân hồi chi lực. Triệu bân thì sách bầu rượu, lẳng lặng ngửa mặt nhìn thương miểu, trận này luân hồi chi vũ, xuống quả thực tươi đẹp, vốn là hôn ám thiên, bị nhiễm tựa như ảo mộng, vốn là thê lương chi địa, bởi vì luân hồi nói âm, hơn nhiều từng trang từng trang sách tiên khúc, nghe chi, tâm thần thong thả. Không sai, vô đạo thu kính lúp, dứt khoát khoanh chân ngồi tại đó, tĩnh tâm lắng nghe nói âm. Triệu bân nửa bầu rượu vào trong bụng phía sau cũng hơi đóng hai mắt, yên lặng cảm ngộ luân hồi. Nói đến luân hồi chi đạo, hắn chi thể phách, đã có luân hồi chi quang lóe sáng. Tiểu độn giáp xem lông mi trao lên, nhìn triệu bân ánh mắt nhi cũng có chút quái dị một trận mưa, hạ đủ hơn phân nửa nguyệt. Mà phàm giới trận kia lôi, cũng bổ hơn phân nửa nguyệt. Thượng thương đối với phàm giới chế tài giả khiển trách, cuối cùng hạ màn. Cái này cũng tuyên bố rõ ràng, chúc không triệt để rút đi đại càn khôn, lại không là phàm gian chúa tể. Cũng như vô đạo, hắn bị não rất nhiều trí nhớ, thậm chí lôi đình chôn vùi phía sau hồi lâu, cũng không trông thấy hắn đứng dậy, cũng có lẽ là bị đánh quá thảm, thương quá nặng, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích cho đến một người đến hắn mới lung la lung lay bỏ lên người đến là một cái thiếu niên áo trắng con người hồn nhiên sạch sẽ hắn chính là bổ nhiệm mới phàm giới chế tài giả là một cái hàng thật giá thật phàm nhân thật là đầu óc căng gân a cái này là chúc không tâm lời nói chào hỏi chính là thượng thương tiên giới tuyển cái tiên nhân làm chủ tể hắn phàm giới càng thói xấu trực tiếp dùng phàm nhân đồng dạng thổn thức đấy còn có minh giới chế tài giả thật có chút không hiểu nổi thượng thương dụng ý rồi. Tiền bối, coi như nghỉ ngơi một chút. Thiếu niên áo trắng cười một tiếng, bàn tay nhỏ bé đặt ở Trúc Không đầu vai, giúp hắn chữa thương. Trúc Không cũng thấy được mở, lui vị, chính là tháo rồi xiềng xích, trong trong ngoài ngoài một thân nhẹ. Giúp một việc vừa vặn, Trúc Không ho một cái lão huyết. Cứ nói đừng ngại, thiếu niên áo trắng cười thiên chân vô tà. Đưa ta nhập tiên giới, Trúc Không nói rằng, lấy tiền bối tu vi, cần gì vãn bối đưa. Vậy ngươi ngược lại đem càn khôn cởi ra a à. Mới vừa lên bất luận, còn có chút không hiểu, thiếu niên áo trắng ha ha cười một tiếng, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua rồi tay. Đa tạ, chúc không cười một tiếng, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn vào tiên giới, đi là thần minh chuyên trúc thông đạo. Nhập tiên giới trong nháy mắt, hắn thích ý mút thỏa thích rồi một luồng linh khí. Đã bao nhiêu năm, trở lại cựu thổ, không nói ra được là cảm khái tháo rồi một thân xiềng xích, dễ dàng, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Như một lần nữa cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không lại đi làm chế tài giả. Đột nhiên đấy, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo một vòng cảm giác mát. Trúc không vô thức mở con mắt, cũng vô thức hoàn xem bốn phía. Nhìn một chút, cả người hắn liền bay ra ngoài, như một đảo ánh sáng, từ tinh không, một đường bay đến vũ trụ biên hoang. Người ra tay, tất nhiên là tiên giới chúa tể chọc ai cũng chớ chọc nữ nhân, đặc biệt mang thù. Trúc không tại phàm giới, nàng theo không kịp. Bây giờ, đến rồi địa bàn của nàng, cái kia được tính tính toán toán sổ sách. Vì thế, nàng đã đã làm xong gặp thượng thương khiển trách chuẩn bị. Người quan báo thư thù. Tinh không ở chỗ sâu trong, có chút không mắng to âm thanh. Tiên giới chúa tể nghe thấy, cũng là không phản ứng. Đúng, chính là quan báo tư thù, lại cho ngươi nhà đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng mà nàng, chính là kia cái phụ nữ đàng hoàng rồi, chúc không đưa nàng đồ tết, nàng vẫn thả mặc đâu. Nói phân hai đầu, đệ nhị tiên phàm vết nứt. Luân hồi chi vũ vẫn còn ở dưới mộng ảo ánh sáng, ánh đầy hôn ám thiên. Tiểu độn giáp ăn no rồi, chính ngồi sổm cái kia, xé rách khóa nó xích sắt. Đừng kéo, kéo không ngừng, vô đạo đã tỉnh, đang ngồi ở không trung hút thuốc. Đem ta thả, tiểu độn giáp khuôn mặt nhỏ nhắn, hắc thấu lược, ăn người tâm tư đều đã có nói với ta nói, người ở đâu ra? Vô đạo một mặt cười mỉm đấy. Trời sinh đấy. Nói dối cũng không tốt. Ta, ai? Tiểu độn giáp nói đến bên miệng, liền đột nhiên trở về con mắt, xem chính là triệu bân. Tới một đạo nhìn lại đấy, còn có vô đạo, hơn nữa con người vẫn híp lại thành đường lối. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì lúc này triệu bân, biến có chút quái dị, rõ ràng là một người, có thể trên người hắn, rồi lại chiếu ra rồi khác một đạo nhân ảnh, thấy không rõ chân dung, chỉ biết rất xa xôi, cũng rất cổ xưa. Chương 1901, Thần Minh môn, Tiên phàm vết nứt, luân hồi vũ sáng lạn. Triệu Bân ngồi xếp bằng trong đó, như một tôn vạn cổ không hóa pho tượng, không chút sức mẻ. Hắn có đốn ngộ, luân hồi tiên hoa, tại cái kia bên thân thông thả không tiêu tan, dần ra, còn có rất nhiều dị tượng diễn sinh, diễn đầy hôn ám thiên, trong đó, sông núi thảo mộc đều có linh tính, đủ loại cảnh tượng đều biến hóa vô tận cho thê lương, giao phó rồi khác quang huy. Ngươi thật luân hồi qua. Vô đạo lẩm bẩm lời nói, nhìn chăm chăm vào triệu bân nhìn lại xem, càng xem ánh mắt càng thâm thúy. Hắn tại vị lúc, cũng không thiếu nghiên cứu triệu bân, có một chuyện, đến nay cũng không làm minh bạch, cũng chính là vĩnh hằng đạo thể, thế nào chính là triệu bân hóa thân, vì giải tỏa nghi vấn mê hoặc, hắn còn dùng đại càn khôn thôi diễn qua, kết quả không được để ý, triệu bân trên người không có luân hồi dấu vết. Có thể lần này lại nhìn, Hắn bắt đầu hoài nghi mình trước kia phán đoán. Triệu Bân trên người chiếu ra đệ nhị đạo bóng người, che luân hồi sắc thái. Bực này tên vở kịch, nguyệt thần trên người cũng có, cửu thế thần thoại, quả thật luân hồi qua, vô luận xem nàng thứ mấy thế, cũng có thể mơ hồ trông thấy cái khác mấy cái luân hồi bóng dáng, đương nhiên, hình tượng này người bình thường nhìn không thấy, cần có cao nữa là tu vi, vẫn cần cao nữa là tầm mắt, chế tài giả từ có thể trông thấy, có thể hắn đã không phải chú tể, lại thấy không rõ nguyệt thần rồi cái này cũng được. Tiểu độn giáp cũng ở đây xem, mò xuống mong động tác rất tiêu chuẩn. Nó cái này chỉ lo ăn, căn bản liền không có lĩnh ngộ luân hồi. Đối với cái này, vô đạo nửa điểm không kỳ quái. Có siêu cao linh trí, không có nghĩa là thì có siêu cao ngộ tính. Chỉ nhất vị thôn luân hồi chi lực, có thể ngộ không ra luân hồi chi đạo. Oanh! Hai người nhìn lên, triệu bân trên người lại nở rộ quang mang. Lần này, không chỉ có dị tượng, còn có ảo diệu đạo âm. Vô đạo thấy chi, không khỏi có chút xấu hổ. Luận ngộ tính, hắn là thật không so được triệu bân. Tiểu độn giáp so với hắn tiến bộ, không lại xé rách pháp tắc xích sắt, cũng còn lại rồi bắp chân nhi, nhắm lại hai mắt, đem ngộ đạo dáng vẻ, bãi hữu mô hữu dạng, người cũng không thể chỉ cơm khô, được có truy cầu cao hơn, nó ăn no rồi, luân hồi chi đạo cũng phải ngộ một ngộ. Vô đạo nhìn sang, trực tiếp xem nhẹ. Chú ý của hắn điểm, vẫn như cố tại triệu bân cái kia. Kinh hắn nhiều phiên dò ngó, nhiễm nhiên đã kết luận. Người này, tuyệt đối luân hồi qua. Như thế, vĩnh hằng đạo thể sự tình, liền miễn cưỡng giải thích thông. Đạo thể không phải triệu bân hóa thân, mà là triệu bân trước nhất thế hóa thân. Sự thật có hay không đúng như hắn suy nghĩ, quay đầu tìm nguyệt thần vừa hỏi liền biết. Hắt xì, tiểu độn giáp nên là nhiễm phong hàn, thậm chí một nhảy mũi đánh chính là suýt nữa bị té nhào. Chờ đợi ngồi vững vàng, nó vuốt vuốt cái mũi nhỏ, là muốn mộ đạo kia mà, rồi lại không có đường nào. Kết quả là, nó nhảy tới triệu bân đỉnh đầu, rất tự giác ngồi tại đó. Vô đạo xem muốn cười, cái này tiểu hàng, cũng không ngốc, biết rõ nơi nào mát mẻ. Lúc này triệu bân, chính là một cây đại thụ, tại hắn tại đây hóng mát, là có thể cọ cả mộ đấy. Đừng nói, cái này chỗ đứng dễ dùng, tiểu độn giáp thật sự mở hiểu. Sơ vào luân hồi chi đạo môn đình, để cho cái này tiểu ngoạn ý mừng rỡ như điên. Có hy vọng. Vô đạo nhéo nhéo dâu ria, tặc xem tốt tiểu độn giáp. Hảo hảo tán gẫu một chút, khó tránh khỏi liền cùng bọn họ đi rồi. Đạo bản độn giáp thiên thư cũng là sách, có khảo cổ giá trị. Tiểu độn giáp lần ngồi xuống này, chính là 3 năm ngày. Trong lúc không thấy nó mở con mắt, tiểu lông mày cũng là một hồi nhíu chặt một hồi giãn ra. Ngộ đạo tựa như đi đường, không thể thiếu gập gành, có đốn mộ từ cũng có hoang mang. Lúc này tiểu độn giáp, chính là chỗ này giống như trạng thái, trong bóng đêm dò đi về phía trước. Trái lại triệu bân, cũng là bảo tướng trang nghiêm, một bộ dạng, không nói ra được yên ổn. Vô đạo môn nhi rõ ràng, Nguyệt thần đồ nhi, đã ở luân hồi đạo dọc đường càng chạy càng xa. Ngày thứ sáu, triệu bân đứng lên, như tựa như tại mộng du, bế con mắt đạp không mà đi. Luân hồi ánh sáng, tới làm bạn, đi nơi nào đều có đạo âm tại vang vọng. Tiểu độn giáp quả thực dính không thiếu ánh sáng, tỉnh lại thì cười không mặt mũi không có ra. Luận bức cách, vẫn là triệu công tử chói mắt, vô luận đi tới nơi nào, đều có dị tưởng tại xen lẫn, còn có cái kia đạo âm, chớ nói tiểu độn giáp rồi, liền vô đạo cái đồ kia, đều nghe nhập thần. Ngày thứ 9, triệu bân vào hỗn độn, lấy luân hồi chi lực, tạo một bộ khai thiên tích địa chi cảnh. Hắn chưa tỉnh, vẫn còn ở chìm đắm vào bên trong, nhưng mà vô ý thức, chỉnh vô đạo cảm thấy áp lực. Còn có tiểu độn giáp, xem ánh mắt của hắn cũng biến không thiếu. Nó cũng sợ, sợ triệu bân cái loại này phát ra từ linh hồn uy hiếp. Ngày thứ 9, triệu bân từng bước một lên như diều gặp gió, đang lâm rồi thương miểu nhất định. Hắn hóa thân thành một vòng nóng bỏng thái dương, ước vạn đạo quang mang phổ chiếu. Theo sau, hắn lại thành ngôi sao đầy trời, dạng dỡ quang huy trừ bỏ diệt hắc ám. Đệ thập ngày, Triệu Bân trở về bổn tướng, sừng sững với thiên tiêu, một thân một mình ngửa mặt nhìn phiêu miểu hư vô. Cùng tận sức nhìn nhìn, hắn tựa như có thể trông thấy một tòa môn, nguy nga cao to, cổ xưa xa xưa. Đó là thần minh môn, hắn thần minh chi môn, vượt qua, là được nghịch thiên phong thần. Hắn có tự mình biết rõ, muốn phong thần, vẫn cần một trận triệt triệt để để đại nhất bàn. Từ hư vô thu con mắt, hắn nội thị rồi khí lực. Lần này ngộ đạo, coi như là một lần tiểu lột xác luân hồi chi lực chui luyện nguyên thần, cũng ở đây rèn luyện nhục thân. Nguyệt thần từng truyền hắn luân hồi chi pháp, dùng chính là Đệ thập nhất ngày, mới thấy hắn từ trên trời giáng xuống, đã từ ngộ đạo trong khôi phục thanh tỉnh, vinh quang đầy mặt. Được rồi một phen đốn ngộ, cái kia hai con ngươi, càng lộ ra thâm thúy, vô tận đạo ý diễn hóa. Trận này cơ duyên còn tốt vô đạo đổ một ngụm rượu. Nhất định tốt, triệu bân cười một tiếng, hung hăng giãn ra khí lực hào hùng lực lượng toát lên, để cho hắn khí huyết, đều trầm trọng không thiếu. Phải cảm tạ vô đạo, độn giáp thiên thư không phải cơ duyên, luân hồi vũ mới phải. Nói đến độn giáp thiên thư, triệu bân liếc về phía rồi tiểu độn giáp, cái kia vật nhỏ ngược lại khắc khổ, vẫn đặt cái kia ngộ đạo, nhiều ngày lĩnh hội, rất có đạt được, luân hồi quang hoa tại cái kia bên thân bay múa. Có thể hỏi ra cái kia lai lịch, triệu bân sách ra bầu rượu. Như người suy nghĩ, sách cổ nhuốm máu thành linh. Vô đạo cười nói, độn giáp thiên thư bốn chữ, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Nên là huyết trong tảng ý chí, trừng sách linh thần chí. Nó nhiễm huyết, xác định lai lịch không tầm thường, triệu bân một câu trầm ngâm. Về nhà nghiên cứu, trông coi đi ra ngoài trước, vô đạo một tay bấm véo ấn quyết. O, O, -n, N, G. Ấn quyết định giảng, có một tòa cao ba trượng quang môn tạo ra. Hai người cùng nhau đi vào, vẫn mang đi rồi ngộ đạo tiểu độn giáp. Là một cái tốt hạt giống. Cái này, là triệu bân cùng vô đạo thậm chí nghĩ nói. Này hàng linh trí không thấp, sơ vào luân hồi chi đạo con đường phía sau cái kia ngộ tính cũng như mở treo, dựa theo mà làm sao. Tựa như học cái gì đều rất nhanh, đốn ngộ chi quang một đạo tiếp một đạo. Có thể có thần tiên lưỡng giới vết nứt rồi. Triệu bân hỏi, mới bao lâu, còn phải chờ. Vô đạo ngáp một cái. Hắn lại nói nhẹ nhóm, Triệu Bân cái này có chút sốt ruột phát hỏa rồi. Biết rõ thề nhi ở tại thần giới, hết lần này tới lần khác không thể đi lên, không lên hỏa mới là lạ lạc. Trước khi đi, không định làm một phiếu đại. Vô đạo vẫn như cũ cơ chí, trước tiên đổi chủ đề. Triệu công tử dù chưa trả lời, nhưng trong mắt rồi lại hàn mang bắn ra bốn phía. Làm, nhất định làm, có chút cái truyền thừa, là nên để cho bọn họ từ thế gian xóa tên rồi. Thật có lỗi, hôm nay một chương chương 1902, vô đề. Oanh, ầm vang, thần minh hải ngoại, sấm sét vang dội Định nhãn như vậy một nhìn, mới biết là thiên kiếp, bán thần cấp thiên kiếp. Nhìn độ kiếp giả, đúng là thái thượng nữ tiên vương, bởi vì thiên phú không tầm thường, lôi kiếp dị thường mạnh mẽ. Lẽ ra, lớn như vậy động tính, sẽ phải rước lấy không ít người vây xem. Nhiên, liếc mắt một cái nhìn tận hải ngoại, chứa nói bóng người, liền một con chim cũng không có cái này đều quy công tại thủy thần, từ lúc bốn phương bố trí xuống càn khôn, làm che giấu. Trưa nay, viên thần bọn hắn mấy tôn thần minh, vẫn mang theo gia hỏa, tại thiên ngoại kiếp tản bộ, là làm sao hộ nói, như có gây rối người gắng phải đụng lên tới quấy rối phải hảo hảo chào hỏi không phải. Đa tạ, cái này, là thái thượng nữ tiên vương tâm lời nói. Mấy tôn thần minh hộ nói, hạng gì vinh quang. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cái này chịu nát khi còn sống, lại vẫn có thể như vậy huy hoàng. Đã bao nhiêu năm, nàng lần thứ nhất đã có ra cảm giác. Ít nhất, thần triều cường giả, cũng không đem nàng làm ngoại nhân. Ra cảm giác, rất mỹ diệu. Ra cảm giác, cũng giao phó nàng một loại thần kỳ lực lượng. Đúng là bực này lực lượng, cho nàng vô tận chiến ý, thả người nhiễm máu tươi cũng không sợ, cầm theo tiên kiếm, một đường sát lên cửu thiên, bất luận ức vạn lôi đình tàn sát bừa bãi, cũng khó diệt nàng chân thân, đó là một loại tâm cảnh lột xác, tâm linh về chỗ, liền là tín niệm của nàng. Được, đánh không lại này nương môn nhi rồi. Bọn ta đều là người văn minh, đánh nữ nhân có nhục nhã nhặn. Lão phu ngộ tính không thấp A, à, thế nào liền kẻ tại tiên vương không thể đi lên đâu. Quần chúng tất nhiên là có, đều thần chiều người, ô ương ương một phiến, trông chất tại rồi thần minh bờ biển duyên, xem người gặp xét đánh lúc, cũng không quên líu díu, có như vậy mấy cái không an phận đích nhân vật, vẫn có phần nghĩ nhập thiên kiếp phạm vi, lấy mượn lôi điện ngâm bản thân. Thật náo nhiệt a, à. thiên ngoại có vực môn tạo ra, Triệu Bân cùng Vô Đạo cùng nhau đi ra. Thấy chi, những người khác cũng may, ngược lại thì Minh, xem Triệu Bân hai mắt, không khỏi hít lại rồi một chút, bởi vì phía trước phút chốc, hắn tựa như tại Triệu Bân trên người, thấy được đệ nhị đạo bóng người, mặc dù kinh hồng vừa hiện, có thể hắn rõ ràng trông thấy luân hồi chi quang. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có hắn như vậy tầm mắt như thủy thần đám, liền không nhìn thấy triệu bân trên người đệ nhị đạo bóng người. Cũng hoặc là, là thì minh cũng tu luân hồi, đối với có chút lĩnh vực so sánh mẫn cảm. Không sai, triệu bân sách bầu rượu, có phần là vui mừng nhìn thoáng qua thái thượng nữ tiên vương. Nhìn cái này lôi kiếp thế, phía sau nhất định còn có đặc thù thiên phạt, khó tránh khỏi là thần minh pháp tắc. Từ nơi này thu con mắt, hắn lấy trưởng khống giả thượng đế thị giác, quan sát rồi toàn bộ thần minh hải. Như thì minh, phách đao cùng vô ưu tiên tử, với trước kia tham dự thái thượng tổ địa đại chiến người, cơ bản đều đã xuất quan, đế tiên vẫn còn ở chìm đắm vào ở bên trong, sợ là đang ngủ say trong phục linh. Đây là chạy nơi nào đụng cơ duyên. Không ít người đã đụng lên đến, thổn thức không thôi. Hơi có chút tầm mắt đấy, cũng có thể nhìn ra, triệu bân lại lột xác rồi. Không được, đã là cùng vô đạo một khối ra ngoài đấy, đám người cường hãn liền không cái gì kinh ngạc. Này hàng, thế nhưng đã từng là tiên giới chúa tể, nơi nào nơi nào có cơ duyên, hắn có thể không làm ký hiệu. Điệu thấp, vô đạo vuốt vuốt tròm dâu, bước cách vẫn không để ý rơi vào giai cảnh rồi. Đám người cường hãn mặc dù khó chịu, nhưng không phải không thừa nhận, này hàng có trang bức vốn liếng. Siêu, chính nói lúc, có một luồng ánh sáng âm u từ triệu bần ống tay áo chui ra. Đúng là tiểu độn giáp, lượn quanh một vòng nhi, đã rơi vào triệu bân đầu vai, đó là một cái đồ vật gì? Đám lão già này vây tới đây một phiến. Ngươi mới đồ vật, cả nhà ngươi đều đồ vật, tiểu độn giáp từ mặc kệ, miệng vỡ liền mở mắng. Ai nha, hỏa khí còn không nhỏ. Băm a à, băm a à, hầm cách thủy rồi, nên là hương vị thật tốt. Ân, nhiều phóng tư nhiên cùng cây ớt. Cút trứng. Đến, tìm hắn chơi đi thôi. Triệu công tử vung tay lên, cầm tiểu độn giáp đưa hướng về phía một phương. Cái kia, tiểu vụ linh chính ngồi xổm hồ lai cái ót nhi lên gặm hạt dưa. Ồ, lưỡng tiểu gia hỏa gặp mặt, đốn có một loại tỉnh táo tương tích, gặp nhau hận muộn cảm giác. Kết quả là, hồ lai cái kia sáng loáng ánh sáng ngói bẩy ra cái ót nhi trên, lại thêm một con vật nhỏ. Đáng tiếc, đều là công đấy. Nếu là một công một mẫu, còn có thể sinh cái nhỏ bé. Cái kia, nhiều lắm tiểu A. Nhiều người địa phương, dù sao vẫn không thể thiếu não đại động mở nhân tài. Vô đạo nói không giả, tiểu độn giáp đích xác rất có khảo cổ giá trị. Đây không phải là, thì Minh đã cho người sách đi rồi, chính sách lấy một chân, cao thấp trái phải xem. Sách, nhuốm máu thành linh. Nếu không thì thế nào nói là nguyệt thần sư đệ, thì Minh xem chính là thông thấu. Cái này tiểu chơi ý rất bất phàm, không nói cái khác, chính là cái kia trong cơ thể luân hồi chi lực, liền không phải bình thường tinh thuần, nếu là tiến hành bồi dưỡng, tuyệt đối là cái tu luân hồi tốt hạt giống, ít nhất nó có được trời ưu ái điều kiện, người bình thường vẫn thật là không so được. Ta, có phải hay không nên ra ngoài đi dạo một chút? Vẫn là một đám tiền bối, tại triệu công tử trước mặt, lúc ẩn lúc hiện. Làm sao dạo chơi, chính là ra ngoài gây sự tình, vẫn có rất nhiều cửu gia không có thu thập. Thật chờ càn khôn áp chế buông lỏng đến thần minh cảnh, còn nghĩ đánh, có thể đã dị thường tốn sức rồi. Chờ đợi thiên kiếp kết thúc. Triệu bân cười một tiếng, ánh mắt lộng lẫy chiếu sáng. Hoặc là không đánh, hoặc là liền đánh tới đối phương đoạn truyền thừa. Lôi kiếp tàn. thần minh đảo chủ đổ một ngụm rượu, công chúng cường ánh mắt, đều dẫn hướng về phía thiên kiếp. Lôi đình thiểm điện chôn vùi, không có nghĩa là thiên kiếp kết thúc, còn có đáng sợ hơn thiên phạt. Oanh, vạn chúng nhìn chăm chú dưới một đạo cổ lão nhân ảnh, tại hư vô diễn hóa. Là thần minh pháp tắc thân, lôi tức quanh quẩn thần minh quang huy lộng lẫy trói mắt nhìn xem như vậy quen mặt lạc. Lời này, rất nhiều người đều tại nói. Nói qua nói qua, chúng cường giả ánh mắt, liền đã rơi vào bất niệm thiên cùng trường sinh tiên trên người, thân là đại la thánh tử triệu bân, lúc này cũng thành rồi trọng điểm chú ý đối tượng. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì kiếp trong pháp tác thân, là đại la tổ tiên. So sánh với tiên tông thủy tổ tử tại thiên, đại la tổ tiên uy danh, tuy nhiên kém có điểm ý tứ, nhưng cũng là khai sáng qua huy hoàng thần, hắn đại la thần kiếm, không biết trong tiên tông bao nhiêu năm tháng. Có thể chính là như vậy một tôn thần, cùng thái thượng nữ tiên vương bắn đại bác cũng không tới, lại xuất hiện ở cái kia thiên kiếp trong. Thái thượng tông không phải là không có thần minh, thế nào đem đại la tổ tiên làm đi ra. Gây sự quỷ một tiếng nói thầm. Hai người bọn họ, còn có thể có nguyên nhân quả đại bằng sờ lên cái cầm. Chưa chắc là nhân quả kiếp, bất hủ thần thể cười nói. Chuyện đó không giả, chạm đến thần minh lạc ấn, đồng dạng có thể dẫn xuất pháp tắc thân. Chiến thiên hành nói, vô luận loại nào kiếp, đại la tiên tông đều đã định trước lung túng. Không thiếu lão gia hỏa đều ước lượng rồi tay, còn có người móc ra trí nhớ tinh thạch. Thiên kiếp sao, pháp tắc thân bị đánh, chuyện thường xảy ra, đại la tổ tiên xác định cũng không ngoại lệ. Nói đánh liền đánh, khai chiến không được hơn trăm hiệp, thái thượng nữ tiên vương tựa như mở thần cấp treo, dị thường biêu hán, cùng đồng cấp đại la tổ tiên đánh nhau, lại chiếm được thượng phong đánh chính là long trời lở đất tốt lúng tung a à. bất niệm thiên hít sâu một hơi trường sinh tiên cũng ở đây bóp mi tâm biết rõ hôm nay là cái đại tràng diện thế nào đã tới rồi như thế nhất xuất lạc mắt thấy tiền bối thần minh bị đánh hỏa khí thế nào còn có chút ép không được nữa nha nhắm mắt làm ngơ triệu bân vội ho một tiếng xoay người nhập thần minh hải đế tiên đã tỉnh trước tìm nàng cho cơ ngưng xương nhìn một cái bệnh chương 1903, thanh toán. Bán thần cấp thiên phạt, trời dung đất chuyển. Chí tôn thành chỗ sâu thời gian hào quang, cũng đẹp không sao tả xiết. Triệu bân hàng lâm lúc, chính thấy đế tiên xuất quan. Chìm đắm vào nhiều ngày, nàng là hình thái đại biến, biến thành một cái thiếu nữ. Thời gian tắm rửa cái kia thân, vô luận từ chỗ nào xem, đều là tựa như ảo mộng đấy. Cái này, triệu bân xem ánh mắt nhi kỳ quái. Thiếu nữ sao, thần triều có rất nhiều, như tiểu tiên tử, như vũ linh hoàng phi, đều thiếu nữ bộ dáng, một cái là bởi vì huyết mạch, một cái là bởi vì quá tuyệt kiếm ý, trong thời gian ngắn đều chưa trưởng thành. Mà đế tiên, hơn phân nửa là bởi vì linh hồn, nói không chừng chính là phục linh ra biến cố. Vẫn có thể trưởng thành đấy, đế tiên chấp rồi đôi mắt đẹp. Chưa trưởng thành cũng không sao, triệu công tử há miệng đến rồi một câu như vậy. Nói cho cùng, hắn vẫn là không có thói quen, hắn trong trí nhớ liễu như tâm, là bực nào nhu thuận, có thể phục linh phía sau, cũng là đi chạy lệch, nhiễm nhiên đã hướng Tú Nhi áp sát rồi. Đến, hắn không trì hoán, lôi kéo Đế Tiên đi cơ ngưng xương ngọn núi. Tiểu tiên tử là thật chuyên nghiệp, ngoại giới như vậy náo nhiệt, nàng là nửa điểm hứng thú một chút nào, An vị tại cây già dưới nhìn chằm chằm vào cơ ngưng xương ngẩn người, mốc liền ngây người, ánh mắt vẫn rất không bình thường. Cho đến triệu bân cùng Đế Tiên rơi xuống, nàng mới thoảng qua thần nhi. Thấy Đế Tiên cái này hình thái, nàng trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Tu thời gian đại thần nơi nào, là tu lấy tu lấy phản lão hoàn đồng rồi. Lục thiên bí văn, đế tiên một tiếng khẽ nói, xem chính là cơ ngưng xương nghi tâm. Lục thiên tộc thế nhưng cường đại chủng tộc, nàng sớm kiến thức qua. Vạn chưa từng nghĩ, cơ ngưng xương có thể cùng cái này nhất mạch nhất lên quan hệ. Mộng chạm thời không, đế tiên tầm mắt tò mò cao, liếc mắt một cái liền hiểu rõ rồi manh mối có thể có biện pháp tỉnh lại, Triệu Bân hỏi một câu. Tất nhiên là có, Đế Tiên một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Bân cùng tiểu tiên tử đều biết, Đế Tiên là vào cơ ngưng xương mộng cảnh. Có thể tỉnh lại sao? Tiểu tiên tử nhìn thoáng qua Triệu Bân. Có thể, Triệu Bân tìm mà ngồi tại đó, Đế Tiên chủ tu thời gian, nhưng đối với mộng nói cùng thời không, cũng rất nhiều tạo nghệ, nếu ngay cả nàng đều gọi bất tỉnh cơ ngưng xương, những người khác càng không cách nào A, à, hai người nhìn nhìn xem, cơ ngưng xương đột nhiên một tiếng ngâm nga. Không khó nhìn thấy, nàng tiếu giữa lông mày, cất giấu một vòng thống khổ. Rất hiển nhiên, nàng làm chính là một cái ác mộng, dây dưa không ngừng. Sau đó, liền thấy cái kia mi tâm lục thiên bí văn, chậm rãi tản đi. Đó là một cái hiện tượng tốt, ít nhất chặt đứt lục thiên liên hệ. Thật lâu, cũng không trông thấy cơ ngưng xương tỉnh lại, cũng không thấy đế tiên ra mộng. Triệu bân mơ hồ lo lắng, thoạt nhìn đơn giản, quỷ mới biết được đế tiên là như thế nào nghịch lúc đi chống không. Trung quy, đó là cấm kỵ pháp tắc. Đã là cấm kỵ, rất có thể dẫn suốt tai nạn. Siêu, chiếu đến một phòng nguyệt quang, đế tiên trở về hiện thực. Không chờ triệu bân cùng tiểu tiên tử đi phía trước gom góp, liền thấy nàng phất tay áo, đổ một phiến tuế nguyệt chi quang, lung muộn cơ ngưng xương, xua tán đi cái kia tiếu giữa lông mày thống khổ sắc, thật chính có thể an tường. Làm xong những thứ này, đế tiên mới xong chỉ khép lại, hướng phía hư vô chảm nhất kiếm. Tiểu tiên tử tầm mắt chưa đủ, không nhìn ra manh mối, nhưng triệu bân rồi lại ánh mắt thâm thúy. Mộng có cắn trả, thời không cũng có cắn trả, đều không hình vô tướng, bị đế tiên chảm. Cơ ngưng xương cuối cùng tỉnh ngủ, chỉ bất quá, ngốc có chút không bình thường. Tiểu tiên tử duỗi tay, tại trước mắt nàng thoáng dao động, cũng không trông thấy cái kia có phản ứng. Vượt vũ trụ tỉnh mộng cố hương, đích xác là một con đường, nhưng là cần ngươi đối với mộng chi đạo, có cực hạn lĩnh hội mới được, như vọng từ thi pháp, tất nhiều biến số. Đế tiên một tiếng khẽ nói. Theo dứt lời, cơ ngưng xương ý thức dần dần trở về. Không khó nhìn thấy, nàng trong mắt có một tia hơi nước quanh quẩn. Là nàng quá muốn về nhà, mới đang ở trong mộng bị lạc trạm thời không. Siêu, đế tiên lại tế ra một đạo thời gian, chui vào nàng mi tâm. Đó là mộng chi đạo cảm ngộ, mộ, tùy thời ánh sáng tặng cho rồi cơ ngưng xương. Đa tả, cơ ngưng xương lời nói khàn khàn. Tiện tay mà thôi, đế tiên khẽ nói cười một tiếng. Có một số việc, gấp không được, triệu bân thì nhẹ phẩy tay, lại đem cơ ngưng xương đưa vào mộng đẹp, nàng cần phải nghỉ xả hơi, lại như vậy xuống, về nhà chấp nghiệp, hơn phân nửa sẽ trở thành ma chướng Làm phiền chăm sóc, triệu bân cùng đế tiên lưu lại một lời nói, cùng nhau đăng thiên mà đi. Tối nay, ánh trăng không tệ, rất thích hợp tìm cửu gia tính sổ. Thần minh hải ngoại, âm vang âm thanh đã tán, thái thượng nữ tiên vương đã vượt qua thiên kiếp. Đại la tiên tông lúng túng, là vận mệnh của nàng, thật đem đại la tổ tiên đánh. Ai ơ uy, mắt thấy đế tiên thiếu nữ hình thái, không thiếu lão gia hỏa đều sáng lên mắt. Sự tình không lớn, hơn phân nửa còn có thể dài trở lại, thời gian không là vấn đề. Bán thần cấp phía dưới, giữ nhà, bán thần cấp trở lên, cầm vũ khí thần triều chi chủ buông lời, một cuống họng gào thét thiên địa dung chuyển. Lời này vừa nói ra, lão gia hỏa đều tinh thần tỉnh táo, đến mức tiểu bối cùng tu vi không tốt tiền bối, cũng có tự mình biết rõ, dồn dập lui về rồi trí tôn thành, đợi thần triều chiến thắng trở về trở về. Đi, triệu bân tế ra vực môn, cái thứ nhất bước vào. Đế tiên thì thò tay, lại đem hắn kéo ra ngoài. Vực môn tốc độ là không chậm, nhưng nàng thời gian có vẻ như nhanh hơn. Tuế Nguyệt Trường Hà thông thả, thần chiều đám người cường hãn đều tại trong thiên địa bốc hơi. Phanh. Sau đó không lâu một tiếng ẩm vang, vang vọng minh mông phía chân trời. Thế nhân nhiều bị thức tỉnh, hướng nhìn từ xa lúc, chính thấy một tòa nguy nga thạch bi, nhập vào một phiến dãy núi, quỷ mới biết được nó có nhiều trầm trọng, từng tòa ngọn núi đều bị trong khoảnh khắc san thành bình địa. Thạch bi tất nhiên là thi thần bia, bị thần chiều đám người cường hãn liên hợp thúc dục. Chuẩn hoang thần khí thật là tốt sử dụng, nhất kích liền oanh mở rồi thần minh truyền thừa tổ địa. Nhà ai tổ địa đâu, lạc nhật thần giáo đấy, tàng được bí ẩn không có sâu dùng, vô luận đế tiên vẫn là nguyệt thần, đều một tìm một cái chắc. a à, kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên, truyền khắp đêm tối lờ mờ, huyết vụ trùng thiên cuồn cuộn. Thì thần bia phía sau chính là đầy trời thần binh, như vòng tròn quay liên tục thái dương, thần uy thao thiên. Ừng ực, hướng cái này xem thế nhân, đều tập thể mạnh nuốt nước miếng mặc dù vẫn khoảng cách rất xa, vẫn như cũng có thể cảm thấy hủy diệt chi lực. Nhiều như vậy cực đạo thần khí, đêm tối đều bị chiếu đã thành ban ngày. Thần chiều Không ít người đều trông thấy một cây đại kỳ, thần chiều hai chữ khi phách chắc lậu. So sánh với cái này, bọn hắn càng muốn biết chính là nhà ai truyền thừa bị đánh. Không ai cho bọn hắn đáp án, cũng không ai dám đi phía trước gom góp, lại không dám sở thần chiều rủi ro. Có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy thần khí, nhìn chung toàn bộ tiên giới, ai có thể cùng chi địch nổi. Đại chiến, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nói chiến, cũng không xác thực, bởi vì từ khai đánh, lạc nhật thần giáo liền không cơ hội xuất thủ, hai cái thần đã ở thái thượng tổ địa táng diệt, liền một cái chống đỡ chàng tử cũng không có, thế nào chống đỡ được thần triều công phạt. Đi xem, thần triều đã đi lâu rồi, thế nhân mới dám đặt chân cái kia phiến thiên địa. Bị oanh đã thành một phiến phế tích, rất khó phân biệt một đám lão gia hỏa nghiên cứu hơn nửa đêm, mới xác định là lạc nhật thần giáo, thỏa thỏa thần minh truyền thừa, một nén nhang không đến, nâng giáo hủy diệt. Thần triều, muốn đại rửa sạch, vẫn là tiền bối đám, lại nói lời nói thấm thía. Lần này lạc nhật thần giáo, chính là huyết ví dụ. Phía sau, nhất định chả có, phàm cùng thần triều có cửu đấy, đều chạy không thoát thanh toán. chương 1904, Hoành đẩy Cái này, là một tòa u uyên sâu không thấy đáy vừa gặp trong đêm u uyên càng lộ ra đen kịt cô quạnh trong bóng tối có một hạt cát bụi trôi nổi hiện ra ảm đạm sáng bóng a à, không đúng đây không phải là cát bụi mà là một phương càn khôn đại thế giới hắc uyên thánh địa hang ổ chính là chỗ này rồi ngược lại sẽ tìm địa phương cầm bản thân tổ địa chìm vào rồi trong bóng tối trông coi rất nhiều che giấu gia trì đế thần đều chưa hẳn tìm cho ra triệu bân chờ đợi thần tiên thông đạo trọng khải, người xác định sống không bằng chết. Hắc Uyên tổ địa ở chỗ sâu trong, có một đạo hung ác mà âm trầm lời nói. Đó là Hắc Uyên thần quân, lại vẫn còn sống, chỉ là chỉ còn một luồng tàn hồn. Có thể tại đế tiên dưới thân kiếm chạy trốn, hắn cái này bảo mệnh bổn sự, cũng là có thể nói nghịch thiên cấp. Đáng tiếc, thoát khỏi mùng một, chạy không khỏi 15. Hắn chết cùng bất tử, thần triều đều có giết qua đến. Phanh, cùng với một tiếng ầm vang nguy nga thì thần bia đã rơi vào hắc huyên ân vẫn còn ở chửi bới hắc huyên thần quân tàn hồn run lên bần bật ẩn núp tổ địa trong hắc huyên cường giả cũng là tập thể ngửa ra con mắt làm mắt thấy một tòa thần bia trên trời nện xuống đến đấy hủy thiên diệt địa lực lược trực tiếp đánh bể tổ địa càn khôn phốc huyết quang hiện ra thanh mảnh như mọc thành phiến bóng người bị chấn diệt còn có núi cao cùng cung điện lầu các cũng là một tòa tiếp một tòa sụp đổ đáng chết. Hắc Uyên thần quân tàn hồn, ngược lại kháng đánh, cái này không có làm chết hắn. Không sao, thì thần bia chỉ là kích thứ nhất, phía sau còn có đầy trời thần khí. Cái này, Hắc Uyên thần quân hồn, trong nháy mắt lạnh cái cực độ. Cái kia truyền thừa, lên tới bán thần xuống đến tiên nhân, không một cái may mắn thoát khỏi. Lại một mạch thánh địa, từ thế gian xóa tên. Chờ đợi thế nhân nghe âm thanh chạy đến, triệu bân bọn hắn đã không suốt đầu lộ diện thánh địa không còn trong bóng tối chỉ còn một phiến nhuốm máu phế tích đừng vội còn chưa xong hắc uyên thánh địa phía sau chính là tuyệt thiên thánh địa sợ là không ai sẽ nghĩ tới nhà hắn tổ địa lại tàng tại một cái giếng cạn ở bên trong tự đứng ngoài xem cũng là một hạt cắt bụi có thể che giấu khá hơn nữa cũng khó đảo đại thần thông giả thôi diễn mà nguyệt thần chính là cái này đại thần thông giả mặc dù nàng không ở tiên giới vẫn là có đế tiên diệt triệu bân vừa quát âm vang tế ra rồi thì thần bia thần triều đám người cường hãn đều thi pháp tới hợp lực thúc giục oanh thần bia rơi xuống long trời lở đất giếng cạn tổ địa ngay tại chỗ bị nện rồi cái nát vụn một kích này liền đầy đủ bát thành lấy người trên táng diệt phần còn lại đều là nội tình hùng hậu giả đặc biệt là bán thần cấp đều có cùng thần minh ngạnh cương vốn liếng đồ thần cũng không lại nói lần tiếc núi chính là bọn hắn đối địch chính là thần triều. Luận thế trận luận trang bị, đều là tuyệt đối nghiền ép. Chúng ta không cam lòng. Như như vậy cuồng loạn gào rú, đều là phát ra từ linh hồn gào thét. Không cam lòng dễ nói, chờ đợi đầy trời thần khí chào hỏi xuống, toàn bộ thế giới đều có yên tĩnh đấy. Kế tiếp, Kim Luân Thánh Địa. Thủy thần cầm lấy một cuốn sách nhỏ, vạch tới rồi tuyệt thiên thánh địa. Cái này nhất mạch thần minh truyền thừa, cũng sẽ tìm địa phương, cầm bản thân tổ địa dấu ở một tòa cổ mộ, liền trầm tại người trong quan tài, cũng không biết là ai ra phần mộ tổ tiên, bị bọn hắn bới. Đại lực xuất kỳ tích Thần chiều cường giả cái này một cuống họng, gào thét kinh thiên quỷ thần khiếp. Kim Luân Thánh Địa cũng không biết nơi nào cùng nơi nào, liền bị thi thần bia đập vỡ tổ địa. So sánh với trước mấy nhà Thánh Địa, cái này nhất mạch nội tình có phần nghĩ, trước tiên liền có người trùng thiên mà lên, nhưng không là người sống, mà là một cỗ thần khôi, hàng thật giá thật đế thần cấp. Bới ra người phần mộ tổ tiên, luyện người thi thể A. Thương miểu lão thần một tiếng tổn thức, không thấy qua cái này tôn đế thần. Thủy thần ngược lại có nghe thấy, cũng không biết táng tại tiên giới. Không sao, đế thần thần khôi tài ba, bọn ta có chuẩn hoang cấp. Oanh, thi thần đăng tràng, một trưởng liền cầm đế thần khôi lỗi ấn tại đó. Chờ đợi đầy trời thần binh rơi xuống, tuyệt vọng lung muộn kim luân nhất mạch đồng dạng không thần minh áp trận, nhất kích chính là triệt triệt để để hủy diệt. Sau đó bị diệt đấy, chính là bát cực thánh điện. Nhà hắn tổ địa sắp đặt chỗ, cũng là vô pháp vô thiên. Cũng không biết là bát cực điện chủ đầu óc rút, vẫn bị lừa đá rồi, như không nhìn lầm lời nói nhà hắn tổ địa bên cạnh, là một cái hầm cầu A. Cái kia mùi vị A. Nếu không đế tiên định vị, đánh chết lão tử đều không tin. Viên thần sử tại không chung, không ngừng nhếch miệng sách lưỡi. Thần chiều đám người cường hãn sắc mặt, cũng không phải đẹp mắt, quá xấu. Cùng hầm cầu, một khối hủy diệt A. À. Thủy thần một tiếng gào to, đẩy ra rồi thi thần bia. Bát cực thánh điện đến hủy diệt đều không thể tin được, trước khi đi, đúng là cùng đồ cướp đái cùng múa Không có biện pháp, ai bảo nhà hắn có một cái tốt điện chủ đâu. Cho rằng nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp, liền có thể né qua dòm ngó, liền có thể vạn sự đại cát, tới rồi, vẫn là khó thoát một cái tử kiếp so sánh với bát cực thánh điện xích thiên cung thao tác thì có đủ thanh kỳ rồi nhà hắn tổ địa tại một cái trong bầu rượu thần triều đám người cường hãn tìm đến lúc chính thấy một cái coi bói đặt cái kia thành thơi uống rượu hoàn toàn không biết trong bầu rượu cất giấu cản khôn đại thế giới lấy ra a ngươi đạo tiên từ trên trời giáng xuống chiếm bầu rượu liền đi coi bói một mặt mộng cái này thế nào cái gì đều đoạt không tốt tự phong xích thiên cung hình như có phát hiện muốn từ tổ địa sát ra làm sao hết thảy đều chậm thì thần bia đã trên trời nện xuống dưới đến lúc này hồng hoang bát đại thánh địa đều hủy diệt nhiên thần triều sát lục cũng không vì vậy mà ngừng xích thiên cung phía sau ngày thứ hai một tòa to lớn hào hùng tiên sơn liền bị oanh thành một phiến phế tích đó là thái thanh điện cũng không có thể đào thoát tai nạn thế nhân xem rõ ràng to như vậy một cái càn khôn thế giới trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Thần chiều ra tay, quả nhiên long trời lở đất a. Lão Phu sớm nói qua, sẽ có một trận đại tẩy trừ. Tin cậy tin tức, tuyệt thiên thánh địa đêm qua bị phủ diệt. Đâu chỉ tuyệt thiên, bát đại thánh địa đều đã thành lịch sử. Yên lặng nhiều ngày tiên giới, lại một lần sôi trào, đi nơi nào cũng có thể nghe nói nghị luận. Thế nhân mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là không thể che hết khiếp sợ, thần triều hạ thủ quá hung ác chỉ là suy nghĩ một chút cũng không cái gì mau bệnh đối với địch nhân nhân từ chính là đối với mình cái tàn nhẫn không biết được chúng thần nghe nói sẽ có cảm tưởng thế nào không ít người nói thầm lại tới một lần đại liên hợp cùng thần triều làm một cuộc có người nhỏ giọng nói làm làm đại gia ngươi cái này chính là chúng thần đáp lại nếu không đế tiên làm một cuộc cũng không sao có thể cô nương kia nhi thủ đoạn thông thiên khó tránh khỏi lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân như thế, vẫn là cất dấu tốt, chờ đợi thần tiên thông đạo mở ra, hoàn hồn giới viện binh. A. À, thê lương kêu rên, truyền từ ám hắc chi vực. Theo sau, chính là huyết tộc, cửu u địa ngục, thương xà tộc, thao thiết tộc. Thần triều thủ đoạn thiết huyết, là một đường hoành đẩy đã qua đấy, phàm cứu ra, phàm có thể tìm được đấy, lời thừa một câu không nói nhiều, trực tiếp đánh tan, vô tận huyết quang, tràn ngập tinh không. Một ngày này, đế tiên tay cầm thanh liên kiếm, một thân một mình đi xa nàng muốn săn thần, muốn đem đang ở tiên giới đối địch thần, sát cái sạch sẽ. Năm đó, nàng là khinh thường đối với tiểu thần xuất thủ, thế nhưng một trận lại một chàng huyết kiếp, để cho nàng giác ngộ, như vạn cổ trước, nàng liền đại khai sát giới, cũng sẽ không có như vậy nhiều thân hữu chết thảm, thần là nên là lãnh huyết vô tình một chút, lại không thể đi năm đó đường xưa. chương 1905, có thể có manh mối. Thần chiều sát lục, kết thúc rồi. Lâu không nghe thấy tinh không dung chuyển, thế nhân nhiều leo núi nhìn xa, vẫn là có như vậy mấy cái hảo hiếu, top 5 top 3, hoặc ước lượng tay hoặc vuốt tròm dâu, ghé vào một khối nói mỏ nhạt, nói trắng ra là người không chịu nhàn dỗi, muốn tìm mà xem vở kịch lớn, ngang trời xuất thế thần chiều, chính là bọn họ nhìn chăm chú tiêu điểm, có thể đập vào đập vào, sẽ không cái gì động tĩnh rồi, cừu ra thật cho giết sạch rồi. Đáp án, từ là phủ định đấy. Cừu ra vẫn có rất nhiều. Ví dụ như chúng thần, một cái so một cái tàng được bí ẩn, Tìm ra được dị thường tốn sức Yên tĩnh đêm Triệu bân đám bước lên đường về Thoải mái Thoải mái Là bọn hắn thần thái biểu hiện Chuyến này ra tới Thần triều có thể nói sát biến hồng hoang đại lục Còn có mênh mông tinh không Quanh đi quẩn lại Đã lưu lại rồi mấy trăm nhiều chiến trường Không biết hủy diệt rồi bao nhiêu truyền thừa Có một cái tính một cái Đều sát mắt đỏ rồi Nhìn cái kia toàn thân sát khí Không có mấy người núi thây biển máu Là đống không đi ra đấy Tu đạo chi lộ chính là chỗ này giống như tàn khốc đã là đối địch không phải ngươi chết chính là ta vong đủ dùng rất nhiều năm đường về ở bên trong mỗi một người trong tay đều mang theo một cái bao tải to đều là siêu đại hiệu túi chữ vật trong đó chất đầy chiến lợi phẩm bí bảo pháp khí đan dược kỳ chân dị thảo bí quyển nhiều không kể xiết đều là một trận chiến tiếp một trận chiến càn quét mà đến thần triều gia đại nghiệp đại không có hùng hậu tu luyện tài nguyên là nhịn không được hậu bối quật khởi đấy. Lấy nàng dưới đáy bao hàm, không ngại đấy. Vô đạo nói qua, kín đáo đưa cho rồi triệu bân một bầu rượu, đến mức trong miệng nàng, tất nhiên là chỉ đế tiên, một thân một mình đi xa, một thân một mình đi săn thần. Ta tin, triệu bân tiếp bầu rượu, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn xem phương xa. Hắn là muốn cùng liễu như tâm một đạo đấy, còn có thần triều đám người cường hán, cũng rất thích ý trợ chiến, nhưng đế tiên đi lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là muốn làm trong bóng tối một tôn sát thần, đi thu hoạch trí tôn mệnh. Chúng ta đi theo, chỉ là vướng víu, thủy thần một tiếng ho khan. Lời này, không người phản bác, liền cương quyết bướng bình viên thần, đều tao liễu tao lông khỉ nhi. Thật muốn đánh lên ba năm trăm tôn thần, sợ là đế tiên đạo hạnh, cũng khó hộ bọn hắn chu toàn. Như thế, nàng một người rút kiếm độc hành, cũng không chỗ cố kỵ, chân thực chiến chỉ là, cũng có thể toàn thân trở lui, dù sao vẫn khá giả mang theo bọn hắn một đám con ghẻ ký sinh. Đạo lý, Triệu Bân tất nhiên là hiểu. Hay là hắn quá yếu, xa xa theo không kịp đế tiên bước chân. Bọn ngươi, trước tạm trở về. Vượt qua một cái tinh hà lúc, vô đạo đi hắn phương. Theo hắn đi, còn có Triệu Công Tử, bọn hắn chờ cái nào đó kỳ hạn, nhanh đã tới rồi, chỉ chưa tìm được vết nứt, liền có thể trộm nhập thần giới. Vô đạo mặc dù cực không thể Triệu Bân đi lên, nhưng mà biết rõ, hắn ngăn không được, tìm không trở về thê nhi, gia hỏa này thật sẽ ma chướng đấy. Lão phu bóp chỉ tính toán, lại dẫn hắn đi đụng cơ duyên. Đáp hỏa thần minh lời nói thấm thiên nói, đâu chỉ hắn, tại chỗ rất nhiều lão gia hỏa đều như vậy cho rằng. Không nói đến vô đạo bản tính thế nào, nhưng mà là thật thương yêu nguyệt thần đồ nhi a. Triệu Bân ngày xưa hủy vô vọng hải, băng rồi thần sơn, cũng không trông thấy chế tài. Nếu không phát ra từ linh hồn ưa thích, có thể làm được trình độ như vậy kiếp sau, ta cũng tìm đến tốt thai. Ân, tốt nhất họ chịu. Không có cái khác, lão phu chủ yếu ưa thích cái này họ. Khá dài đường về, không đứng đắn lão ra hỏa, lại đang vô nghĩa dọc đường, vượt qua sóng càng xa. Tinh không, triệu bân cùng vô đạo sóng vai mà đi. Vẫn là cái kia kỳ dị la bàn, vô đạo loay hoay rồi một đường. Hắn như cái tầm bảo giả, dựa theo la bàn chỉ thị, trái nhìn nhìn phải. Triệu bân mặc dù cũng đang tìm, cũng là cái mắt trợn. Sợ là vết nứt đang ở trước mắt, hắn cũng nhìn không thấy. Cái này cùng chiến lực không quan hệ, muốn là cái kia đoạt thiên tạo hóa tầm mắt. Bực này tầm mắt, Nguyệt thần có, từng làm chủ tể vô đạo, cũng có. Dù như thế, tìm ra được cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trung quy, đại càn khôn biến hóa vô tận. Có thể có manh mối, như lời này, Triệu Bân đã không biết hỏi bao nhiêu lần. Cho lão phu một chút thời gian, Vô Đạo đáp lại, trước sau như một tiêu chuẩn. Hai người đi lần này chính là hơn phân nửa nguyệt. Bán nguyệt đến, Triệu Bân sốt ruột phát hỏa, Vô Đạo cũng không chỉ một lần vò đầu. Không có thượng đế thị giác, thật là khắp nơi lúng túng, đến chỗ nào đều cảnh tối lửa tắt đèn. A, à, như bực này kêu thảm thiết, cách mỗi như vậy mấy ngày, liền sẽ vang lên một lần. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó là thần minh kêu rên, cũng là đế tiên tạo sát lục nàng đúng như trong bóng tối sát thần, mỗi đến một chỗ, tất có một tôn thần, táng tại cái kia dưới thân kiếm. Ai? Một ngày, vô đạo đột nhiên một tiếng nhẹ kêu. Triệu bân nghe thấy chi, con người không khỏi nở rộ rồi ánh sáng, tìm được rồi. Không sai biệt lắm, vô đạo thu la bàn, cất tay đi vào rồi một khỏa cổ tinh. Triệu bân bề bộn sợ cùng nhập, liếc mắt một cái quan sát, mới biết là một khỏa phàm nhân cổ tinh, không thấy nửa cái người tu đạo, hắn có chút kinh ngạc, thông vãng thần giới đường, đều ở đây trong. Thật sẽ tìm địa phương. Không bao lâu, vô đạo tại một phiến bồng lai tiên cảnh xác định thân. Triệu bân thì cao thấp trái phải nhìn xem, đến nay không thấy kỳ dị chỗ. Thuận tiện thuận tiện tán gẫu một chút, vô đạo đứng thẳng lên lưng eo, chính nhi bát kinh vuốt vuốt tròm dâu, cầm tiền bối cao nhân tư thái, chỉnh hữu mô hữu dạng. Triệu bân nghe lông mi trao lên, lại một lần dòm ngó trốn đảo nguyên, cũng không nhìn thấy bên trong có người vẫn là nói, hắn tầm mắt không tới nơi tới chốn nhìn không thấy chân tướng. Thật vất vả đến một chuyến. Thế nào như vậy không nể tình? Ta, tốt xấu là đã từng là chế tài giả. Vô đạo không còn tiền bối cao nhân tư thái, nghiễm nhiên đã biến thành một cái nói xàm. tại chốn đảo nguyên trước, qua lại đi tới quay lại, cằn nhằn xì xào không xong. Tới rồi, cũng không trông thấy có người đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được nhìn về phía triệu bân, mượn ngươi lòng uyên kiếm dùng một lát, xem đi, thời khắc mấu chốt còn phải ta xuất mã. Long Uyên vèo một tiếng chui ra. Vô đạo cũng không khách khí, tiện tay chộp tới rồi Long Uyên. Xong việc, liền thấy hắn đối với Long Uyên một phen xì xào bàn tán. Triệu công tử dựng lên lỗ tai, sửng suốt cái gì cũng không nghe thấy. Cái này, không tốt sao? Ngươi sợ không phải sợ rồi. Ta sẽ sợ. Một người nhất kiếm, nói nhỏ. Ngược lại thân là chủ nhân Triệu Bân, bị gạt tại một bên đến lúc này, hắn cũng không biết vô đạo trong hồ luôn muốn làm cái gì. Đi thôi. Được rồi. Vô đạo lui về phía sau một bước, Long Uyên thì bay lên trước. Thấy nó ô, ô, n, g run lên, đối với trốn đảo Nguyên gào thét rồi một cuống họng. Cô nương kia nhi, bọn ta lão đại là đến ngâm ngươi đấy. Thật sao, lời này nhất xuất, triệu công tử sửng sốt một chút. Nếu không thì thế nào nói là thần triều chi chủ, phản ứng chính là nhanh, trong nháy mắt liền đốn ngộ rồi. Nguyên nhân chính là có này giác ngộ, hắn tài không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Nhìn trốn đào nguyên, nhưng có một cái óng ánh bàn tay như ngọc trắng thỏ ra, một tay liền đem hắn bắt, còn có vô đạo cùng Long Nguyên kiếm, cũng cùng nhau bị bắt được. Bịch, ba hàng lại hiện thân, đã là trốn đào nguyên ở chỗ sâu trong. Chỗ kia có nhất nữ tử, đang tại cây giả phía dưới tác hỏa. Tỉ mỉ một nhìn, có thể không phải là tiên giới chúa tể sao. Đối với cái này, Triệu Bân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì trước phút chốc đã đoán ra. Hắn mặt hắc chính là, vô đạo lại cho hắn đến như vậy nhất suất, đánh thật xa tới đây, để cho ta đùa giỡn chế tài giả Long Uyên cũng là không hố vô đạo, người nhà chuyên gài người chủ nhân.